Đã một năm từ ngày anh rời khỏi biên giới phía Bắc, không ngờ có ngày lại quay về chiến trường ngoài biên giới. Ngay khi Dương Thanh đang tới chiến trường ngoài biên giới, tại một vùng sa mạc vắng vẻ có một người bị trói trên một cái giá chữ thập. Mặt trời trói trang chiếu thẳng xuống đầu, người kia máu me khắp người, khí tức suy yếu bị phơi dưới ánh mặt trời. Chúng mày nhất định sẽ phải hối hận. Người bị trói mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bốp! Ngay sau đó, một một gã người Tây cao lớn hung hăng quất roi da lên người anh ta. Đến nơi này rồi còn dám mạnh miệng. Gã người Tây cười lạnh một tiếng, nếu không phải bọn tao cần mày làm mồi nhử, mày nghĩ mày còn sống đến bây giờ sao? Bốp bốp bốp. Nói xong, gã ta lại điên cuồng quật roi da lên người chàng trai bị trói. Kêu lên cho tao, kêu đi." Gã người Tây giận dữ hét. Chàng trai kia như không hề cảm giác được đau đớn, không chịu kêu lên một tiếng khiến gã ta cảm thấy bị sỉ nhục lại càng quất mạnh hơn. Chàng trai bị trói trên giá chữ thập chính là Mã Siêu bị sát thủ Hồng Trần bắt tới. Lúc này, Mã Siêu đang cắn chặt răng, cho dù bị hành hạ đến mức nào cũng không chịu kêu lên một tiếng, còn hét lớn, tiếp đi. Con mẹ nó, mày chỉ có tí sức thế thôi à? Ông đây mà kêu lên một tiếng, ông đây sẽ là con chó con. Tiếp đi, mẹ nó, mau đánh tiếp đi. Gã người Tây bị chọc giận, vùng roi ra điên cuồng quất vào người Mã Siêu, kêu kêu mau. Từ đầu đến cuối mã siêu không hề kêu lên một tiếng, trên gương mặt giữ tợn tràn đầy sát khí. Anh ta thề nhất định phải chém chết gã người Tây này thành nhìn mảnh. Đủ rồi Lucifer. Đúng lúc này, một cao thủ người Tây có thực lực thần cảnh trung kỳ đi tới quát lớn. Sa tăng, mày không nghe thấy à, thằng chó này đang khiêu khích tao. Gã người Tây tên Lucifer tức giận đáp. Sa tăng nhíu mày, đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Nếu cậu ta chết, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Lucifer vừa hung ác quất mã siêu thêm một roi vừa bực bội nói, cho mày sống thêm mấy tiếng nữa. Cùng lúc đó ở sân bay ngoài biên giới, một chiếc máy bay quốc tế chậm rãi hạ xuống. Một người trẻ tuổi bước xuống. Tướng quân, Dương Thanh vừa đi ra khỏi sân bay, một người trung niên mặc quân phục lập tức quỳ một chân xuống đất, thái độ cung kính. Đưa vị trí cho tôi. Dương Thanh lên tiếng, lửa giận sục sôi. Mã Siêu đã bị bắt từ mấy tiếng trước. Không ai biết được trong mấy tiếng này Mã Siêu sẽ gặp phải những gì. Người đàn ông trung niên vội vàng đưa cho anh một dụng cụ to bằng bàn tay, tướng quân, 13 căn cứ của Hồng Trần đều đã được ký hiệu trên chiếc radar này. Tốt! Dương Thanh nhận lấy radar, đi theo người trung niên leo lên một chiếc xe chiến đấu bọc thép. Nơi này là khu vực hòa bình của chiến trường ngoài biên giới, không được phép xảy ra bất kỳ cuộc chiến nào nhưng ở ngoài sân bay bất kỳ đâu cũng có thể xảy ra chiến tranh quả nhiên chiếc xe vừa rời khỏi sân bay chưa được 2 km tiếng còi cảnh báo bỗng nhiên điên cuồng vang lên tướng quân ngồi chắc người trung niên vừa dứt lời lập tức đạp mạnh chân ga động cơ xe gào rú điên cuồng lao vút đi rầm 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 vô số đạn pháo từ trên trời giáng xuống xung quanh chiếc xe còi cảnh báo trong xe không ngừng vang lên người trung niên vẫn vững vàng lái xe né tránh từng đầu đạn pháo từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn giữ bình tĩnh, dường như anh đang ở yến đô chứ không phải chiến trường ngoài biên giới. 10 phút sau, rốt cuộc đạn pháo cũng dừng lại, chiếc xe lại quay về tuyến đường bình thường. Dương Thanh nhìn qua cửa kính xe, trông thấy rất nhiều cảnh vật quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thán. Lần đầu tiên bước vào chiến trường, anh vẫn còn là một kẻ hèn nhát, nếu gặp phải trận chiến vừa rồi chắc đã sợ tè ra quần. Bây giờ đối với anh nó chỉ như trò trẻ con. Tướng quân Phía trước có một căn cứ của Hồng Trần. Nửa tiếng sau, người trung niên lên tiếng nhắc nhở. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí, nghiến răng nói, bắt đầu tiêu diệt Hồng Trần từ bây giờ. Người trung niên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhận được mệnh lệnh phải đưa Dương Thanh đi tìm các căn cứ của Hồng Trần. Sau khi nghe anh nói muốn tiêu diệt Hồng Trần, ông ta lo lắng nói, tướng quân, ngài muốn tiêu diệt Hồng Trần không cần phiền phức vậy đâu. Đạn pháo của chiến vực mình có thể khóa chặt căn cứ của Hồng Trần. 13 đầu đạn pháo đủ để Hồng Trần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đây là sự tự tin, cũng thể hiện được sức mạnh của chiến vực Chiêu Châu. Dương Thanh lắc đầu, tôi muốn tự tay hủy diệt Hồng Trần. Mối thủ giữa anh và Hồng Trần không phải mới ngày một ngày hai. Lúc anh còn chưa bước vào Yến Đô đã bị sát thủ Hồng Trần để mắt tới. Tới nay Hồng Trần đã nhiều lần phái sát thủ tới giết anh. Chỉ là lần nào sát thủ cũng phải bỏ mạng trong tay anh. Anh không ngờ lần này, hồng trần lại phái sát thủ thần cảnh trung kỳ tới yến đô khiến ảnh vệ tổn thất nặng nề đến cả thủ lĩnh của ảnh vệ là mã siêu cũng bị bắt đi đây đúng là đang khiêu khích anh không tự tay tiêu diệt hồng trần anh không thể an tâm được bây giờ tình hình ở yến đô vô cùng căng thẳng hoàng tộc liên tiếp kéo quân tới cao thủ thần cảnh của miêu thành cũng dục dịch nếu sát thủ hồng trần lại xuất hiện trong cuộc chiến tranh giành đế thôn không nhắm thẳng vào anh mà bắt người bên cạnh anh đi như lần này anh sẽ không thể tha thứ không bằng sớm ngày diệt trừ Hồng Trần. Dừng xe, trông thấy sắp tới căn cứ đầu tiên của Hồng Trần, Dương Thanh bỗng ra lệnh. Người trung niên vội vàng dừng xe, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ông ta chưa kịp đặt câu hỏi. Dương Thanh đã xuống xe một mình đi vào căn cứ của Hồng Trần. Tướng quân, ông ta cuốn quyết định đuổi theo, lại nghe thấy anh nói, đứng đợi y tôi mấy phút. Vâng, người trung niên vội vàng đáp. Mặc dù ông ta muốn đi theo nhưng nhiệm vụ của ông là phải phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa, Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía bắc, vốn không cần ông ta phải lo lắng. Deng Deng, Đúng lúc này, trong căn cứ của Hồng Trần phát ra tiếng còi báo động chói tai. Có kẻ địch tập kích, có kẻ địch tập kích. Vô số cao thủ chạy vọt ra, ai nấy đều cầm theo súng đạn nặng trịch. Môn tình sắc mày là ai? Sao dám tự tiện xông vào Hồng Trần? Chết đi! mười mấy sát thủ hồng trần ôm súng lớn đồng loạt chĩa vào dương thanh đoàng 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 một tràng tiếng súng nổ liên tiếp vang lên đám sát thủ hồng trần kinh hãi thấy người thanh niên đang đứng trước mặt họ đột nhiên biến mất người đâu rồi có người thốt lên vù chuyện xảy ra sau đó khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng dương thanh chợt xuất hiện trước mặt một sát thủ ôm đại bác trong tay tóm lấy đầu hắn răng rác đầu hắn bị bẻ gãy máu chảy ròng ròng vù vù vù, Dương Thanh lại biến mất. Mỗi lần anh xuất hiện đều sẽ có thêm một sát thủ bỏ mạng. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, mấy chục sát thủ hồng trần đều ngã trong vũng máu, bị trúng một đòn chín mạng. Chỉ còn lại một gã người Tây cao to, cũng là sát thủ mạnh nhất ở căn cứ này, có thực lực bán bộ thần cảnh. Lúc này, trong mắt ông ta tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn đồng bọn hôm qua còn kề vai chiến đấu với ông ta hiện giờ đều đã chết. Rốt, rốt cuộc mày là ai? ông ta lắp bắp hỏi ông ta chưa từng thấy cao thủ trẻ tuổi như dương thanh ở chiến trường ngoài biên giới bản thân ông ta là sát thủ bán bộ thần cảnh nhưng khi đối mặt với dương thanh lại chỉ còn tuyệt vọng xem ra ông cũng không biết sát khí lóe lên trong mắt dương thanh anh búng một hòn đá phập mấy chục tên sát thủ của căn cứ hồng trần đầu tiên đều đã bỏ mình dương thanh không hề nương tay có lẽ bọn họ không hề biết gì nhưng đã là sát thủ hồng trần thì chỉ còn đường chết Đến khi anh trở về xe, người trung niên đến từ chiến vực ngoài biên giới của Chiêu Châu đã sợ ngây người. Vừa rồi, ông ta quan sát từ xa, trông thấy một mình Dương Thanh áp đảo sát thủ Hồng Trần. Từ lúc anh xuống xe đến khi trở lại chỉ mới có 2 phút, một căn cứ của Hồng Trần đã bị tiêu diệt rồi sao? Tuy ở chiến trường ngoài biên giới, Hồng Trần không được coi là thế lực hàng đầu nhưng cũng thuộc hàng top trong giới sát thủ. Hồng Trần chỉ có 13 căn cứ, vậy mà chỉ trong 2 phút, một căn cứ đã bị diệt sạch sợ là 12 căn cứ còn lại cũng không tránh nổi kết cục bị hủy diệt. Căn cứ tiếp theo. Được tại, Chu Nguyên. M.E. Dương Thanh ra lệnh. Vâng. Ông ta vội vàng lái xe tới căn cứ tiếp theo của Hồng Trần. Nửa tiếng sau, hai người đã tới. Giống như trước đó, Dương Thanh vẫn bỏ lại người đến từ chiến vực Chiêu Châu ở ngoài, một mình xông vào đánh giết. Cuộc chiến lại kết thúc trong hai phút ngắn ngủi. Ông ta đã chết lặng, chợt phát hiện anh bảo mình chờ ở trên xe là vì sợ ông ta làm vướng tay vướng chân. Nghĩ vậy, ông ta cảm thấy lòng đắng chát. Dù sao ông ta cũng là cao thủ bán bộ thần cảnh, dù là ở chiến vực ngoài biên giới của Chiêu Châu cũng được coi là cao thủ hàng đầu. Thế nhưng đi cùng Dương Thanh, ông ta lại trở thành gánh nặng. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ ngầm của Tổng hội Hồng Trần, từng điểm đỏ biến mất trên màn hình cỡ lớn. Những điểm đỏ này là 13 căn cứ của Hồng Trần, còn đỏ nghĩa là còn tồn tại. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng, 6 điểm đỏ đã biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao căn cứ của Hồng Trần liên tục bị tiêu diệt? Trong căn cứ của tổng hội Hồng Trần, thủ lĩnh của Hồng Trần ngồi trên bàn họp trước màn hình giận dữ nói. Những người khác đều câm như hến, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy căn cứ của Hồng Trần không ngừng biến mất. Bọn họ muốn đi cứu viện nhưng lại không biết đối phương sẽ tới căn cứ nào tiếp theo. Quan trọng là giữa hai căn cứ cách nhau tận nửa tiếng đi đường bọn họ có biết mục tiêu tiếp theo của đối phương cũng không thể đuổi kịp bởi vì tốc độ biến mất của căn cứ hồng trần quá nhanh chỉ trong thời gian di chuyển giữa hai căn cứ đã có một căn cứ bị tiêu diệt liệu có phải là dương thanh không đột nhiên có một sát thủ lên tiếng những người còn lại đều giật mình kinh sợ không thể nào lập tức có người phản bác dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không thể tiêu diệt căn cứ của chúng ta nhanh như vậy được tôi nghi ngờ là một quốc gia nào đó muốn hủy diệt hồng trần chúng ta lại có người nói theo tin tình báo có lẽ thực lực của dương thanh là thần cảnh học kỳ mỗi căn cứ của hồng trần đều có cao thủ bán bộ thần cảnh chấn giữ còn có vũ khí hạng nặng cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tiêu diệt một căn cứ chỉ trong vài phút vậy nên không thể là dương thanh nhất định là một quốc gia hoặc một thế lực siêu cấp nào đó muốn diệt hồng trần chúng ta thủ lĩnh người tây trầm giọng nói ông ta cũng không muốn chuyện này có liên quan tới dương thanh Thế nhưng căn cứ Hồng Trần bị diệt quá nhanh, không giống điều anh có thể làm. Mặc kệ là thế lực nào, muốn tiêu diệt chúng ta đều là tự tìm đường chết. Trong mắt thủ lĩnh tràn ngập sát khí, ra lệnh yêu cầu toàn bộ sát thủ Hồng Trần lập tức bỏ lại căn cứ trở về tổng hội. Đồng thời báo cho các sát thủ đang làm nhiệm vụ lập tức bỏ nhiệm vụ trở về tổng hội. Vâng, hiện giờ chỉ có thể tập hợp tất cả sát thủ của Hồng Trần về tổng hội mới có thể tránh tổn thất một căn cứ không đáng là gì sát thủ mới là gốc rễ của hồng trần chỉ cần vẫn còn sát thủ hồng trần sẽ không bị hủy diệt thủ lĩnh còn cần giữ lại thằng nhóc chiêu châu ở ngoài nữa không lúc này lucifer đột nhiên hỏi thủ lĩnh hồng trần nhíu mày có thể bỏ tất cả nhiệm vụ trừ cái này cứ giữ cậu ta lại đi vâng lucifer không dám có ý đồ giết mã siêu nữa cùng lúc đó dương thanh phát hiện mấy căn cứ khác đều chống không tướng quân Xem ra toàn bộ sát thử của Hồng Trần đều rút quân khỏi căn cứ rồi. Có cần tới căn cứ tiếp theo nữa không? Người trung niên lái xe hơi. Dương Thanh thản nhiên nói, căn cứ tiếp theo. 13 căn cứ đã bị anh tiêu diệt 6-7 cái, bây giờ đã phai 3-4 căn cứ không có người, chỉ còn lại 3-4 cái nữa. Anh không tin đi hết 13 căn cứ của Hồng Trần cũng không tìm thấy mã siêu. Hôm nay nhất định Hồng Trần phải bị tiêu diệt. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Dương Thanh đã tiêu diệt được hơn nửa số căn cứ của Hồng Trần. Đám sát thủ Hồng Trần đều nổi giận, giờ phút này bọn họ vẫn chưa biết người muốn diệt Hồng Trần là ai. Những người chưa bị tiêu diệt căn cứ đều đã tập hợp lại. Mặc dù Hồng Trần đã triệu tập các sát thủ đang làm nhiệm vụ trở về nhưng với tốc độ Dương Thanh tiêu diệt các căn cứ, sợ là Hồng Trần sẽ không chống đỡ được tới khi tất cả sát thủ đều quay về. Tướng quân, đây đã là căn cứ thứ 12 rồi. Căn cứ cuối cùng chắc chắn là tổng hội của Hồng Trần sau khi đi tới một căn cứ không người người đàn ông trung niên lái xe nói đúng lúc này bộ đàm của ông ta bỗng vang lên chiến thần lôi âm chiến thần lôi âm nghe rõ trả lời bấy giờ dương thanh mới biết tài xế của mình là một chiến thần lôi âm nghe rõ lôi âm lập tức đáp lại chiến vực vừa nhận được tin mật sát thủ hồng trần từ bỏ toàn bộ nhiệm vụ được triệu tập về giọng nói trong bộ đàm lại vang lên đã rõ tiếp tục thu thập tình báo của Hồng Trần. Lôi Âm trầm giọng nói: "Dừng xe." Dương Thanh bỗng lên tiếng. Lôi Âm không biết tại sao anh lại muốn dừng xe, rất có thể căn cứ cuối cùng là nơi đang giam giữ Mã Siêu. Tướng quân vẫn còn một tiếng nữa mới tới căn cứ cuối cùng của Hồng Trần. Lôi Âm nói: Dương Thanh nhìn ông ta, đột nhiên hỏi: "Thu Nạp Hồng Trần có trợ giúp cho chiến vực ngoài biên giới của Chiêu Châu không?" Lôi Âm ngạc nhiên hỏi: "Tướng quân định để chiến vực Thu Nạp Hồng Trần sao?" Chuyện này chắc chắn không thể làm được. Một khi bị các quốc gia và thế lực siêu cấp khác biết được sẽ gây ra xung đột to lớn, hơn nữa, nội Âm chưa kịp nói hết câu, Dương Thanh đã chen ngang, "Ý của tôi là tôi sắp xếp người khống chế Hồng Trần, Âm Thầm trợ giúp Chiến vực ngoài biên giới Chiêu Châu làm những việc các ông không tiện ra tay." Lôi Âm trợn tròn mắt, chẳng lẽ Dương Thanh muốn chiếm đoạt Hồng Trần về tay? Người ngoài sẽ không biết Hồng Trần đang Âm Thầm trợ giúp Chiến vực Chiêu Châu giải quyết rắc rối nếu thực sự có thể nắm giữ hồng trần sẽ có lợi rất lớn với chiến vực ngoài biên giới chiêu châu còn có thể giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi lôi âm kích động nói tuy hồng trần không phải thế lực mạnh nhất ở chiến trường ngoài biên giới nhưng cũng là một tổ chức cực mạnh nếu không vì lo lắng sẽ gây xôn xao dư luận quốc tế sợ là hồng trần đã bị quốc gia khác chiếm đoạt từ lâu rồi nghe lôi âm nói vậy dương thanh bèn nói được cứ quyết định như vậy đi dương thanh ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi một tối, chờ toàn bộ sát thủ hồng trần đều trở về đã. Lôi âm cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt ra. Quyết định này của anh quá điên cuồng. Nhưng nghĩ tới Dương Thanh có thể dễ dàng giải quyết căn cứ của Hồng Trần, ông ta lại cảm thấy ý nghĩ này không hề khó thực hiện. Cũng chỉ có Dương Thanh mới làm được. Nếu đổi thành người khác, dù là ai cũng không thể tiêu diệt căn cứ của một tổ chức sát thủ nước ngoài hàng đầu chỉ trong vài phút. Tại sao tướng quân không thừa thắng sông lên? hiện giờ hồng trần vẫn chưa triệu tập được tất cả sát thủ về lại bị tướng quân tiêu diệt nhiều căn cứ như vậy bọn họ đang trong lúc yếu đuối nhất lôi âm nghi ngờ nói sát thủ của hồng trần trải rộng khắp thế giới ở căn cứ chỉ là một phần nhỏ đa số đều đã bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ một khi toàn bộ sát thủ đều bị triệu tập về e là sẽ rất khó khống chế hồng trần dương thanh bình thản nói trước thực lực tuyệt đối sát thủ của hồng trần có nhiều tới đâu cũng vô dụng dứt lời anh dựa vào ghế ngủ thiếp đi lôi âm chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào phải tự tin tới mức nào mới có thể nói như vậy cũng chỉ có tướng quân của biên giới phía bắc được công nhận là một người có thể địch lại nửa quốc gia mới dám nói như vậy tướng quân của ba biên giới còn lại cũng không quyết đoán được như anh đêm khuya khắp nơi đều bị bóng tối bao trùm chỉ có ánh trăng rải rác trên mặt đất cùng lúc đó ở căn cứ cuối cùng cũng là tổng hội của hồng trần đã có mấy trăm sát thủ trở về Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tổng hội lại đột nhiên triệu tập chúng ta trở về? Suýt nữa tôi đã giết được thủ lĩnh quân phản loạn kia rồi. Tôi cũng thế, đang định ám sát một ông trùm xã hội đen phương Tây lại nhận được tin triệu tập khẩn cấp, không thể không từ bỏ nhiệm vụ quay về. Đám sát thủ này đều rất nghi hoặc, còn tỏ ra bất mãn. Bọn họ là sát thủ Hồng Trần, thù lao của mỗi nhiệm vụ đều rất cao. Nhất là với các cao thủ đứng đầu Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể đạt được khoản thù lao cách xù. Còn trong phòng họp ở căn cứ ngầm của Tổng hội Hồng Trần, đám lãnh đạo đều ngồi túm tụm. Hiện giờ ngoại trừ tổng hội, 12 điểm đỏ còn lại trên màn hình đều đã dập tắt. Chứng tỏ 12 căn cứ kia đều đã bị hủy diệt. Rốt cuộc là ai, tại sao lại tấn công chúng ta, đến cả căn cứ cũng bị tiêu diệt. Đám lãnh đạo vừa tức giận vừa hoảng loạn. Tổ tình báo của Hồng Trần đang cuống cuồng tìm kiếm thông tin nhưng cả một tổ lớn như vậy lại không thể thu được tin tức có ích nào. Trước giờ chưa từng xảy ra tình trạng như vậy. Vẻ mặt của đám lãnh đạo Hồng Trần đều vô cùng trầm trọng. Thủ lĩnh, có gì đó sai sai. Bỗng có người lên tiếng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của thủ lĩnh lập tức quét tới người kia. Người kia vội vàng nói tiếp, 12 căn cứ đều bị hủy diệt liên tiếp. Từ lúc căn cứ thứ 12 bị tiêu diệt đến giờ đã được một tiếng rưỡi nhưng từ nơi đó tới đây chỉ mất một tiếng đi đường là cùng. Theo quy luật trước đó, lẽ ra đối phương phải giết tới đây rồi mới đúng. Tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Những người còn lại đều lọ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương đã biết chúng ta triệu tập toàn bộ sát thủ trở về nên không dám tới nữa? Xem ra thưa xê lực của đội phương có hạn. Cũng không thể đánh giết cả 13 căn cứ của Hồng Trần cùng lức nên chỉ có thể tập hợp tất cả lực lượng đồng loạt tấn công một TC ăn cứ của ta. Đúng, chắc chắn là thế đám lãnh đạo hồng trần nhao nhao phụ họa chỉ có thủ lĩnh tỏ vẻ nghiêm không biết tại sao ông ra cứ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy nhưng lại không nghĩ ra được có gì không đúng ngay khi thủ lĩnh hồng trần đang nghi ngờ dương thanh đã ngủ say trong xe lâu rồi anh chưa được ngủ trong tiếng bom đạn ầm ĩ nơi đây là chiến trường ngoài biên giới bốn phía đều ngập trong lửa đạn nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh hừng đông vừa lên Dương Thanh lập tức tỉnh dậy, ánh mắt lóe sáng. Tướng quân tỉnh rồi. Lôi Âm không ngủ canh giữ bên cạnh suốt đêm, thấy anh tỉnh dậy vội vàng chào hỏi. Dương Thanh gật đầu nhìn đồng hồ, chắc là sát thủ của Hồng Trần đã về hết rồi nhỉ. Lôi Âm gật đầu, dù không về hết cũng không thiếu bao nhiêu. Theo hiểu biết của chúng tôi, Hồng Trần có cả thảy hơn 900 sát thủ. Tôi vừa nhận được tin báo, xung quanh tổng hội Hồng Trần có khoảng hơn 800 sát thủ tập hợp trừ đi số sát thủ đã tiêu diệt ở mấy căn cứ kia, chắc là không tranh lệch mấy. Dương Thanh nheo mắt lại, không ngờ Hồng Trần có tận hơn 900 sát thủ, khiến người ta phải giật mình. Mặc dù số lượng sát thủ của Hồng Trần gần 1.000 người nhưng thực tế chỉ có khoảng 100 cao thủ hàng đầu. Bọn họ đều là người giữ địa vị cao trong Hồng Trần, bình thường rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ đều có độ khó rất cao. Các cao thủ yếu nhất chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ nhỏ, Trừ phi thất bại mới phái ra cao thủ mạnh hơn. Lôi âm vừa nói vừa khởi động xe lái về phía Tổng hội Hồng Trần. Nghe nói muốn thuê Hồng Trần làm việc, ít nhất phải trả 100 triệu trở lên đúng không? Dương Thanh cũng chỉ biết chút ít về Hồng Trần nhưng anh thấy lôi âm hiểu khá rõ nên mới hỏi. Lôi âm lắc đầu, nói đúng hơn đó là giá thuê cao thủ hàng đầu của Hồng Trần. Nhiệm vụ của bọn họ đều có thủ lao tính bằng trăm triệu, chính là 100 người kia các sát thủ còn lại không có thù lao cao vậy đâu. Nhưng bình thường thù lao của sát thủ Hồng Trần cũng rất cao, bởi vì bọn họ có hệ thống nhiệm vụ rất chuyên nghiệp. Hồng Trần có một bộ phân chuyên phụ trách nhận nhiệm vụ, đánh giá độ khó với từng nhiệm vụ. Cũng chia sát thủ thành 10 cấp, sát thủ đẳng cấp nào chỉ có thể nhận nhiệm vụ có độ khó tương ứng. Đến khi hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, bọn họ mới được thăng cấp. Mà 100 sát thủ kia đều từ cấp 9 trở lên. Nghe vậy, Dương Thanh cũng kinh ngạc, không ngờ một tổ chức sát thủ lại có hệ thống hoạt động phức tạp như vậy. Lôi âm cười nói, tạm được thôi. Ở nước ngoài còn nhiều thế lực lợi hại có hệ thống hơn xa hồng trần. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khoảng chừng 40 phút sau, lôi âm bỗng lên tiếng, tướng quân, phía trước chính là địa bàn của Tổng hội Hồng Trần, có đi tiếp không? Dương Thanh nhìn ông ta, đột nhiên hỏi, chắc ông cũng sắp đạt tới thần cảnh trung kỳ rồi nhỉ? lôi âm không hề ngạc nhiên khi Dương Thanh có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của mình. Ông ta gật đầu cười khổ, tôi dừng lại ở cảnh giới này đã 5 năm nay, không thể đột phá nổi. Có lẽ đây đã là mức cực hạn của tôi rồi. Trong lôi âm chừng gần 50 tuổi, tức là lúc 45 tuổi ông ta đã bước vào thần cảnh sơ kỳ. Thiên phú võ thuật của ông ta cũng rất mạnh. Theo lý mà nói, ông ta không nên dừng bước ở thần cảnh sơ kỳ, chắc là đã từng bị thương nên mới bị tổn hại căn cơ, có dám theo tôi chiến một trận không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lôi âm sửng sốt, lập tức tràn trề ý chí chiến đấu, kích động nói, tôi đồng ý theo tướng quân chiến một trận. Lúc trước nếu Dương Thanh không từ chối, ông ta đã đi theo anh chiến đấu từ lâu rồi. Hiện giờ Dương Thanh chủ động mời, sao ông ta có thể từ chối? Vậy thì chiến đấu với tôi, tăng tốc, xông lên đi. Dương Thanh vừa dứt lời, lôi âm đã đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía tổng hội của Hồng Trần bị tấn công, bị tấn công. Chiếc xe vừa lao vào địa bàn của Tổng hội, căn cứ ngầm của Hồng Trần lập tức vang lên tiếng còi báo động. Đối phương lộ diện rồi sao? Rốt cuộc là quốc gia hay thế lực nào lại dám xông vào Tổng hội Hồng Trần? Thủ lĩnh Hồng Trần giữ tợn hét lên. Thủ lĩnh, cha ra rồi. Là một chiếc xe chiến đấu, trong xe chỉ có hai người. Một gã sát thủ Hồng Trần cuống quyết chạy vào báo cáo. Mày nói cái gì, chỉ có hai người cũng dám xông vào tổng hội chúng ta. Thủ lĩnh ngây ngẩn cả người. Đam Mỹ hải đám lãnh đạo đều cười lạnh, xem ra chỉ là một kẻ đáng thương lầm đường lạc lối, kẻ địch thật sự vẫn chưa xuất hiện. Mẹ nó, hại ông đây tụt cả hứng, cứ tưởng được chiến một trận đã đời. Lucifer nở nụ cười tàn nhẫn, nhưng so với thế lực siêu cấp muốn diệt hồng trần kia, tao càng muốn biết bao giờ dương thanh của chiêu châu mới bị dẫn dụ tới đây, nghe nói có mấy sát thủ cấp 10 của Hồng Trần đều chết dưới tay cậu ta. Tao rất mong được đánh với nó một trận. Sa Tăng lên tiếng khuyên nhủ, mày không được xem thường Dương Thanh. Nghe đồn cảnh giới của cậu ta là thần cảnh trung kỳ. Ha ha, mới có thần cảnh trung kỳ thôi à. Lucifer cười lạnh một tiếng, khí thế khủng bố trên người gã ta chợt toát ra. Audio điện tử võ tấn bền mày, mày đột phá thần cảnh hậu kỳ rồi sao? Sao mày làm được vậy? cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Lucifer, Satan tăng khiếp sợ hỏi. Lucifer ngạo nghễ nói, không cẩn thận đột phá mất rồi. Thủ lĩnh Hồng Trần cũng gật đầu tán thưởng, không tồi, cuối cùng Hồng Trần cũng có thêm một sát thủ thần cảnh hậu kỳ. Satan, tăng, cậu phải cố gắng, đừng để thua xa Lucifer. Vâng thưa thủ lĩnh, Satan tăng vội vàng đáp, nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí. Satan, tăng, sau này tôn trọng tao một chút, đừng có dở giọng ra lệnh với tao tao mà không vui, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Lucifer bổng huynh hoang nhìn Satan, Satan và Lucifer đều áp sát thủ đứng đầu dưới tay thủ lĩnh Hồng Trần, nhưng thủ lĩnh vẫn luôn coi trọng Satan hơn nên Lucifer rất bất mãn. Bây giờ gã ta đã rột phá đến thần cảnh hậu kỳ, có vốn liếng không nói gì thêm. ầm, um, đúng lúc này căn cứ trên mặt đát truyền đến tiếng và đập mãnh liệt. Giờ phút này, toàn bộ căn cứ của Hồng Trần đều đang rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? thủ lĩnh Hồng Trần tức giận giống lên. Theo tiếng va chạm kịch liệt này, cả căn cứ ngầm lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Thủ lĩnh, là xe chiến đấu của đối phương va vào căn cứ trên mặt đất của chúng ta. Có người vội báo cáo. Cùng lúc đó, bên ngoài, lôi âm lái xe chiến đấu tông thẳng vào căn cứ Hồng Trần trên mặt đất. Mỗi một cứ điểm của Hồng Trần đều có hai căn cứ trên mặt đất và dưới mặt đất. Căn cứ ngầm giống như một cái mật thất vậy, còn căn cứ trên mặt đất chính là nơi làm việc của cứ điểm này. Hồng Trần thành lập lâu như vậy vẫn chưa từng xảy ra chuyện căn cứ trên mặt đất bị va chạm, hơn nữa còn là trụ sở chính bị va chạm. Thủ lĩnh, không xong rồi, có hai cao thủ vừa ra khỏi xe chiến đấu, thực lực rất mạnh, người của chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, mong thủ lĩnh sắp xếp sát thủ chiến đấu cấp 10. Đúng lúc này, một sát thủ cấp 9 chạy vào căn cứ ngầm, vội vã báo cáo. Cái gì? bên ngoài có tới mấy trăm tên sát thủ mà không thể xử lý được hai người sao mấy sát thủ trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ khiếp sợ ầm uhm, lúc này lại một âm thanh rất lớn vang lên cửa lớn làm bằng hợp kim thông xuống căn cứ ngầm của căn cứ trên mặt đất bỗng nhiên bị người ta đạp bung từ bên ngoài một người trung niên mặc chiến phục bước vào mày là ai mấy sát thủ hồng trần trong căn cứ đều sợ ngây người người đến chính là lôi âm có tu vi thần cảnh trung kỳ lúc này cả người ông ta tản ra ý chí chiến đấu, vung một quyền đánh bay một tên sát thủ cấp 10. Không biết tự lượng sức mình, lôi âm vẻ mặt kiêu ngạo, ông ta nhìn về phía đám sát thủ hàng đầu của Hồng Trần bằng ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng, nở một nụ cười diếu cợt, hóa ra tất cả chúng mày đều trốn ở đây, khiến bọn tao tìm vất vả thật đấy. Mày là cao thủ của chiến vực Chiêu Châu. Sát thủ Hồng Trần nhận ra cách ăn mặc của lôi âm, tức giận quát lên, bọn mày dám đến trụ sở chính của Hồng Trần gây sự, chiến vực chiêu châu bọn mày làm trái với quy tắc. Ở chiến trường ngoài biên giới, các nước đều thống nhất không cho phép ra tay với những thế lực hàng đầu nước ngoài. Vậy mà lúc này lôi âm lại đến đây. Lôi âm cười khẩy một tiếng, ai nói ông đây là người của chiến vực chiêu châu. Chẳng lẽ mày không phải? Một tên sát thủ cấp 10 nghi ngờ hỏi. Phải ông nội mày? Lôi âm vừa nói hết câu, người đã biến thành một tàn ảnh sông lên. Vung nắm đấm về phía trước. Bốp, Cú đấm này giáng xuống, tên sát thủ cấp 10 kia lập tức bị đánh bay. Đồ khốn kiếp, mày đúng là tự tìm đường chết. Hành động của Lôi Âm chọc giận sát thủ Hồng Trần, mấy chục sát thủ chủ chốt của Hồng Trần cùng nhau xông về phía ông ta. Thủ lĩnh của Hồng Trần vẫn ngồi im như cũ, Satan và Lucifer đứng hai bên trái phải của ông ta. Ba người này chính là ba sát thủ mạnh nhất của Hồng Trần, kể cả Satan có thực lực yếu nhất cũng là thần cảnh trung kỳ còn những sát thủ cấp 10 khác đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh. Nếu không nhờ đi vào trụ sở chính của Hồng Trần, lội âm hoàn toàn không ngờ rằng một tổ chức sát thủ lại có 3 sát thủ thần cảnh, còn có mấy chục sát thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh nữa. Đội ngũ thế này đã có thể càn quét một vài quốc gia nhỏ rồi. Đội ngũ như vậy kể cả ở Chiêu Châu cũng chỉ có hoàng tộc và những gia tộc cổ võ ẩn thế kia mới có thể sánh bằng. Lội âm lúc này hoàn toàn là một chiến thần, một mình đối mặt với 20 mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, thật sự tựa như sói vào bầy cừu, không có chút áp lực nào, mỗi khi đánh xuống một đòn đều sẽ có một sát thủ của Hồng Trần bị đánh bay. Dù ông ta là cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng ở đây có rất nhiều sát thủ, 20 mấy sát thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh đã đủ năng lực giết chết một cao thủ thần cảnh trung kỳ rồi. Có điều lôi âm thân là chiến thần chiến vực ngoài biên giới Chiêu Châu, những cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường kia sao có thể so sánh được? nhìn thấy hai mươi mấy sát thủ cấp 10 liên tục ngã xuống đất, sắc mặt thủ lĩnh của Hồng Trần cực kỳ u ám. Lucifer liếm môi một cái, nói với vẻ mặt khát máu, thủ lĩnh, để tôi đi giết tên ngu xuẩn này đi. Thủ lĩnh Hồng Trần cũng không cho Lucifer ra trận, mà ra lệnh một tiếng, sa tăng, cậu đi giết ông ta. Rõ, sa tăng không chút do dự di chuyển, xông thẳng về phía lôi âm. Bịch, sa tăng đánh một đòn trúng thẳng vào lồng ngực của lôi âm, ông ta lập tức bị đánh lùi 5-6 bước mới dừng lại. Khi nhìn về phía Sa Tăng, trong mắt ông ta tràn đầy ý chí chiến đấu điên cuồng, không hổ là Sa một trong hai đại ma vương của Hồng Trần, đúng là lợi hại. Hai người đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ, lúc này trên người mỗi người đều hừng hực ý chí chiến đấu. Cao thủ đến cấp bậc như bọn họ rất khó gặp được đối thủ, bây giờ gặp được đối thủ có thực lực tương đương, dĩ nhiên phải quyết trí đấu một trận rồi. Xem ra ông chính là người trước đó khiến cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất đúng không? Sa Tăng lạnh lùng nói, không đúng, có lẽ chỉ với một mình ông không thể khiến cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất nhanh như vậy được. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đồng bọn của ông cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ đúng không? Khi nãy cũng có cấp dưới báo cáo bên ngoài xuất hiện một chiếc xe chiến đấu, trên đó có hai người. Bây giờ chỉ có lôi âm đến đây, rất rõ ràng người còn lại đang ở bên ngoài. Nói nhảm nhiều quá đương nhiên lôi âm sẽ không trả lời, bắt đầu di chuyển, chủ động tấn công. Âm âm âm, hai cao thủ thần cảnh trung kỳ chiến đấu với nhau với tốc độ rất nhanh. Lúc này, mấy cao thủ cấp 10 còn lại đều tỏ vẻ khiếp sợ. Trận chiến đẳng cấp thế này thật sự khiến người ta khiếp sợ, căn cứ ngầm của Hồng Trần đều làm từ xi măng cốt thép. Nhưng lúc này, cùng với trận chiến điên cuồng của hai người, vách tường bê tông bị làm chấn động đến mức rơi xuống, để lộ thép bên dưới bê tông thủ lĩnh của Hồng Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lôi âm, nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Ông ta thật sự không thể hiểu nổi, đối phương có hai cao thủ đến đây, vì sao chỉ có một người xông vào căn cứ ngầm, người còn lại đâu rồi. Còn nữa, điều khiến ông ta quan tâm nhất là trước đó 12 cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất, rốt cuộc có liên quan đến hai người này không? Mỗi một cứ điểm của Hồng Trần đều có 20, 30 sát thủ canh giữ, bình thường người mạnh nhất của mỗi cứ điểm đều là cao thủ bán bộ thần cảnh nhìn sức chiến đấu lôi âm thể hiện ra, đồng bọn của ông ta cũng phải là cao thủ thần cảnh trung kỳ mới có thể tiêu diệt một cứ điểm trong vòng mấy phút ngắn ngủi như thế được. Như vậy xem ra chuyện 12 cứ điểm của Hồng Trần bị tiêu diệt chắc chắn có liên quan đến hai người này. Nhưng ông ta vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc hai người này là ai. Vì sao phải đến tấn công Hồng Trần? Lúc lôi âm và sa tăng đang chiến đấu kịch liệt, Dương Thanh cũng ở gần đó, đứng cùng với những sát thủ cấp 10 kia của Hồng Trần, nhưng lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều bị trận chiến kịch liệt của lôi âm thu hút hoàn toàn không có ai chú ý đến sự tồn tại của anh ầm um, lôi âm đột nhiên vùng ra một quyền đánh thẳng lên lồng ngực của sa tăng sa tăng phun ra một ngụm máu bay người ra ngoài đây là sa tăng một trọng hai đại ma vương của hồng trần đó à lôi âm mang vẻ mặt kiêu căng khiêu khích nhìn về phía thủ lĩnh của hồng trần đánh bại sa tăng khiến ông ta càng tự tin hơn không cần biết ông là ai tôi vẫn sẽ đích thân bẻ gãy đầu ông. Lucifer nở nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía thủ lĩnh của Hồng Trần. Thủ lĩnh để tôi đi giết tên khốn kiếp này đi. Thủ lĩnh của Hồng Trần chỉ gật đầu, Lucifer đi ra, vẻ mặt lôi âm nghiêm túc hơn một chút. Đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ trên người Lucifer, rõ ràng đã là sát thủ thần cảnh hậu kỳ. Mà ông ta chỉ là thần cảnh trung kỳ, lần này e rằng Dương Thanh phải ra tay rồi. Dù biết mình không đấu lại, nhưng trên mặt lôi âm vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu như ai đến đi lôi âm nói dứt câu thì lập tức di chuyển sông về phía lucifer tựa như tia chấp lucifer nhìn lôi âm sông về phía mình với vẻ mặt khát máu trong mắt ông ta chỉ có sát khí mãnh liệt ầm gã ta dậm mạnh chân một cái mặt đất làm từ xi măng cốt thép lập tức vỡ nát thậm chí ngay cả thép trong bê tông cũng bị gãy lìa dưới khí kình đáng sợ này giết lôi âm giận dữ quát lên một tiếng vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu, hai người xông đến cạnh nhau gần như trong nháy mắt, lôi âm tập trung sức mạnh cả người lên trên nắm đấm tay phải, sau đó đấm về phía Lucifer. Lucifer cũng không nương tay, vung một nắm đấm tới. ầm, một âm thanh lớn vang lên, nắm đấm của hai người va vào nhau, một cơn khí kinh đáng sợ lấy nơi va chạm nắm đấm của hai người làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng. ầm ầm ầm, lúc này cả căn cứ ngầm đều rung lên dữ dội mặt đất làm từ xi măng cốt thép cực lì cứng rắn lập tức nứt ra, để lộ đống thép bên trong. Lúc này ngoài thủ lĩnh Hồng Trần và Sa Tăng nhưng sát thủ cao cấp khác của Hồng Trần ở xung quanh đều trợn to mắt, tỏ vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là trận chiến giữa cao thủ thần cảnh trung lì và thần cảnh hậu kỳ đó sao? Có người không nhịn được một cơn khí kình đáng sợ bộc phát từ trên nắm đấm cậu Lucifer đánh trúng nắm đấm của ông ta, sau đó lan ra khắp cả cánh tay của ông ta. Lùi, lôi âm không chút do dự dậm mạnh chân xuống đất, sau đó liên tục lùi lại mấy bước. Sức mạnh của Lucifer thật sự đáng sợ, khi này nếu ông ta không nhanh chóng lùi lại, e rằng cả cánh tay đều đã bị khí kình trong người Lucifer đánh gãy rồi. Lucifer cũng không thừa thắng xông lên, gã ta nhoẻn miệng nở một nụ cười khó đoán, nhìn về phía lôi âm như đang nhìn một kẻ đã chết. Nói tôi biết ông là ai, sau lưng ông là thế lực gì, vì sao phải đến hồng trần của tôi. Lucifer lạnh lùng nói, chỉ cần ông nói cho tôi biết những điều tôi cần biết, tôi có thể giữ cho ông toàn thây. Ngông cuồng, gã ta muốn lôi âm nói tất cả cho ông ta biết, nhưng chỉ giữ toàn thây cho Lôi Âm. Trong mắt Lôi Âm lộ ra ánh sáng sắc bén, sức mạnh của Lucifer khiến ông ta chợt có một cảm giác vô lực, trừ khi mình có thể bùng nổ ra sức chiến đấu có thể so với thần cảnh hậu kỳ thì mới có hy vọng tiếp tục giao chiến với Lucifer. Nếu không với một người chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ như ông ta, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm mở lôi âm không chút do dự siết chặt hai tay hét to một tiếng ầm um. một hơi thở vô cùng đáng sợ từ người ông ta dâng lên trời chỉ trong nháy mắt sức chiến đấu đã bước vào thần cảnh hậu kỳ kể cả thủ lĩnh của hồng trần cũng hơi nheo mắt lại lôi âm sử dụng bí pháp nâng cao sức chiến đấu thật sự khá mạnh lucifer giữ lại người sống thủ lĩnh hồng trần cất lời dường như rất có lòng tin với lucifer dù lôi âm đã bộc phát ra sức chiến đấu của thần cảnh hậu kỳ nhưng ông ta vẫn cho rằng lucifer sẽ thắng chắc chỉ cần ông ta còn lại một hơi thở là được đúng không lucifer nở nụ cười xấu xa hỏi thủ lĩnh của hồng trần đúng thủ lĩnh của hồng trần gật đầu ông chắc chắn sẽ không nói với tôi những gì tôi muốn biết sao lucifer hỏi lôi âm với vẻ diễu cợt lôi âm tức giận quát một tiếng đánh bại tao trước rồi nói Dứt lời, ông ta lại biến mất một lần nữa. Ầm ầm ầm. Một giây sau, hai người lại giao chiến, khí kình đáng sợ bao phủ toàn bộ căn cứ ngầm. Người có thể đi vào căn cứ ngầm đều là lãnh đạo cấp cao của Hồng Trần, cũng chính là đám sát thủ hàng đầu. Nhưng lúc này dù bọn họ chỉ đứng theo dõi cuộc chiến cũng cảm thấy run rẩy, nếu Lôi Âm muốn giết bọn họ, e rằng bọn họ chỉ có thể đợi bị giết chết trong nháy mắt. Dẫu sao Hồng Trần to lớn cũng chỉ có ba sát thủ thần cảnh đa số những lãnh đạo cấp cao kia đều là sát thủ bán bộ thần cảnh đừng nói là lôi âm có sức chiến đấu thần cảnh hậu kỳ dù chỉ là một cao thủ thần cảnh sơ kỳ thì bán bộ thần cảnh như bọn họ cũng không thể đánh bại được lucifer và lôi âm đều rất mạnh ngoài thủ lĩnh của hồng trần sa tăng và dương thanh lẩn trốn trong đám sát thủ hồng trần có thể theo dõi bóng dáng của hai người những người khác hoàn toàn không thể nhìn rõ bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng chiến đấu kịch liệt mỗi một lần khi hai người va chạm với nhau bọn họ mới biết hóa ra bọn họ ở đó. Nhưng một giây sau, hai người đã biến mất, lúc xuất hiện mở lần nữa đã ở cách đó mấy chục mét. Vách tường mặt đất của căn cứ ngầm Hồng Trần lúc đầu còn vô cùng bằng phẳng, nhưng sau trận chiến dữ dội của hai người, có rất nhiều chỗ bê tông bị đánh sập, lộ ra thép bị chấn động đến mức đứt lìa. Ông mạnh lắm, nhưng như thế thì sao chứ? Gặp phải Lucifer tôi, ông chỉ có thể cảm nhận sự tuyệt vọng thôi. Sau khi đánh lùi lôi âm bằng một chiêu, Sát khí không ngừng lượn lờ quanh người Lucifer, gã ta nhanh chóng vung một cánh tay lên. Một giây sau, một hơi thở vô cùng đáng sợ tràn ra từ lòng bàn tay gã ta. Nguy hiểm. Lôi âm lập tức cảnh giác, khi nãy trong lúc chiến đấu kịch liệt với Lucifer, ông ta tốn rất nhiều sức lực. Lúc này, ông ta cảm nhận được một sức mạnh vượt xa thần cảnh hậu kỳ từ trên cánh tay kia của Lucifer. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của thần cảnh đỉnh phong? bản thân lôi âm chỉ là cao thủ thần cảnh trung kỳ sao có thể biết cao thủ thần cảnh đỉnh phong có sức mạnh thế nào được ông ta chỉ suy đoán thôi dù đây là cao thủ này có sức mạnh gì cũng là một thử thách cực kỳ to lớn với ông ta thậm chí ông ta còn có một cảm giác là dù mình có dốc hết sức lực cũng không thể đỡ được một trường này ông chuẩn bị xong chưa đòn đánh này là tuyệt chiêu lucifer tôi tự nghĩ ra bàn tay ác ma vẻ mặt lucifer dữ tợn ông ta nhìn lôi âm nói đòn đánh này dù là cao thủ thần cảnh hậu kỳ bình thường cũng không thể nào đỡ được vậy à vậy để tao thử xem bàn tay ác ma của mày mạnh đến mức nào hai chân lôi âm đứng vững vàng dưới đất ông ta hơi cúi người giữ trạng thái chuẩn bị chiến đấu tốt nhất lúc này kể cả dương thanh cũng nheo hai mắt lại nhìn chằm chằm lucifer anh muốn đảm bảo lôi âm không có nguy hiểm đến tính mạng giết lucifer bỗng nhiên tức giận quát một tiếng một giây sau gã ta đã biến mất khỏi vị trí ban đầu thân thể gã ta biến thành một tàn ảnh, bàn tay ác ma tập trung sức mạnh cả người kia mang theo sát khí đáng sợ, muốn giết chết lôi âm. lôi âm hiểu rõ sức mạnh của đòn đánh này, chỉ có thể dốc hết sức lực để đỡ. chân áp, lôi âm tức giận gào thét, hai tay biến thành hai trường, đánh vào bàn tay ác ma đang tấn công tới của Lucifer. ầm, um. vào lúc hai tay của lôi âm sắp giữ được bàn tay ác ma của Lucifer, bàn tay ác ma của Lucifer đột nhiên động đậy lập tức xuyên qua giữa hai tay của lôi âm nhắm trúng lồng ngực của ông ta không có gì bất ngờ lôi âm phun ra một ngụm máu người bay ngược ra ngoài sau khi nặng nề rơi xuống đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu hơi thở thần cảnh hậu kỳ trên người ông ta ban đầu cũng lập tức biến mất lucifer đứng tại chỗ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống lôi âm từ trên cao lạnh lùng nói ông mà cũng dám đỡ bàn tay ác ma của tôi á dứt lời lucifer lại ra tay Bàn tay ác ma lập tức biến thành móng vuốt, nhắm thẳng vào đầu Lôi Âm. Lúc này, Lôi Âm mở to hai mắt, trong mắt đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ông ta biết dù mình không chết dưới đòn này thì sau đó cũng sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. Lôi Âm, chẳng lẽ ông thật sự muốn ở thần cảnh trung kỳ cả đời luôn sao? Còn chưa đến bước đường cùng mà ông đã muốn từ bỏ rồi à? Nếu chỉ như thế mà ông đã từ bỏ, tôi xem thường ông vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thế này một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên giống như tiếng sấm sét nổ vang bên tai lôi âm khi nãy mọi người đều tập trung sự chú ý lên người lôi âm và lucifer hoàn toàn không ai chú ý đến còn có một người ngoài ở đây trong lúc nhất thời các sát thủ của hồng trần đều sợ ngây người mấy sát thủ đứng gần dương thanh nhất đều phản ứng rất nhanh lùi về sau mấy bước mà lúc này lôi âm vốn dĩ đã tuyệt vọng Định từ bỏ cơ hội tranh đấu cuối cùng sau khi nghe thấy lời Dương Thanh nói thì lập tức tỉnh táo lại. Không đến giờ phút cuối cùng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Lôi âm thầm nói một câu trong lòng, trong đôi mắt ông ta tràn đầy kiên định, còn mang theo ý chí chiến đấu nồng đậm. Khí thế trên người ông ta cũng lại dâng lên cao một lần nữa. Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu phát ra từ trên người ông ta, ông ta vốn dĩ đang bị thương nặng vì đòn tấn công của Lucifer bỗng nhiên đứng lên một lần nữa. A à, Ông ta ngẩng đầu gào lên với không trung, như muốn dùng tiếng gào để đè nén nỗi khó chịu trong lòng. Tất cả khó chịu đều biến mất sau tiếng hét này. Trong nháy mắt, Lucifer đã xông tới trước mặt Dương Thanh, đột nhiên đấm mạnh tới một quyền, nhắm thẳng vào mặt Dương Thanh. Bốp. Một giây sau, cảnh khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ diễn ra, lúc nắm đấm của Lucifer sắp đánh lên mặt Dương Thanh, Dương Thanh hờ hướng rũi một bàn tay, không ngờ cứ thế nắm được tay của Lucifer khiến nắm đấm của gã ta không thể nào tiến về phía trước nữa. Ầm. Um, lúc này, những người đang có mặt đều thấy khiếp sợ. Lôi Âm vừa đấu một trận kịch liệt với Lucifer, cuối cùng thua trong tay Lucifer cũng trợn mắt há mồm nhìn Dương Thanh, không ngờ anh lại nắm được tay của Lucifer một cách dễ dàng như thế. Lucifer là cao thủ thần cảnh hậu kỳ đấy. Sao lại như một đứa trẻ trong tay Dương Thanh thế này? Một đòn dùng hết sức lực của Lucifer cứ thế bị Dương Thanh thoải mái bắt lấy sao có thể có chuyện đó được đây không chỉ là suy nghĩ của một mình lôi âm mà cũng là suy nghĩ của những người đang có mặt thủ lĩnh hồng trần hít mắt lại nhìn chằm chằm vào dương thanh đến tận lúc này ông ta mới biết vì sao sát thủ hồng trần phái đi giết dương thanh đều bị giết hết vì dương thanh hoàn toàn không phải cao thủ thần cảnh bình thường mà là cao thủ đứng ở đỉnh thần cảnh thật sự may may chuyện này chuyện này không thể nào lucifer trợn to hai mắt lúc cố gắng muốn tránh khỏi tay dương thanh mới phát hiện sức mạnh của dương thanh đáng sợ đến mức nào gã ta đường đường là cao thủ đứng thứ hai hồng trần mà lại không thể nào dẫy tay khỏi người khác điều này khiến gã ta lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ thực lực của mình không chuyện này không thể nào lucifer tức giận hét to trong tròng mắt dữ tợn tràn đầy sự điên cuồng chết đi cho tao gã ta nổi giận gầm lên một tiếng vung nắm đấm còn lại muốn đánh mạnh lên mặt dương thanh ầm um, Lúc này, cuối cùng Dương Thanh cũng ra tay, Lucifer vừa mới vùng nắm đấm lên đã bị Dương Thanh đá bay. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lucifer thần cảnh hậu kỳ lập tức bị đạp bay mười mấy mét như quả bóng cao su và mạnh lên vách tường xi măng cốt thép. Trên vách tường chỗ Lucifer đập chúng lại có một đống bê tông đổ xuống, lộ ra một hình người. Sau khi Lucifer rơi xuống đất, gã ta phun ra một ngụm máu, hơi thở võ thuật trên người lập tức biến mất. Hay, Lôi âm kích động siết chặt hai tay, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Sức mạnh của Dương Thanh lại đổi mới nhận thức của ông ta một lần nữa rồi. Đến lúc này, ông ta mới hiểu trước đó vì sao Dương Thanh vẫn luôn không ra tay, mà lại bảo ông ta ra tay. Hóa ra một khi Dương Thanh ra tay, dù là Satan hay Lucifer cũng không thể chịu nổi một đòn của anh. Nếu anh ra tay thì sao ông ta còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm nữa. Dương Thanh là đang rèn luyện ông ta rèn luyện bằng một cao thủ thần cảnh trung kỳ và một cao thủ thần cảnh hậu kỳ thật sự quá đỉnh trên mặt mười mấy sát thủ chủ chốt còn lại trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ cảnh giác cầm sẵn súng ống trong tay đợi lệnh của thủ lĩnh hồng trần bất cứ lúc nào chẳng trách sát thủ hồng trần phái ra đều chết hết trong tay cậu sốt cuộc thủ lĩnh hồng trần cũng lên tiếng nhìn về phía dương thanh bằng vẻ mặt bình tĩnh tựa như đang nói chuyện với bạn bè của mình vậy anh em của tôi ở đâu dương thanh đột nhiên hỏi Lần này anh đến Hồng Trần, khống chế Hồng Trần trọng tay cũng chỉ là tiền tay thôi, mục đích thực sự của anh ta là cứu mã siêu gia. Yên tâm nó còn sống. Thủ lĩnh Hồng Trần đáp, sau đó còn nói, với thực lực của cậu đã đủ để mở tông phái rồi, tôi chính thức mời cậu gia nhập Hồng Trần của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý, bây giờ cậu sẽ có thể trở thành thủ lĩnh số 2 của Hồng Trần, địa vị ở Hồng Trần chỉ đứng sau rồi thôi. Nghe thấy lời nói mọi người đều giật mình. Hồng Trần chưa từng xuất hiện tình huống có hai thủ lĩnh bao giờ, nhưng hôm nay thủ lĩnh của họ lại chủ động mời một cao thủ trẻ tuổi trở thành thủ lĩnh số 2 của bọn họ. Dương Thanh lắc đầu, như thế còn chưa đủ, cái tôi muốn là cả Hồng Trần. Anh nói ra câu này, vẻ mặt của thủ lĩnh Hồng Trần lập tức cứng đơ, hơi thở vỏ thuật thực sự đáng sợ, phát ra từ trên người ông ta, cậu thực sự cho rằng đánh bại Lucifer trong nháy mắt là có thể muốn làm gì thì làm ở Hồng Trần rồi sao? Vẻ mặt Dương Thanh vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào, dường như cũng chẳng lo lắng sẽ bị cao thủ của Hồng Trần bao vây giết chết trong căn cứ của bọn họ. Lúc này, lội âm đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngược lại bên phía Hồng Trần còn có tới 3 cao thủ thần cảnh, Satan là cao thủ thần cảnh trung kỳ, Lucifer là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, còn cả thủ lĩnh Hồng Trần có thực lực sâu không lường được. Một khi ba cao thủ thần cảnh này hợp tác, dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng có khả năng bị giết chết trừ khi thực lực của dương thanh đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong dương thanh tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng gia nhập hồng trần trở thành thủ lĩnh thứ hai có địa vị chỉ đứng sau tôi ở hồng trần thủ lĩnh hồng trần lại khuyên bảo thêm lần nữa so với việc giết chết dương thanh ông ta mong có thể khiến dương thanh khuất phục mình hơn vì như thế địa vị của hồng trần ở chiến trường ngoài biên giới sẽ được nâng lên một lần nữa thậm chí còn có thể sánh vai với các thế lực siêu cấp kia vậy tôi cũng cho ông một cơ hội cuối cùng sau này tôi là người đứng đầu ở hồng trần tôi sẽ tha cho ông một mạng dương thanh bình tĩnh nói như đang nói một chuyện rất bình thường vậy ầm um, thủ lĩnh của hồng trần hoàn toàn nổi giận hơi thở võ thuật trên người phóng lên trời trong chốc lát một khí thế đáng sợ vượt xa lucifer chèn ép về phía dương thanh lucifer vốn dĩ đã là cao thủ thần cảnh hậu kỳ mà lúc này thủ lĩnh hồng trần lại bộc phát ra năng lực hơn cả cao thủ thần cảnh hậu kỳ rõ ràng cảnh giới võ đạo của ông ta đã là thần cảnh đỉnh phong nhìn khắp thế giới này có mấy người có thể đạt tới cảnh giới thần cảnh đỉnh phong chứ mà thủ lĩnh hồng trần lại chính là một người trong đó dương thanh hơi híp đôi mắt lại trong đôi mắt cũng có thêm ý chí chiến đấu nồng đậm cao thủ cấp bậc thế này luôn vô cùng hiếm thấy không tôi chắc chắn cậu là tướng quân của biên giới phía bắc thủ lĩnh hồng trần kiên quyết nói thông tin về cậu tôi thuộc nằm lòng Sáu năm trước cậu đã tiến vào biên giới phía Bắc chiến vực Chiêu Châu. Mà ở biên giới phía Bắc chỉ có tướng quân Dương Bất Bại được mệnh danh là có khả năng một mình sánh bằng nửa quốc gia. Mày không phải Dương Bất Bại thì còn ai vào đây? Dương Thanh cười khẩy, nếu ông cứ khăng khăng như vậy thì tùy ông. Lúc này anh càng giải thích thì mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn. Quả nhiên, Dương Thanh vừa nói ra câu này thì bọn sát thủ đang nghi ngờ thân phận của anh lập tức thả lòng. Đúng như anh nói núi cao còn có núi cao hơn ai có thể bảo đảm ở biên giới phía bắc không có cao thủ nào mạnh hơn tướng quân chứ nếu như dương thanh là tướng quân thì sao chiêu châu có thể để dương thanh đi được vậy nên chưa chắc dương thanh là vị tướng quân của biên giới phía bắc chỉ có thủ lĩnh hồng trần là chắc chắn về thân phận thật sự của anh sao anh em của tôi ra đây tôi sẽ tha cho ông một mạng dương thanh lạnh giọng quát cứu người mới là quan trọng nhất dương thanh có phải cậu biết chắc hồng trần không làm gì được cậu không thủ lĩnh hồng trần đột nhiên hỏi anh nhướng mày tôi không muốn nói lần thứ hai cho ông một cơ hội cuối cùng tôi cũng cho cậu một cơ hội cuối cùng trở thành thủ lĩnh thứ hai của hồng trần đi rồi tôi sẽ thả anh em cậu ông ta ra điều kiện một hơi thở cuồng bạo bộc phát ra khỏi người dương thanh biểu hiện lúc này của thủ lĩnh hồng trần làm anh không rõ ông ta đang nghĩ gì anh thật sự không hiểu thủ lĩnh hồng trần dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy trong khi rõ ràng ông ta đã thua rồi không sợ anh tiêu diệt cả tổ chức sao thủ lĩnh chúng ta hợp sức giết thằng chó chết này đi lucifer tiến lên phía trước dư tận nói vừa rồi bị dương thanh đánh bại chỉ bằng một đòn nên gã ta cực kỳ không cam tâm thủ lĩnh hồng trần không trả lời lucifer mà nhìn chằm chằm dương thanh như đang chờ câu trả lời như vậy thì tôi đành giết ông thôi Cuối cùng Dương Thanh lên tiếng. Cậu mà dám đánh, tôi đảm bảo anh em của cậu sẽ chết ngay bây giờ. Ông ta đe dọa. Lucifer cũng ngả ngớn nói, mày nghĩ bọn tao bắt thằng đó về đây chỉ để dụ mày tới thật à? Tao nói cho mày biết, không phải. Mục đích thật sự của bọn tao là chat. Ông ta vừa định tiết lộ thì bị thủ lĩnh tát vào mặt, vẫn nộ quát, cầm miệng lại cho tôi. Thủ lĩnh đã thua Dương Thanh nhưng dù sao cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cho dù Lucifer có thực lực thần cảnh hậu kỳ cũng không thể ngăn nổi cái tát của ông ta. Miệng mồm đầy máu, Lucifer lào đảo bò dậy, sợ hãi nhìn về phía thủ lĩnh Hồng Trần, vội vàng nói, thủ lĩnh, xin lỗi, tôi lắm lời. Hừ, thủ lĩnh Hồng Trần hừ lạnh. Hồng Trần đánh giá sai thực lực của cậu nhưng những thứ khác vẫn không sai. Thủ lĩnh Hồng Trần lại lên tiếng, cậu là một người rất trọng tình cảm, không muốn người bên cạnh vì mình mà bị liên lụy dĩ nhiên những người đó cũng là điểm yếu của cậu. Đôi mắt Dương Thanh hiện lên sát ý kinh người, anh nhìn chầm chầm ông ta. Đã biết rồi mà còn dám lấy họ ra đe dọa tôi. Ông ta hờ hửng cười, ai bảo cậu mạnh thế chứ? Nếu không cùng đường bị lôi thì tôi nhất quyết không nói chuyện với cậu bằng cách này đâu. Ha ha, chẳng qua, tôi muốn biết ông tốn công kéo dài thời gian như thế là để chờ ai. Hay đúng hơn rốt cuộc là ai đã thuê Hồng Trần giết tôi? Nghe thấy câu này của anh, thủ lĩnh Hồng Trần hoảng sợ. Ông ta không nghĩ rằng Dương Thanh biết mình đang kéo dài thời gian, đã vậy còn biết có người thuê Hồng Trần để giết anh. Quả nhiên, vừa rồi Dương Thanh chỉ đang thăm dò nhưng thủ lĩnh Hồng Trần lại giật mình khi anh nói ra suy đoán của mình. Phản ứng này chứng tỏ anh đã đoán đúng. Thủ lĩnh Hồng Trần tất nhiên không ngốc, hối hận nhận ra mình tự làm bại lộ chân tướng. Ông ta có thể khẳng định thực lực hiện giờ của Dương Thanh nằm trên mình, trong tình huống này, nếu dương thanh vứt bỏ mã siêu để giết ông ta thì ông ta chỉ còn một con đường chết dương thanh cậu nói gì vậy tôi không hiểu thủ lĩnh hồng trần lạnh giọng nói tất nhiên bây giờ có nói gì cũng chả quan trọng anh em của cậu đang nằm trong tay tôi nếu mày không muốn phục tùng tôi chỉ đành giết thôi ông mà dám động vào một sợi tóc của cậu ấy chính tay tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông ông biết điều đó không khó mà dương thanh đằng đằng sát khí anh ghét nhất là bị kẻ khác lấy những người cạnh mình ra đe dọa dĩ nhiên anh cũng đã tính đến khả năng này trước khi đến hồng trần nếu không thì tại sao mã siêu lại bị bọn sát thủ này đánh cho bị thương nặng rồi mang lại đây chứ thật không may anh em của cậu đã bị người của tôi dần một trận rồi có lẽ từ nay về sau sẽ thành một người tàn tật thủ lĩnh hồng trần cười híp mắt nói nếu cậu vẫn không chịu khuất phục thì tôi sợ thằng đó sẽ không kiên trì nổi nữa danh con tao có thể nói cho mày biết thằng chó kia là bị tao bắt về từ yến đô lucifer tàn nhẫn nói phải thừa nhận thằng anh em này của mày mạnh thật chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh của một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng vậy thì sao vẫn bị tao bắt về đấy thôi miệng thằng đó cứng lắm bị tao đánh gần chết mà vẫn không chịu khai nếu không phải do còn giá trị lợi dụng thì thằng đó đã biến thành cái xác rồi nghe gã ta nói vậy sát ý thoáng chốc bùng lên trong mắt dương thanh Bộp, chỉ trong chớp mắt anh xuất hiện trước mặt lucifer tóm cổ dơ gã ta lên giữa không trung may chán sống rồi toàn thân dương thanh tràn ngập sát khí không ai nghi ngờ anh chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể giết chết một trong hai cao thủ mạnh nhất hồng trần bị dương thanh bóp cổ khó thở nhưng lucifer vẫn không sợ hãi trên mặt đầy vẻ điên cuồng và khiêu khích thả cậu ta ra thủ lĩnh hồng trần thấy vậy thì phẫn nộ lucifer là sát thủ mạnh nhất dưới trướng ông ta nếu bị giết thì thực lực của tổ chức hồng trần sẽ giảm đi đáng kể dù sao tính cả thủ lĩnh thì hồng trần chỉ có ba cao thủ thần cảnh cho ông một phút mang anh em của tôi ra đây nếu không tên này sẽ chết dương thanh bình tĩnh nói không ai biết dưới gương mặt không cảm xúc này chứa đựng lửa giận lớn thế nào cậu dám thủ lĩnh giận dữ quát sao lại không dám anh cười khẩy đột nhiên tăng lực trên tay rắc 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 tiếng xương bị đè ép đột nhiên vang lên lucifer còn đang tỏ ra khiêu khích cuối cùng cũng biết sợ dương thanh không ngừng dùng lực gã ta có thể cảm nhận được xương cổ mình đang bắt đầu gãy nát nhiều nhất một phút nữa cổ của gã ta sẽ hoàn toàn bị nghiền nát bởi thứ sức mạnh đáng sợ này đó cũng là giây phút gã ta chút hơi thở cuối cùng cảm nhận được cái chết đang ngày một gần kề lucifer kịch liệt giãy ruộa nhưng không làm nên chuyện gì đây quả thật là một sự hành hạ độc ác đối với gã ta. Âm thanh xương cổ liên tục gãy như tiếng gọi đến từ địa ngục, khiến cho gã ta sởn tóc gáy. Dừng tay, dừng lại cho tôi. Thủ lĩnh Hồng Trần giống to. Đương nhiên ông ta biết Dương Thanh dám giết Lucifer, lúc đó Hồng Trần sẽ thật sự suy bại. Đây không phải điều ông ta muốn thấy. Sa tăng, mang thằng đó đến đây cho tôi. Nhanh lên. Thủ lĩnh Hồng Trần giống to. Vâng. Sa Tăng xoay người chạy vào căn cứ ngầm. Dương Thanh nhíu mày, chẳng lẽ Mã Siêu đang ở căn cứ dưới lòng đất? Nhưng vừa rồi anh ở dưới đó mà, sao lại không phát hiện? Lẽ nào căn cứ ngầm của Hồng Trần còn có chỗ đặc biệt khác? Quả nhiên, chưa đến 30 giây sau, Sa Tăng xách một người đẫm máu chạy ra khỏi căn cứ ngầm. Mã Siêu Dương Thanh vừa nhìn đã nhận ra Mã Siêu, nổi giận gầm lên, tia sát ý trong mắt càng đậm hơn. Lúc này, khắp người anh ta toàn là máu tươi, hơi thở như có như không. Anh, anh Thanh, cuối, cuối cùng anh cũng tới. Mã siêu đang rất yếu, không ngẩng đầu lên nổi, nhưng nghe thấy giọng của Dương Thanh nên dùng hết sức lực mới nói ra được một câu đứt quãng. Giờ cậu thả người được rồi chứ? Ngay khi Satan Tăng mang Mã Siêu ra ngoài, thủ lĩnh Hồng Trần xuất hiện sau lưng anh ta, bảo đảm nắm chắc mạng sống của anh ta trong tay mình. Phù phù, Dương Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng ghim cơn thịnh nộ xuống chưa bao giờ anh thấy mã siêu bị thương nặng như lúc này sự tức giận điên cuồng dâng trào như sóng thần đừng đừng để ý đến em giết giết mã siêu lại lên tiếng cho dù bị thương nặng đến đâu trong lòng anh ta vẫn ngập tràn sự hận thù đối với hồng trần có thể hiểu lúc này mã siêu muốn tiêu diệt chúng đến mức nào nhất là lucifer nếu có thể anh ta muốn tự mình kết liễu tên này ầm um, dương thanh vùng cánh tay lên cơ thể của lucifer chợt bay ra xa mười mấy mét đụng mạnh vào căn cứ trên mặt đất của Hồng Trần. Gã ta phụt ra một ngụm máu, có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp vỡ vụn. Mã siêu, tôi giữ cái mạng chó của thằng khốn kia cho cậu, cố chịu cho tôi. Dương Thanh hét lên. Vâng, dựa trên tất cả ý chí mà mình có, Mã siêu ngẩng đầu lên nhìn Dương Thanh, khóe môi nhoẻn lên nở nụ cười sán lạn. Nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng Dương Thanh vô cùng chua sót. Rốt cuộc phải thế nào ông mới chịu bỏ qua cho cậu ấy? đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía thủ lĩnh Hồng Trần. Nét mặt của ông ta cũng trở nên suốt ruột, hiển nhiên người ông ta đang đợi vẫn chưa đến. Dương Thanh, đến nước này rồi tôi cũng chẳng có gì cần giấu giếm nữa. Có người muốn lấy mạng cậu, nhưng nhiệm vụ của Hồng Trần không phải giết mà là giao sống cậu cho họ. Thủ lĩnh Hồng Trần cười lạnh nói, có điều những người đó vẫn chưa tới, vậy cậu cứ chờ đi. Khi nào họ tới tôi sẽ thả anh em của cậu ra. Bần đầu tôi định để cậu trở thành thủ lĩnh thứ hai của Hồng Trần, tôi sẵn sàng bổ nhiệm cụ này thậm chí giúp cậu đối phó với những kẻ đó. Nhưng cậu lại từ chối ý tốt của tôi, tôi đành tiếp tục nhiệm vụ này thôi. Lời nói của ông ta không nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh, chỉ là anh còn hơi nghi ngờ rốt cuộc là ai cần Hồng Trần dụ mình ra giới để giết. Uyên, ngay lúc này, Satan đang đứng sau lưng thủ lĩnh Hồng Trần đột nhiên đâm vào lưng ông ta. Thủ lĩnh không ngờ Satan lại tấn công mình. Dương Thanh cũng rất ngạc nhiên, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đòn công kích của Satan đã giúp anh tìm được cơ hội. Dương Thanh dầm chân một cái, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh mã siêu. Chết đi! Thủ lĩnh Hồng Trần bị Satan đánh lén nhưng vẫn như không bị thương chút nào, giận dữ gầm lên, mạnh mẽ tung cú đấm về phía đầu của mã siêu. Ông dám! Dương Thanh quát lớn, đột nhiên bùng nổ hết tốc lực. Ngay lúc cú đấm của thủ lĩnh Hồng Trần sắp rơi xuống, Dương Thanh đến nơi, một quyền bạo kích. Uỳnh, quả đấm của anh rơi vào chính giữa ngực của ông ta. Tiếng gãy xương vang lên, thủ lĩnh hộp máu văng ra ngoài. Lúc này Dương Thanh cũng đã đến bên cạnh Mã Siêu. Uống đi. Dương Thanh không chần chừ, búng một viên thuốc màu đen vào trong miệng Mã Siêu. Đây là viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đã cho trước khi anh rời khỏi Yến Đô, nghe cô ta nói chỉ cần còn thở là có thể ổn định thương thế, hơn nữa cô ta cũng có thể cứu sống người đang bị thương nặng thương thế của mã siêu rất nặng, dùng hấp hối để hình dung không quá chút nào. May mà anh ta còn khá tỉnh táo, sau khi uống thuốc có thể cảm nhận được cơ thể đang hấp thu thuốc rất nhanh. Anh Thanh, em ổn hơn rồi. Mã siêu gắng ngượng nói ra mấy chữ, mặt đượm vẻ lo âu, anh, anh đừng để ý đến em, rời khỏi đây nhanh lên. Sao anh ta không biết tổ chức Hồng Trần đến Yến Đô bắt mình về đây để nhầm vào Dương Thanh được? tuy mã siêu đang rất yếu nhưng vẫn cảm nhận được mức độ cuộc đấu vừa rồi giữa dương thanh và thủ lĩnh hồng trần bản thân là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà ông ta vẫn phải chờ những người khác đến mã siêu hoàn toàn chắc chắn những kẻ sắp đến có thực lực rất mạnh sợ là đều có cấp bậc như thủ lĩnh hồng trần anh ta không muốn mình kéo chân dương thanh câm miệng anh giận dữ quát lo mà ổn định trạng thái đi mã siêu cười trừ biết anh sẽ không bỏ mình lại nên không nói nhiều nữa Vội vàng điều chỉnh hơi thở, tập trung hấp thu thuốc. Đại nhân." Lôi Âm tiến đến, hơi thở võ đạo đã hồi phục đáng kể. Lúc trước suýt bị Lucifer giết chết nhưng lại có thể hồi phục 7 đến 80% thực lực trong thời gian ngắn như vậy, xem ra thuốc của Phùng Tiểu Uyển thật sự rất hữu hiệu." Mã Siêu giao cho ông. Dương Thanh nói với Lôi Âm. "Vâng." Ông ta vội đáp lời. Lôi Âm là cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng có thể bộc phát ra sức mạnh của thần cảnh hậu kỳ bây giờ mặc dù chỉ phục hồi được 7 đến 80% nhưng vẫn có thể đánh một trận với cao thủ thần cảnh trung kỳ. Lúc này, Lucifer đã bị Dương Thanh đánh cho bị thương nặng, không chiến đấu được nữa. Mà thủ lĩnh Hồng Trần cũng bị anh đánh bay, chỉ còn lại một cao thủ thần cảnh trung kỳ là Sa Tăng, nhưng vừa rồi hắn ta lại ra tay với thủ lĩnh của mình, hiển nhiên đã phản bội Hồng Trần. Cứ thế, Hồng Trần hiện giờ không còn sức uy hiếp nào với Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi đề nghị cậu nên rời khỏi đây nhanh nhất có thể, những kẻ đó sắp đến rồi, lúc đó cậu sẽ không có phần thắng nào đâu." Sa Tăng lại gần, nói với Dương Thanh. Anh nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông phương Tây cường tráng này, những kẻ đó là ai? Nỗi sợ hãi bỗng hiện lên trong mắt Sa Tăng, ông ta lắc đầu, "Tôi không biết họ là ai, chỉ biết thủ lĩnh khúm núm với họ lắm." Thực lực của những người đó hẳn là đều ở thần cảnh đỉnh phong. Nghe Sa Tăng nói vậy, Dương Thanh nhíu mày, nghe ý trong lời hắn ta thì có vẻ đối phương không chỉ có một người ai cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao đại nhân sa tăng là một trong hai đại ma vương của tổ chức hồng trần cậu ta đã nói như vậy thì chắc chắn bọn người đó nguy hiểm lắm hay giờ chúng ta đi luôn nhé lôi âm lên tiếng sau một lúc suy nghĩ dương thanh lắc đầu tôi phải biết rốt cuộc là ai muốn giết tôi lôi âm ông mang mã siêu rời khỏi đây ông ta hiểu ngay anh định ở lại đây một mình đối mặt với những người đó đại nhân lôi âm định khuyên can thì bị dương thanh ngất lời đây là mệnh lệnh lập tức rời khỏi đây rõ ông ta cắn răng đáp lôi âm cũng biết với trạng thái của mình và mã siêu mà tiếp tục nán lại đây thì không chỉ không giúp được mà ngược lại còn làm gánh nặng cho dương thanh anh thanh anh phải sống sót trở về nhé tiêu tiêu còn đang ở nhà chờ anh đấy tuy mã siêu rất muốn ở lại nhưng nhìn vào tình trạng lúc này của anh ta còn sống được hay không cũng là một ẩn số chứ đừng nói là chiến đấu được dương thanh gật đầu Bấy giờ Lôi Âm mới cấp tốc mang Mã Siêu đi khỏi đây. Về phần các sát thủ của Hồng Trần, vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy Dương Thanh đánh trọng thương thủ lĩnh của mình chỉ bằng một đòn nên không ai dám cản trở. Lôi Âm và Mã Siêu đi rất thuận lợi. Sa Tăng, thủ lĩnh Hồng Trần đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên lửa giận mãnh liệt. Ông ta cực kỳ muốn giết chết Sa Tăng. Mã Siêu đang ở trong tay ông ta, vừa rồi nếu Sa Tăng không đột ngột đánh lén sau lưng thì sao Dương Thanh có thể tìm được cơ hội cứu người chứ? Sa tăng, mày dám phản bội tao. Mặt mày thủ lĩnh Hồng Trần dữ dợn. Phản bội. Khuôn mặt của Sa tăng cũng dần trở nên hung ác, ông ta giận dữ quát lớn, chẳng lẽ mày quên 30 năm trước mày đã gây ra chuyện gì sao? Nghe thấy câu này của Sa tăng, thủ lĩnh Hồng Trần ngỡ ngàng, mày, mày, rốt cuộc mày là ai? Tao là người duy nhất sống sót ở thôn Gran vào 30 năm trước. Sa tăng gần như cắn răng khi nói ra câu này. Không, không thể nào, sao lại vậy được? Audio điện tử võ tấn bền thủ lĩnh Hồng Trần khó tin, hét toáng lên, 30 năm trước, tất cả những người ở thôn Grand đã bị tao giết hết rồi, tao chắc chắn không còn ai nữa cơ mà. Sao mày lại sống sót khỏi đó được? Sa Tăng căm hận nói, năm đó tao đã tận mắt nhìn thấy mày đâm vào người bố mẹ tao, lúc đó tao chỉ mới 8 tuổi. Tao nấp trong đống cỏ khô, trơ mắt nhìn thằng chó mày giết bố mẹ tao. 30 năm qua, Tao điên cuồng tu luyện để có một ngày tự tay giết chết kẻ thù. Cuối cùng tao cũng chờ được đến ngày này. Thủ lĩnh Hồng Trần không dám tin, ông ta có thể khẳng định tất cả những người ở Thông Gran năm đó đều đã bị mình giết sạch. Nhưng bây giờ Satan đến từ cái thôn đó lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta. Satan, mày thật sự cho rằng tao bị thương nặng là mày có thể giết được tao sao? Thủ lĩnh Hồng Trần cười lạnh, nói dù ra thế này tao vẫn có thực lực thần cảnh hậu ly chỉ dựa vào mày mà cũng muốn giết tao. Ai nói tao chỉ là một thần cảnh trung kỳ? Rút lời một hơi thở kinh khủng bùng nổ từ trên người Sa Tăng. Phá. Hắn ta giống lên, hơi thở khủng bố ấy xông thẳng lên trời. Đột phá chỉ trong một hơi thở. Chỉ trong nháy mắt, cảnh giới võ đạo của Sa Tăng đột phá đến thần cảnh hậu kỳ. Không dừng lại ở đó, hơi thở võ đạo trong cơ thể hắn ta còn đang không ngừng mạnh lên, đến đỉnh của thần cảnh hậu kỳ mới dừng lại chỉ cách thần cảnh đỉnh phong một bước. May, sao mày có thể? Thủ lĩnh Hồng Trần hoảng hốt, vẻ mặt khó tin. Sa Tăng gia nhập tổ chức đã được mười mấy năm, thực lực của hắn ta thế nào ông ta biết rõ hơn bất cứ ai. Bất cứ sát thủ nào khi gia nhập tổ chức đều phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả 18 đời tổ tông cũng bị điều tra rõ ngọn ngành. Chỉ khi chắc chắn sát thủ này không có vấn đề, Hồng Trần mới nhận. Tuy nhiên, Sa Tăng lại không bị phát hiện thân phận là tàn dư của thôn Grand, nơi đã bị thủ lĩnh Hồng Trần tiêu diệt. Không chỉ vậy, đến cảnh giới võ đạo chân chính của hắn ta là gì, ông ta cũng không biết. Nếu cho tao thêm 10 năm, cảnh giới của tao sẽ cao hơn mày. Sa Tăng ngạo nghễ, trầm giọng nói, tao vốn định chờ đến khi vượt xa mày mới báo thù rửa hận. Không ngờ hôm nay lại tìm được cơ hội, tao phải kết liễu mày để báo thù diệt tộc. Dứt lời, hắn ta biến mất tại chỗ, xông về phía thủ lĩnh Hồng Trần. Giờ phút này, Dương Thanh lại biến thành người ngoài cuộc, nhất thời hơi mờ mịt. Thật ra anh hoàn toàn có thể bỏ đi ngay lúc này, dù sao vừa rồi Sa Tăng cũng đã nói những kẻ đó muốn lấy mạng anh, ngay cả một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như thủ lĩnh Hồng Trần cũng phải khúm núm với họ. Điều này cho thấy cảnh giới võ đạo của họ tuyệt đối là thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa không phải chỉ có một người. Cục diện này không hề có lợi với anh nhưng nếu không làm rõ những kẻ đó là ai lòng anh lại càng bất an lúc này Satan tăng đã lao đến trước mặt thủ lĩnh hồng trần đá một chân ra phịch lúc này thủ lĩnh hồng trần như một con thú giữ nổi điên ai ở gần liền tấn công kẻ đó nhờ dương thanh ngăn lại đám sát thủ kia mới có cơ hội chạy trốn chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi bốn phía căn cứ của hồng trần chỉ còn dương thanh Satan, tăng thủ lĩnh hồng trần và lucifer đã ngã lăn ra run lẩy bẩy Trước đó Lucifer đã bị Dương Thanh đánh bị thương nặng, không có sức lực đứng dậy. Chứng kiến sự đáng sợ của thủ lĩnh Hồng Trần, gã ta sợ bản thân sẽ chết trong tay thủ lĩnh. Bịch! Trong lúc Lucifer đang hoảng loạn, thủ lĩnh Hồng Trần đã vào tới đá gã ta. Lucifer bị đá bay ra xa, mất mạng tại chỗ, chết không nhắm mắt. Lucifer chết rồi sao? Satan khiếp sợ nói. Lucifer và hắn ta là hai đại ma vương của Hồng Trần, cũng là hai sát thủ mạnh nhất dưới tay thủ lĩnh Hồng Trần. Bây giờ, Lucifer đã bị thủ lĩnh Hồng Trần mất kiểm soát lấy mạng. Sắc mặt Dương Thanh trở nên nghiêm trọng. Hiện giờ đến cả anh cũng không dám đứng quá gần thủ lĩnh Hồng Trần, chỉ có thể mượn cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn khống chế ông ta trong phạm vi nhất định. Thủ lĩnh Hồng Trần đã phát điên, liên tung tung đấm. Căn cứ trên mặt đất của Hồng Trần liên tiếp sụp xuống. Cậu Thanh, khí tức võ thuật trên người ông ta vẫn đang tăng lên. Sa tăng bỗng hoảng sợ nói. Dương Thanh cũng chú ý tới chuyện này, lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Dương Thanh hỏi, rốt cuộc ông ta đã uống thuốc gì? Sa tăng lắc đầu, tùy tôi không biết nhưng có thể chắc chắn, thuốc ông ta uống có liên quan tới đám người kia. Đám người kia, người thuê Hồng Trần giết tôi hả? Dương Thanh cau mày hỏi. Sa tăng gật đầu, ngoại trừ thủ lĩnh, không ai biết bọn họ là ai. Lần nào thủ lĩnh cũng tự mình đón tiếp bọn họ. Có lần tôi tình cờ nhìn thấy bọn họ đưa cho thủ lĩnh một bình thuốc, chính là bình ông ta đã uống. Lông mày Dương Thanh lại càng nhíu chặt. Xem ra những người kia không hề đơn giản, có thể nghiên cứu ra loại thuốc điên cuồng như vậy. Hay là đám người kia chỉ coi thủ lĩnh Hồng Trần là vật thí nghiệm? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Sa tăng khiếp sợ, vật thí nghiệm, dùng một cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm vật thí nghiệm. Dương Thanh cũng cảm thấy khó tin, nhưng tình hình hiện giờ của thủ lĩnh Hồng Trần phải giải thích thế nào? ngoài thủ lĩnh hồng trần còn ai tiếp xúc với những người đó không dương thanh bỗng nghĩ tới một khả năng nào đó vội vàng hỏi sa tăng lắc đầu ở hồng trần chỉ có thủ lĩnh từng tiếp xúc bọn họ không thèm để ý tới những người khác à tôi nhớ ra rồi sa tăng đột nhiên kinh ngạc nói có lần tôi tình cờ nghe thấy thủ lĩnh nói chuyện điện thoại bảo người ta tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong cậu thanh thấy có liên quan tới chuyện này không nghe vậy dương thanh gần như có thể xác định suy đoán trong lòng xem ra đám người kia không hề đơn giản dương thanh hít mắt lại ánh mắt lấp lóe sa tăng vội hỏi cậu biết gì rồi à anh nghĩ đi đám người kia mượn tay thủ lĩnh hồng trần tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong còn tôi cũng bị bọn họ mượn tay hồng trần dụ tới dương thanh nói nếu tôi đoán không sai bọn họ tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong để làm thí nghiệm cái gì sa tăng trợn tròn mắt không thể tin nổi dùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm rốt cuộc là tổ chức nào dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Dương Thanh vẫn đang quan sát thủ lĩnh Hồng Trần đang phát điên, trầm giọng nói, đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ được loại thuốc kia, chứng tỏ sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Dương Thanh đã làm rõ mọi chuyện, cũng kinh hãi tột độ. Rư, đột nhiên thủ lĩnh Hồng Trần nổi giận gào thét, con người lồ ra, trong mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu. Ngay sau đó, làn da của ông ta xuất hiện vết dạn nứt, máu phun tung tóe khắp người. Đồng thời, trong người thủ lĩnh Hồng Trần bộc phát một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đoàn, tiếng nổ ầm vang. Dương Thanh và Sa Tăng khiếp sợ chứng kiến cơ thể của ông ta nổ tung, máu nhuộm đỏ cả nền đất. Chuyện này, Sa Tăng trợn tròn mắt, tim đập điên cuồng. Một cao thủ thần cảnh đình phong nổ tung cả người mà chết. Dương Thanh cũng kinh sợ, bỗng thấy hối hận vì ở lại đây. Đi thôi, đương thanh khương chút do dự lập tức quay lưng rời đi sa tăng cũng lấy lại tinh thần theo sát anh định rời khỏi cậu thanh định đi đâu thế đúng lúc này một người trung niên xuất hiện trước mặt dương thanh cười hỏi còn ngươi dương thanh co rút trong lòng khiếp hãi anh không biết làm sao ông gia lại xuất hiện ở đây hay chính là từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn ở đây chỉ là anh không hề phát hiện ra lúc này sa tăng cũng hốt hoảng nói cậu Thanh, ông ta chính là một trong những người kia. Nghe thấy thế, sắc mặt Dương Thanh càng thêm trầm trọng, cũng bất ngờ sa tăng lại nói với mình ông ta chính là người đã tiếp xúc thủ lĩnh Hồng Trần ngay trước mặt đối phương. Tức là, chính người này đã thuê Hồng Trần dụ anh tới đây sao? Ông là ai? Dương Thanh cau mày hỏi. Trong đối phương khoảng chừng 50 tuổi, trên người lại không hề có khí thức võ thuật, chỉ có thể là một trong hai khả năng. Một là, Đối phương không phải người luyện võ nên mới không có khí tức võ thuật Hay là thực lực của đối phương vượt xa anh Dương Thanh chưa từng gặp ai có cảnh giới cao hơn cả thần cảnh Anh thà tin tưởng khả năng thứ nhất Nhưng đối phương thuê thủ lĩnh Hồng Trần dụ anh tới tổng hội của Hồng Trần Còn đưa cho thủ lĩnh Hồng Trần một bình thuốc khiến ông ta nổi điên Người như vậy sao có thể là người đơn giản Rõ ràng đối phương biết cảnh giới của anh mà vẫn dám dụ anh tới đây Còn dám một mình xuất hiện chẳng lẽ đối phương chính là người dùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm? Nghĩ tới đây, Dương Thanh khiếp sợ tột độ. Trông cậu có vẻ đã đoán ra tôi là ai rồi đúng không? Người trung niên cười lớn nhìn anh, cậu có thể gọi tôi là Black Doctor. Black Doctor. Phản ứng của sa tăng rất mãnh liệt, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy sợ hãi. Dương Thanh chưa từng nghe thấy cái tên này. Rõ ràng Black Doctor chỉ là biệt danh của đối phương. Thuốc thủ lĩnh Hồng Trần uống là của ông cho sao? Dương Thanh hỏi. Black Doctor cười lạnh lắc đầu, nói đúng hơn là ông ta tốn một khoản tiền khổng lồ mua nó từ tôi. Dương Thanh chìm vào suy tư. Anh không thể nhìn thấu Black Doctor, có vẻ ông ta rất phối hợp, hỏi gì trả lời nấy. Trên người ông ta không hề có khí thức võ thuật nhưng anh vẫn cảm thấy ông ta rất nguy hiểm. Hoàn mỹ, đúng là quá hoàn mỹ. Black Doctor nhìn Dương TSNS như đang thưởng thức một món đồ, ánh mắt ngập tràn tán thưởng. Ông ta là Black Doctor, nhà khoa học biên chuyên cải tạo cao thủ bằng công nghệ cao. Nghe nói cao thủ được ông ta cải tạo đều sẽ tăng vọt sức chiến đấu. Satan sợ hãi nhìn Black Doctor, nói với Dương Thanh, có thể nói cao thủ từng bị ông ta cải tạo chính là người máy trong phim khoa học viễn tưởng. Black Doctor mỉm cười, không ngờ lại có người biết tới thành tựu của tôi, rất tốt. Thiên phú của cậu không tồi, thực lực cũng tạm được, đáng tiếc cậu không phải thần cảnh hoàn mỹ. Thần cảnh hoàn mỹ? Dương Thanh như kẻ nông cạn không hiểu Black Doctor đang nói gì. Ông ta rất kiên nhẫn với Dương Thanh, cười nói, ý nghĩa như tên, chính là cao thủ thần cảnh hoàn mỹ. Đây là giả thuyết tôi tự sáng tạo từ quá trình nghiên cứu. Nếu muốn đạt tới thần cảnh hoàn mỹ, yêu cầu cơ bản nhất chính là đạt được thần cảnh sơ kỳ trước năm 30 tuổi. Thứ hai, có thể đột phá thần cảnh trung kỳ trước năm 40 tuổi, đạt được thần cảnh hậu kỳ trước năm 50 tuổi và bước vào thần cảnh đỉnh phong trước năm 60 tuổi thứ ba sức chiến đấu siêu mạnh có thể khiêu chiến vượt cấp không được thiếu một trong ba điều kiện này bao nhiêu năm nay cậu là người duy nhất đáp ứng điều kiện của thần cảnh hoàn mỹ mà tôi từng gặp dương thanh cao mày nổi giận trông đối phương như đang có hỏi có đáp nhưng lại không hề che giấu ý định muốn dùng anh làm chuột bạch rốt cuộc ông muốn nói gì dương thanh hít mất hỏi đây là liều thuốc hoàn mỹ tôi nghiên cứu ra bằng kỹ thuật gen chỉ cần cậu uống vào là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, bước vào một cảnh giới võ thuật hoàn toàn mới. Black Doctor lấy ra một liều thuốc cười nói. "Cút." Dương Thanh tức giận quát, "Tranh thủ lúc tôi chưa điên tiết, tốt nhất mau cút đi. Nếu không đừng trách tôi không nương tay. Cậu là cao thủ thần cảnh hoàn hảo tôi mất bao công sức mới tìm thấy, sao có thể bỏ qua vật thí nghiệm tốt như vậy được?" Black Doctor cười híp mắt nói, "Nào, chỉ cần cậu uống liều thuốc này là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, sau này có thể tung hoành toàn thế giới. Hãy uống đi, chiến sĩ của tôi. Black Doctor gióng giặc nói, giống như một kẻ điên. Ông ta thật sự là kẻ điên. Nhà khoa học điên. Vậy thì tôi chỉ có thể giết ông. Sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh. Anh thật sự bị chọc giận. Kẻ điên này rất nguy hiểm, nếu không diệt cỏ tận gốc, sợ là sau này sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cậu không giết được tôi, Black Doctor cười nói, dường như không hề sợ Dương Thanh. Đương nhiên, nếu ông ta sợ sao còn dám xuất hiện ở đây. Ông ta vừa dứt lời, bốn bóng người bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Đúng rồi, chính là bọn họ. Sa tăng kinh hãi chỉ mấy người sau lưng Black Doctor, chính bọn họ đã từng tiếp xúc với thủ lĩnh. Dương Thanh không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đến cả anh cũng không biết tại sao bốn người kia lại xuất hiện ở đây với cảnh giới hiện giờ anh có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có người hay không nhưng bốn người này giống hệt black doctor anh không hề phát hiện ra họ giống black doctor dương thanh không cảm nhận được hơi thở võ thuật trên người bốn người này tựa như họ chỉ là người bình thường nhưng anh vẫn cảm thấy nguy hiểm toát ra từ người bọn họ chắc chắn cậu đang rất tò mò rốt cuộc vừa rồi bọn họ trốn ở chỗ nào bọn họ là cao thủ cảnh giới gì phải không dường như black doctor đã nhìn thấu tâm tư của dương thanh cười nói tôi có thể nói cho cậu biết cho dù là cao thủ mạnh hơn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ họ đang đeo thiết bị nhiễu sóng từ trường cao thủ luyện võ có thể cảm giác được thực lực của cao thủ khác trong phạm vi nhất định là nhờ vào một loại từ trường chỉ cần có thể làm nhiều sóng từ trường là có thể dễ dàng che giấu thực lực khỏi cảm giác của cao thủ khác đây cũng là thành quả nghiên cứu của tôi sao hả có phải rất lợi hại không black doctor kiêu ngạo nói giống như một đứa trẻ muốn khoe khoang việc mình làm dương thanh cậu uống liều thuốc này đi chỉ cần cậu chịu uống tôi có thể thả anh em tốt của cậu black doctor cười nói anh thanh ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên mà siêu vốn đã rời đi với lôi âm lại bị bốn người cậu black doctor dẫn tới bốn người này cũng giống hệt bốn người đứng sau black doctor trên người không hề có khí thức võ thuật ông muốn chết hả Trông thấy Mã Siêu và Lôi Âm đều bị bắt về, vẻ mặt Dương Thanh trở nên dữ tợn. Anh đã đuổi họ đi trước khi thủ lĩnh Hồng Trần chết, bây giờ lại bị người của Black Doctor bắt về. Rõ ràng ông ta đã ở đây quan sát ngay từ đầu. Chỉ là Dương Thanh không hề hay biết có người đang ở ngay bên cạnh. Mọi người đều là người lớn, không cần nói nhảm nhiều. Tôi đã tìm được cậu, đương nhiên cũng đã điều tra rõ ràng mọi thứ liên quan tới cậu. Black Doctor vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười muốn đối phó người như cậu chỉ dùng người bên cạnh cậu mới có hiệu quả. Dứt lời, ông ta lại đưa liều thuốc kia cho Dương Thanh, "Tôi cam đoan, chỉ cần cậu chịu uống nó, tôi lập tức thả hai người họ đi." "Anh Thanh đừng uống. Đại nhân đừng uống." Mã Siêu và Lôi Âm Đồng thanh hét lên. Mặc dù họ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Black Doctor muốn Dương Thanh uống thuốc gì nhưng vẫn biết một khi anh uống vào sẽ gặp nguy hiểm. Sao Dương Thanh lại không biết? nhưng hiện giờ mã siêu và lôi âm đều đang nằm trong tay black doctor anh không còn lựa chọn nào khác đối mặt với một kẻ điên anh thật sự bất lực chỉ cần tôi uống nó ông sẽ thả họ đi chứ dương thanh cắn răng hỏi black doctor gật đầu dứt khoát ra lệnh thả người không ai ngờ được dương thanh còn chưa đồng ý uống thuốc ông ta đã ra lệnh thả mã siêu và lôi âm giây phút được thả ra cả hai vội vàng chạy về bên cạnh dương thanh vẻ mặt căm tức nhìn black doctor tôi đã thả người đủ thành ý rồi chứ bây giờ cậu có thể uống liều thuốc hoàn mỹ nào được chưa black doctor cười híp mắt nói dường như không hề lo lắng dương thanh sẽ từ chối thẳng tay ném thuốc cho anh dương thanh giơ tay bắt được đồ khốn nạn nhà ông dám dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc chúng tôi bây giờ chúng tôi đã được tự do ông còn có thể lấy gì uy hiếp anh thanh mã siêu giận dữ nói sau khi uống viên thuốc dương thanh đưa vết thương của anh ta đã được ổn định chỉ là bị thương quá nặng, vẫn chưa thể khôi phục sức chiến đấu. Lôi Âm vẫn còn đỡ, vốn không bị thương nặng, lại có thuốc Dương Thanh đưa, vết thương đã được ổn định, thậm chí còn có thể đánh ra thực lực thần cảnh trung kỳ. Lôi Âm cũng nghiến răng nghiến lợi nói, các người đã không tuân theo quy củ trước, chúng tôi có vi phạm lời hứa cũng chẳng sao. Black Doctor không thèm để ý tới hai người họ, chỉ cười hít mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, không hề e sợ. Sắc mặt Dương Thanh trầm xuống, do dự cầm liều thuốc hoàn mỹ trên tay hai người đi đi anh bỗng lên tiếng rõ ràng là nói với mã siêu và lôi âm anh thanh đại nhân cả hai đều sợ ngây người không hiểu tại sao bọn họ đã thoát ra mà anh vẫn đuổi họ đi tôi bảo hai người cút đây là mệnh lệnh dương thanh giận dữ quát mã siêu và lôi âm không biết liều thuốc hoàn mỹ là cái gì nhưng anh thì khác vừa rồi thủ lĩnh hồng trần cũng mất khống chế vì uống liều thuốc hoàn mỹ sau đó nổ tung xác anh không thể cam đoan sau khi mình uống nó vào có bị mất khống chế hay không, nếu có liệu có giết mã siêu và lôi âm hay không. Anh không thể biết được. Vâng, mặc dù mã siêu và lôi âm không cam lòng, cũng không muốn rời đi nhưng bọn họ là chiến sĩ, phục tùng là nghĩa vụ. Anh cũng đi đi. Dương Thanh lại nhìn sang Sa Tăng. Hiện giờ cả thủ lĩnh Hồng Trần và Lucifer đã chết, ba sát thủ đứng đầu Hồng Trần chỉ còn lại Sa Tăng. Nếu anh còn sống sẽ có thể mượn tay hắn ta khống chế Hồng Trần cảm ơn cậu Thanh, cậu hãy cẩn thận. Sa Tăng cũng không từ chối. Hắn ta biết sự đáng sợ của Black Doctor, cũng không ngốc tới mức bán mạng cho Dương Thanh. Thoáng chốc, đám người mã siêu đều đã rời đi. Đến tận lúc này Dương Thanh vẫn không biết tám cao thủ đứng sau Black Doctor có thực lực như thế nào. Cậu Thanh rất thông minh. Black Doctor bật cười, tôi có thể hứa với cậu, chỉ cần cậu chịu uống liều thuốc hoàn mỹ. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người bên cạnh cậu. Cậu biết mà, tôi chỉ theo đuổi cao thủ thần cảnh Hoàn Mỹ. Tuy bên cạnh cậu có không ít cao thủ, nhưng với tôi họ chỉ là đám rác rưởi. Mặc dù lời ông ta nói rất khó nghe nhưng lại khiến Dương Thanh yên tâm hơn nhiều. Sau khi Mã Siêu và Lôi Âm được thả, anh vẫn đồng ý uống thuốc là vì không thể cam đoan Black Doctor sẽ không ra tay với người bên cạnh mình. Ông ta rất thông minh, bắt Mã Siêu và Lôi Âm tới chỉ để uy hiếp một chút rồi lập tức thả ra. Bởi vì ông ta biết Dương Thanh là người như thế nào. Black Doctor có thể tùy tiện bắt mã siêu và lôi âm về, chứng tỏ dù bây giờ hai người họ có được cứu ra, chỉ cần ông ta muốn là có thể bắt họ lại lần nữa. Đây là sức mạnh của Black Doctor. Dương Thanh, mau uống liều thuốc hoàn mỹ này đi. Black Doctor không chờ nổi nữa, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ông ta đã nghiên cứu nó rất lâu, cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm nhưng chưa từng thành công. Dù là thủ lĩnh Hồng Trần cũng bị thất bại. Bây giờ gặp được vật thí nghiệm tốt như Dương Thanh, sao ông ta có thể bỏ qua? Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, không hề do dự uống liều thuốc hoàn mỹ. Black Doctor vẫn dán chặt mắt lên người anh, còn lấy một cuốn sổ ghi chép ngay trước mặt mọi người như đang định ghi chép sự thay đổi của anh. Dây thứ 9, sắc mặt ửng hồng. Dây thứ 10, trong mắt bắt đầu đỏ lên. Dây thứ 21, khí tức võ thuật bắt đầu tăng lên. Dây thứ 34, khí tức võ thuật tăng vọt. Bạch Doctor vừa nhìn đồng hồ vừa vội vàng ghi chép, ánh mắt hưng phấn. Tám gã cao thủ sau lưng ông ta đã bao vây xung quanh Dương Thanh, sắc mặt ai nấy đều cảnh giác, nhìn chằm chằm anh chuẩn bị ra tay. Sau khi uống liều thuốc hoàn mỹ, Dương Thanh chỉ cảm thấy như vừa uống nước ép ới, cổ họng nóng ran. Ngay sau đó, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp bộc phát trong người mình. Tiếp đó, khí tức võ thuật của anh bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Dữ, Dương Thanh bỗng ngứa mặt lên trời giống to. Mặt đất dưới chân anh lập tức nứt toác vết nứt lan ra bốn phía. "Ha ha tốt, tiếp tục đi, tiếp tục đột phá cho tôi." Black Doctor hưng phấn hét lên. "A!" À, Dương Thanh gào ầm lên, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị nguồn năng lượng mạnh mẽ kia xông phá. Đất đá dưới chân anh đều hóa thành bột mịn. Lúc này, mặt đất rung chuyển khiến vẻ điên cuồng trong mắt Black Doctor càng tăng. Ông ta cười lớn nói, "Sắp thành công rồi." sắp thành công rồi ra tay đi ngay sau đó tám gã cao thủ đồng loạt lao tới tấn công dương thanh bịch 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 tám đòn tấn công khủng bố ập tới nhưng tám người kinh ngạc phát hiện đòn tấn công của họ không hề tổn thương tới dương thanh ngược lại còn khiến khí thức võ thuật trong người anh càng tăng lên chẳng lẽ black doctor thành công rồi sao tám người đều nghĩ như vậy người khác không biết thực lực của bọn họ đến đâu nhưng bọn họ biết rõ cả tám người đều không hề thua kém cao thủ thần cảnh đỉnh phong tuy đã từng bị Black Doctor cải tạo nhưng vẫn được coi là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cả thế giới này có mấy ai là đối thủ của họ? Đừng nói là 8 người, bất kỳ ai trong số họ đều là cao thủ có thể trấn áp một phương. Vậy mà giờ đây, 8 người cùng tấn công Dương Thanh lại không làm gì được anh. Cút! Dương Thanh nổi giận gầm lên, tung nắm đấm. Bịch! Cao thủ bị anh đấm chúng lập tức phun máu bỏ mình. Mạnh vậy sao? Bảy cao thủ còn lại đều chố mắt nhìn một đấm lấy mạng cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Ha 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 ha, tốt lắm, tấn công tiếp đi, đánh tiếp đi. Black Doctor kích động gào thét, ánh mắt điên cuồng. Hiện giờ Dương Thanh càng mạnh, ông ta càng hưng phấn. Ông ta có thể cảm giác được, Dương Thanh vẫn còn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn, hoàn toàn vượt mức cực hạn của anh. Ông ta có dự cảm mãnh liệt, lần này thí nghiệm thực sự sẽ thành công. Giết. Bảy cao thủ còn lại tiếp tục xông lên vẫn là nói cho cậu ấy biết đi dù sao em cũng phải cố gắng đi lên không cần thiết đi em không muốn nói cho bất kỳ người nào trong các anh biết vì nguyên nhân chính là em muốn tự mình cố gắng mà không phải lầm hứa chính lại đột nhiên chăn ngang lời của cô ta nếu như em muốn thông qua sự cố gắng của mình để chứng minh lời của em vậy không có cái gì cần thiết đi rất nhiều năm trước em đã chứng minh chính mình rồi cô chủ của tập đoàn nhà họ hứa cũng không phải quả hồng mềm những người kia bởi vì xem thường em mà bị thua thiệt dưới tay em đều đã chứng minh em của năm đó. Hiện tại, hiện tại không giống. Bàn tay rũ xuống bên bả vai của hứa yến huyền nắm thành quả đấm, gần như thì thầm mà nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia em có nhà học hứa làm chỗ dựa, dưới tay có bao nhiêu người có thể giúp em. Hiện tại, em chỉ có một mình, em lấy cái gì để chứng tỏ mình. Đinh, thang máy đến, cửa mở ra. Lâm hứa chính cũng chưa đi ra ngoài, mà là nhìn cô ta, hứa yến huyền ý thức được đây là tầng nào, Sừng sốt một chút rồi lấy lại tinh thần, lùi về sau vài bước, thân thể dán trên vách tường, anh tới tìm anh ấy à? Anh đi đi. Em không cùng anh đi à? Không được. Hứa Yến Huyền lắc đầu, Hàn Thanh hiện tại là người có bạn gái, cô ta đi gặp anh thì tính là chuyện gì xảy ra? Dù sao trong lòng của cô ta cũng ưa thích anh, nếu như nói hiện tại Hàn Thanh không có bạn gái, có lẽ cô ta còn có thể tranh thủ một chút. Nhưng tính cách kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta làm như vậy. Cô ta cũng sợ hãi, số lần mình gặp anh quá nhiều thì đến lúc đó có thể sẽ nhịn không được, tựa như việc tiến vào công ty này. Lúc trước lúc cô ta nộp sơ yếu lý lịch, rõ ràng từng nghĩ không nộp vào tập đoàn nhà họ Hàn, nhưng khi nhìn đến tập đoàn nhà họ Hàn, tay vẫn nhịn không được liền thuận tiện nộp vào. Sau khi nộp thì cô ta lại bắt đầu hối hận, cảm thấy mình quá xúc động rồi, rõ ràng trò chuyện với em gái nhà người ta rất tốt, thế nhưng cô ta lại nộp sơ yếu lý lịch. Sau này Hứa Yến Uyển lại tự an ủi mình cô ta cũng chỉ là đến tập đoàn nhà họ hàn để làm việc thôi lại không có ý nghĩ khác em gái của anh coi như biết thì cũng không nói gì được mình đã đến rồi cô ta phải đem trọng tâm đặt ở trên công việc mà không phải đi gặp anh thật không có ý định gặp một lần mặc dù bây giờ em chỉ là nhân viên nhỏ nhưng em cũng hẳn là biết quan hệ giữa ba người chúng ta không phải loại này lâm hứa chính còn muốn nói tiếp hứa yến huyền lại trực tiếp chặn lời anh ta em không muốn đi thì tất nhiên có nguyên nhân của em anh cũng đừng hỏi nữa, cái gì cũng đừng nói nữa, ra ngoài đi. Nói xong lời cuối cùng, hứa Yến Huyền thậm chí trực tiếp túm lấy tay áo của Lâm hứa chính tay áo, đẩy anh ta ra ngoài. Lâm hứa chính bị đẩy ra khỏi thang máy, cửa thang máy cũng đúng lúc đóng lại, anh ta muốn nói tiếp cũng không có cơ hội, anh ta đứng tại chỗ mấy giây nhìn cửa thang máy yên tĩnh, mới quay người chậm rãi rời đi. Hứa Yến Huyền nhìn thang máy di xuống từng tầng từng tầng một, trái tim cũng theo đó mà chìm xuống một chút cô ta bỗng nhiên có chút khổ sở lầm hứa chính xuất hiện giống như đang nhắc nhở cô ta tất cả mọi người đều thay đổi không còn là lúc ba người ở cùng nhau trước kia bọn họ đều đã thứ theo đuổi và hạnh phúc của riêng mình không có khả năng quay trở về như lúc trước vì sao chứ vì sao trên thế giới lại có nhiều thứ không hoàn mỹ như vậy đinh thang máy dừng lại ở một tầng nào đó hứa yến Nguyễn đi ra ngoài đưa tài liệu sau khi đưa xong tài liệu cô ta thực sự cảm thấy mình không có tinh thần cho nên xin nghỉ từ phía trên, nói mình không thoải mái nên muốn xin nghỉ để đến bệnh viện. Tương Văn Văn nhìn sắc mặt cô ta đúng là hoàn toàn tái nhợt, lập tức cho cô ta nghỉ nửa ngày, hứa Yến Uyển lập tức đi vào thang máy. Lúc rời khỏi công ty phải đi qua chỗ của nhân viên lễ tân, nhân viên lễ tân trông thấy cô ta, tranh thủ thời gian chạy đến. Này, cô chờ một chút. Thấy cô ta, trong mắt hứa Yến Uyển lóe lên một chút không kiên nhãn, người nhân viên lễ tân này vì sao một mực quấn lấy cô ta. Trước đó lúc thấy cô ta cũng hỏi một đống vấn đề khó hiểu, hiện tại cô ta lại muốn làm cái gì? Hứa Yến Uyển một bên nhăn lại đôi mi thanh tú một bên tăng tốc bước chân, làm bộ mình không nghe thấy nhân viên lễ tân gọi mình. Nhân viên lễ tân thấy cô ta bước đi như bay, cũng chỉ có thể chạy chậm theo, ngăn cản hứa Yến Uyển. Cô nhìn thấy tôi lại chạy cái gì thế? Chẳng lẽ tôi lại yêu quái ăn thịt người à? Trong lòng hứa Yến Uyển oán thầm, mặc dù cô không phải yêu quái ăn thịt người nhưng so với yêu quái ăn thịt người thì cô còn đáng ghét hơn. Có chuyện gì không, tôi còn phải về nhà. Ai nha, tôi chỉ là muốn hỏi cô một chút thôi, lần trước cô nói việc khi còn bé, cô và tổng giám đốc Hàn có đính hôn qua, cuối cùng có phải sự thật không vậy? Hứa Yến Uyển, nói trắng vấn đề ra như thế, cô ta thật đúng là không xem mình là người ngoài. Cô ta nhìn chằm chằm nhân viên Lễ Tân, ánh mắt sâu kín, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm em gái nhân viên lễ tân bị cô ta nhìn đến tê cả ra đầu, cô, cô nhìn tôi như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ tôi hỏi sai rồi à? Tôi nhớ rõ trước đó chính cô đến tập đoàn nhà họ Hàn, nói muốn tìm tổng giám đốc Hàn của chúng tôi, tôi hỏi cô có phải từng đính hôn với tổng giám đốc Hàn không, cô nói là phải mà. Hứa Yến Huyền nhìn nhân viên lễ tân, suy đoán xem động lực mà cô ta hỏi mình vấn đề này là cái gì, dựa theo thân phận của cô ta, trừ phi cô ta cũng có hứng thú với Hàn Thanh, bằng không cô ta sẽ không hiếu kỳ mình cuối cùng có từng đính hôn với hàn thanh hay không hoặc là cô ta rất thích tám chuyện cho nên mới hỏi như vậy nhưng mặc kệ là cái lý do nào hứa yến uyển cũng không quá muốn trả lời vấn đề này của cô ta cô nói chuyện đi cuối cùng thì cô có phải là vợ sắp cưới của tổng giám đốc hàn không thế nghe nói hứa yến uyển chậm rãi cong lên khỏe môi ánh mắt im lặng mà nhìn qua cô ta phải thì làm sao không phải lại thế nào cô hỏi cái vấn đề này Muốn làm cái gì? Em gái nhân viên Lễ Tân nghe xong, con mắt tỏa sáng, cô thừa nhận. Tôi có thừa nhận à? Hứa Yến Huyền cười khẽ một tiếng, tôi vừa thừa nhận hả? À? Vậy là cô phủ nhận. Hứa Yến Huyền, ai biết được, cô đoán xem. Em gái nhân viên Lễ Tân, cái người phụ nữ này thế mà khó trị như vậy sao, lại không thừa nhận lại không phủ nhận, đến tột cùng là cô ta có ý gì? Thời gian của tôi rất quý giá, nếu như cô không có chuyện gì khác, tôi đây đi trước nói xong hứa yến uyển trực tiếp vòng qua em gái nhân viên lễ tân rời khỏi công ty sau khi đợi cô ta đi về em gái nhân viên lễ tân đứng tại chỗ suy tư thật lâu nhưng vẫn nghĩ mãi mà không rõ thế là cô ta tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình gửi tin nhắn vào nhóm chúng chị em vừa rồi tôi lại gặp phải vợ sắp cưới của tổng giám đốc hàn á cô đến cùng là nói cái nào mỗi ngày đều vợ sắp cưới rồi bạn gái có thể lo lắng một chút đến tâm tình của chúng ta hay không thật sự là vợ sắp cưới à? Cô xác định chưa? Em ái nhân viên lễ tân, không xác định, tôi vừa hỏi cô ta, thế nhưng cô ta không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, đây là cô ta có ý gì nhỉ? Tôi không hiểu lắm, không thừa nhận cũng không phủ nhận, sách, chị em à cô nói người phụ nữ này đẳng cấp có chút cao nha. Nghe tôi nói, về sau đừng lại đi hỏi cô ta, cô đây là đang tự dước lấy nhục em gái nhân viên lễ tân, cái gì mà tự dước lấy nhục, khuyên cô nói chuyện dễ nghe một chút khắp chiêu châu này, ngay cả các hoàng tộc cũng chỉ có vài cao thủ thần cảnh trong mỗi hoàng tộc, mà nay, một Black Doctor lại có đến 8 gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù đã có một gã bị giết nhưng vẫn còn lại 7 gã. Đội hình thế này, có lẽ đã đủ sức hoành hành khắp thế giới, áp đảo bất kỳ thế lực đứng đầu nào, đương nhiên là khi những gia tộc cổ võ lánh đời không ra mặt. Tay Black Doctor này thật đúng là một gã điên. Lôi âm buột miệng nói hy vọng sau này ông ta sẽ không tiếp tục tới gây chuyện với chúng ta nữa dương thanh cũng khá để tâm đến việc này vì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy e ngại một người đến như vậy không phải anh sợ black doctor mà chỉ sợ ông ta sẽ gây thương tổn cho người quanh anh tên khốn đó nắm bắt nhân tính cực kỳ chuẩn xác ông ta biết điều gì có thể khiến cho dương thanh lo lắng chuyện bên hồng trần đã giải quyết xong dương thanh thấy cũng đã đến lúc ra về nay tình hình ở yến đô rất hỗn loạn ai biết hai ngày anh không có mặt lại đã xảy ra chuyện gì. Về Yến Đô thôi. Dương Thanh cùng Mã Siêu rời khỏi đó. Lôi Âm vốn chính là chiến thần được Chiêu Châu phái tới chiến trường ngoài biên giới, dĩ nhiên phải tiếp tục ở lại đây. Sa Tăng nay coi như đã thành thủ lĩnh thứ hai của Hồng Trần, cũng phải tiếp tục ở lại để thống lĩnh Hồng Trần tiếp tục phát triển. Chỉ có Dương Thanh và Mã Siêu rời khỏi chiến trường ngoài biên giới. Một lần nữa trở về Yến Đô, Dương Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Rốt cuộc cũng đã về." Dương Thanh cười nói, "Ngôn Tình hay anh Thanh, chúng ta tới phòng khám ái dân trước đi." Vừa xuống máy bay, Mã Siêu đã nhanh nhẹn đề nghị. "Được." Dương Thanh đồng ý, anh hiểu vì sao Mã Siêu lại muốn tới phòng khám ái dân. Khi biết được thủ đoạn của Black Doctor kia, Mã Siêu luôn trong tình trạng lo âu hốt hoảng, anh ta đang lo sợ liều thuốc hoàn mỹ đó sẽ gây tổn hại cho cơ thể Dương Thanh. 20 phút sau, Dương Thanh và Mã Siêu đã tới phòng khám ái dân anh Thanh, anh Siêu. Thấy hai người tới, Phùng Tiểu Uyển hào hứng chào hỏi. Cậu Thanh, cậu Siêu. Vương Chiến cũng đi ra cất lời chào. Cha, đột phá rồi. Cảm nhận được hơi thở của Vương Chiến, Dương Thanh thoáng kinh ngạc. Vương Chiến vốn là cao thủ thần cảnh sơ kỳ, nhưng sau khi nền tảng võ thuật bị tổn hại, thực lực đã giảm mạnh. Nhưng lúc này, Dương Thanh khiếp sợ nhận ra, mới hai ngày ngắn ngủi không gặp, Vương Chiến không chỉ khôi phục nền tảng võ thuật, Thực lực còn tăng lên cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Không chỉ có thế, Dương Thanh còn cảm thấy, thực lực của Vương Chiến đã rất gần với thần cảnh hậu kỳ rồi. Vương Chiến gật nhẹ đầu, cảm kích nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói: "Nhờ Tiểu Uyển, nền tảng võ thuật của tôi mới khôi phục được, cảnh giới võ thuật cũng nhờ thế mà tăng lên rất nhiều." Đa số đều nhờ cả vào chính bản thân ông chiến mà, nếu không nhờ ý chí của ông cực kỳ kiên định thì dù y thuật của cháu có mạnh cỡ nào cũng không thể khôi phục nền tảng võ thuật cho ông được phùng tiểu huyền cười nói tiểu huyền em kiểm tra cho anh thanh trước đã mã siêu lo lắng nói anh thanh anh sao vậy nghe mã siêu nhắc nhở phùng tiểu huyền lập tức khẩn trương vội vàng nói anh thanh anh nằm xuống đây để em kiểm tra cho anh xem sao dương thanh lộ vẻ bất đắc dĩ anh không sao mã siêu cứ hay lo lắng thái quá phùng tiểu huyền và vương chiến không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với dương thanh nhưng mã siêu sao lại không rõ Chẳng được bao lâu, Phùng Tiểu Uyển đã kiểm tra xong. "Tiểu Uyển, anh Thanh có sao không?" Mã Siêu vội vàng hỏi. Phùng Tiểu Uyển nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ lo âu, nghiêm nghị nói: "Em vẫn chưa kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, em luôn cảm thấy có chuyện, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ đâu." Rốt cuộc là có vấn đề hay không có vấn đề? Câu trả lời của Phùng Tiểu Uyển khiến Mã Siêu càng thêm lo lắng. Dương Thanh bất đắc dĩ nói: "Ý của Tiểu Uyển là thân thể tôi rất ổn nói đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao thật chứ mã siêu nhìn sang phía phùng tiểu uyển hỏi phùng tiểu uyển mỉm cười gật đầu chắc là em đã nghĩ nhiều quá tình hình của anh thanh rất ổn tốt quá rồi lúc này mã siêu mới yên tâm anh ta biết rõ năng lực của phùng tiểu uyển nếu phùng tiểu uyển cũng đã nói dương thanh không sao thì có nghĩa dương thanh nhất định không có vấn đề gì cậu mới là người nên kiểm tra lại kỹ càng một lượt đấy mau nằm xuống đây để Tiểu Huyền xem cho cậu đi. Dương Thanh ra vẻ tức giận nói. Sau khi kiểm tra, Mã Siêu chỉ bị chút thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Phùng Tiểu Huyền bôi thuốc lên vết thương cho Mã Siêu là xong. Anh Thanh, vậy em về nhà trước đây. đã mấy ngày không gặp ngài Lâm rồi. Mã Siêu được biết nền tảng võ thuật của mình không bị tổn thương gì thì rất vui vẻ. đợi Mã Siêu đi rồi, Dương Thanh mới quay sang phía Phùng Tiểu Huyền, sắc mặt nghiêm túc hỏi Tiểu Huyền giờ em cứ nói thẳng đi cơ thể anh rốt cuộc có vấn đề gì vậy vương chiến lập tức cả kinh chẳng lẽ dương thanh thực sự bị làm sao nụ cười trên môi phùng tiểu huyền cũng biến mất cô ta lo lắng nói anh thanh thể chất của anh đã có thay đổi cực lớn thậm chí ngay cả máu của anh cũng đã bị biến tính nhưng em không nhìn ra được thay đổi đó tốt hay xấu cho thân thể anh căn cứ vào tình hình trước mắt thì thể chất của anh đã được cải biến theo hướng tốt hơn nhưng điều khiến em lo lắng nhất là sự thay đổi trong thể chất của anh vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang tiếp tục, tạm thời thì không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa sau này cũng không có vấn đề. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Thanh mới ý thức được sự khủng bố của tàu Black Doctor kia. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng bó tay trước thủ đoạn của ông ta sao? Nếu đang biến đổi theo phương hướng tốt thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, em cứ yên tâm đi. Dương Thanh vờ trần tình cười nói, sau đó dặn dò thêm, Tiểu Uyển, chuyện này anh mong em có thể giữ bí mật giúp anh, trừ ba người chúng ta, đùng tiết lộ cho bất cứ ai nữa. Vương Chiến vội và tỏ thái độ, cậu Thanh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để lộ chuyện này cho bất cứ ai đâu. Dương Thanh gật đầu, đương nhiên anh rất tin tưởng Vương Chiến, bằng không anh sẽ không hỏi Phùng Tiểu Huyền về chuyện này ngay trước mặt Vương Chiến. Anh Thanh, rốt cược anh đã uống phải thứ gì vậy? Vì sao có thể lại thay đổi lớn đến thế? Phùng Tiểu Uyển bỗng nghiêm túc hỏi, dưới vẻ nghiêm nghị là nỗi lo lắng vô vàn. Dương Thanh không hề giấu giếm, anh kể lại toàn bộ sự việc liên quan tới liều thuốc hoàn mỹ cho Phùng Tiểu Uyển. Nghe Dương Thanh nói xong, Phùng Tiểu Uyển dại mặt ra, hỏi, anh Thanh, nói vậy có nghĩa là thể chất của anh đã hoàn toàn bị cải tạo. Dương Thanh gật đầu, có lẽ vậy, chẳng phải em cũng vừa nói, thể chất của anh đã có thay đổi rất lớn đó sao? Tự anh cũng cảm nhận được, các cấp độ của thân thể đã tăng lên khá nhiều nếu chỉ có những thay đổi này anh đã không phải lo lắng gì nhiều nhưng vấn đề hiện nay là thể chất của anh vẫn đang tiếp tục được cải tạo mà anh không rõ rốt cuộc khi nào mới dừng sau này liệu có ảnh hưởng gì đến nền tảng võ thuật của anh không anh cũng không biết vương chiến đứng bên nghe đã sợ ngây ra mặc dù lão ta từng là cao thủ của hoàng tộc họ long nhưng cũng chưa từng nghe nói đến chuyện có kẻ có thể làm biến đổi thể chất người khác phùng tiểu huyền im lặng nghe sắc mặt tràn đầy lo âu và căng thẳng lát sau mới lên tiếng anh thanh anh yên tâm, nhất định em sẽ nghĩ ra cách để chữa cho anh. Dương Thanh cười khổ, tiểu huyền, anh thì không sao, dù lâm vào tình trạng này sẽ khiến nền tảng võ thuật của anh bị thương tổn nhưng chỉ ít có thể duy trì cảnh giới võ thuật hiện tại của anh, chỉ cần cảnh giới võ thuật không yếu đi thì không thành vấn đề. Ngoài miệng Dương Thanh nói nhẹ nhàng là thế nhưng Vương Chiến biết, đối với bất kỳ cao thủ võ thuật nào, chuyện nền tảng võ thuật bị tổn thương luôn là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Tuy không phải là người học võ nhưng Phùng Tiểu Uyển cũng hiểu được vấn đề này, gương mặt xinh xắn của cô ta cực kỳ nghiêm nghị. À phải rồi, Tiểu Uyển, em đã trị liệu cho Long Thiên Vũ chưa? Dương Thanh đột nhiên đổi đề tài. Trước đó, Long Thiên Vũ từng quỳ xuống xin lỗi anh, nhưng quan trọng hơn là, chính Vương Chiến cũng đã cầu xin Dương Thanh để Phùng Tiểu Uyển ra tay cứu Long Thiên Vũ. Nghe Dương Thanh hỏi đến chuyện Long Thiên Vũ, ánh mắt Vương Chiến thoáng lóe lên kích động, quay sang nhìn Phùng Tiểu Uyển theo bản năng. Từ sau khi bọn họ rời khỏi đây thì không thấy quay lại nữa, em cũng chưa hề chữa trị cho anh ta. Phùng Tiểu Uyển nói, nếu thế, chiến tiền bối, ông liên lạc với Long Thiên Vũ thử xem, bảo anh ta tới đây đi. Dương Thanh nhìn sang nói với Vương Chiến, cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn Tiểu Uyển, tôi sẽ liên lạc với Long Thiên Vũ ngay đây. Vương Chiến vội vàng cảm ơn, sau đó gọi điện cho Long Thiên Vũ luôn. Chốc lát sau, Vương Chiến đã kết thúc cuộc gọi, cười nói, Long Thiên Vũ biết cậu Thanh đã đồng ý để Tiểu Huyền tiến hành trị liệu thì kích động ghê lắm, nói là sẽ tới ngay đấy. Chưa đến 20 phút sau, một chiếc xe dừng trước cửa phòng khám ái dân, Long Thiên Vũ được hai gã cao thủ vương cảnh sơ kỳ đưa vào trong. Hôm nay hắn ta phải ngồi xe lăn tới đây, không thể tự đứng dậy. Cậu Thanh, cảm ơn cậu, thần Y Phùng, cảm ơn cô, ông Chiến, cảm ơn ông. Vừa vào phòng khám ái dân, Long Thiên Vũ đã kích động và cảm kích nói. Lúc này, sắc mặt hắn ta vô cùng tiều tụy đâu còn vẻ oai phong của một người cháu đích tôn hoàng tộc họ long nữa long càn long khôn đâu vương chiến thấy chỉ có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ đi theo long thiên vũ thì thoáng nhướng mày mặt lộ vẻ không vui long thiên vũ cười khổ lắc đầu nói như tự diếu nay tôi chỉ là một thứ đổ bỏ mất đi năng lực chiến đấu đã chẳng còn chút giá trị gì với hoàng tộc họ long hoàng tộc họ long sao có thể để hai cao thủ thần cảnh bảo vệ tôi chứ Audio điện tử võ tấn bền vương chiến hít sâu một hơi, mắt đã vằn đỏ, lão ta nói, Long Phi Dương, cậu đừng nên khinh người quá đáng. Bốp, Long Phi Dương lại vả thẳng vào mặt vương chiến một lần nữa rồi cười lạnh, tôi cứ khinh thường ông đấy, ông có thể làm gì được tôi. Phùng tiểu huyền rốt cuộc không nhìn nổi nữa, bèn chắn trước mặt vương chiến, tức giận nói, anh quá đáng rồi đấy. Nơi này không chào đón anh, mời anh cút ra cho tôi. Ái chà, ở đây còn có một người đẹp này vừa rồi lực chú ý của long phi dương dồn cả vào long thiên vũ và vương chiến không hề chú ý nhan sắc của phùng tiểu uyển lúc này phùng tiểu uyển đứng trước mặt anh ta vẻ mặt tức giận trông khá hấp dẫn khá lắm khá lắm anh thích long phi dương cười ha hả vươn tay định sờ lên mặt phùng tiểu uyển vương chiến lập tức kéo phùng tiểu uyển ra sau lưng mình giận dữ nói long phi dương cậu cút ngay cho tôi lão ta có thể dễ dàng bỏ qua hành vi xúc phạm của long phi dương với mình bởi lão ta lớn lên trong hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Long chính là nhà của lão, trong lòng vương chiến, hoàng tộc họ Long có ơn lớn với lão ta. Vậy nên, lão ta không muốn tranh chấp với Long Phi Dương, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện Long Phi Dương có thể xúc phạm Phùng Tiểu Uyển. Trong thời gian sinh hoạt chung với Phùng Tiểu Uyển, cô gái nhỏ này đã trở thành cháu gái lão ta, dù là người thừa kế của hoàng tộc họ Long, lão ta cũng không cho phép kẻ đó xúc phạm tới Phùng Tiểu Uyển. Dương Thanh vẫn thờ ơ đứng một bên, không nhúng tay vào dĩ nhiên anh có thể nhận ra vương chiến bao dung thế nào với người của hoàng tộc họ long muốn để vương chiến hoàn toàn dứt bỏ hoàng tộc họ long chỉ có một cách là để người của hoàng tộc họ long này xúc phạm lão ta nặng nề chỉ có như vậy lão ta mới hoàn toàn đẩy được hoàng tộc họ long ra khỏi tâm trí mình bằng không cả đời này những khi đối mặt với con cháu dòng chính của hoàng tộc họ long lão ta sẽ theo bản năng cho rằng mình kém người ta một bậc lão già kia ông dám ngăn cản tôi à Long Phi Dương cả giận quát, cao thủ thần cảnh sau lưng anh ta cũng bước lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Chiến, nói, "Vương Chiến, ông dám vô lễ với điện hạ thì đừng trách tôi không khách sáo với ông." Vương Chiến hít sâu một hơi, cưỡng chế đè lửa giận của mình xuống, lạnh lẽo nhìn về phía Long Phi Dương, "Rốt cuộc hôm nay cậu tới đây có mục đích gì?" Bốp, Long Phi Dương lại tát thẳng vào mặt lão ta một cái nữa, cả giận nói, "Bản điện hạ muốn làm gì thì có liên quan gì tới ông?" Vương Chiến tôi cảnh cáo ông lần cuối, cút ngay cho tôi, bằng không, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ông. Long Phi Dương nói, thái độ ngạo mạn tột cùng, hoàn toàn không thèm nể nang vương chiến. Mấy tên khốn các người cút ra ngoài cho tôi, cút ngay. Phùng Tiểu Uyển đã hoàn toàn tức giận khi tận mắt thấy vương chiến bị đánh liên tục, nếu không phải vì không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của hoàng tộc họ Long, cô ta đã nổi nóng từ lâu. Người đẹp bé nhỏ, muốn anh đi khỏi đây cũng được, chỉ cần em chịu theo anh, Ngủ với anh một đêm thì tôi sẽ đưa cô em đi ngay." Long Phi Dương híp mắt cười cợt nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói, "Đương nhiên, nếu em không muốn đi cũng không sao, chúng ta làm việc luôn ở đây cũng được, sau đấy anh sẽ đi ngay, đồng thời có thể bảo đảm sau này sẽ không bao giờ tới gây chuyện với Vương Chiến nữa, thế nào?" Bốp. Phùng Tiểu Uyển dương tay tát thẳng vào mặt Long Phi Dương, cô ta đã giận run người. Long Phi Dương hoàn toàn không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại dám đánh mình lập tức ngây cả người ra, mày, mày dám đánh tôi. Anh đáng bị đánh. Phùng Tiểu Huyền tức tối nói. Con khốn này, mày dám đánh tao, tao giết mày. Long Phi Dương lập tức nổi giận, vung tay lên, đột nhiên, một sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ trên tay anh ta. Sức mạnh này hẳn đã ngang với cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Phùng Tiểu Huyền chỉ là một người thường, nếu chúng một bà tai này của Long Phi Dương, hẳn phải chết chắc. Đáy mắt Dương Thanh đã lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng vẫn không ra tay anh không tin vương chiến sẽ trơ mắt nhìn phùng tiểu huyền bị đánh đương nhiên dù vương chiến thật sự không có ý định ngăn cản anh vẫn có thể kịp thời cứu phùng tiểu huyền phùng tiểu huyền bị hơi thở kia làm cho khiếp sợ ngây người cô ta mơ hồ cảm nhận được giây tiếp theo mình sẽ bị giết chết nhưng ngoài mặt cô ta không hề lộ chút sợ hãi nào chỉ có nỗi phẫn nộ tràn ngập đối với long phi dương long phi dương cậu dám à long thiên vũ cũng giận dữ giống to chỉ có điều hắn ta lại hoàn toàn không có cách nào xông tới ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Long Phi Dương hạ xuống mặt Phùng Tiểu Uyển. Bốp! Ngay khi cái tát của Long Phi Dương sắp hạ xuống mặt Phùng Tiểu Uyển, vương chiến bổng chắn giữa hai người, tóm chặt cổ tay Long Phi Dương, sắc mặt lạnh lẽo, vì sao? Tôi đã bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long rồi, vì sao các người còn làm như vậy? Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở hoàng tộc họ Long, trong lòng tôi, hoàng tộc họ Long chính là nhà của mình, cho nên mặc dù bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Long nhưng trước nay tôi vẫn luôn coi mình là người của hoàng tộc này. Vì thế, dù bị cậu xúc phạm, bị cậy bạt tai trước mặt bao người, tôi đều có thể bỏ qua, bởi vì tôi cũng từng là người của hoàng tộc họ Long này. Tôi phá rộng lượng đến thế rồi, vì sao các người hết lần này đến đến lần khác nhục mà tôi? Làm nhục tôi thì cũng thôi, nhưng vì sao lại muốn động tới tiểu Uyển? Cậu có biết không, cái mạng này của tôi đeo do tiểu Uyển cứu về, trong lòng tôi cô bé này là ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là cháu gái tôi, ai dám động tới con bé, tôi sẽ tiến kẻ đó đi gặp Diêm Vương. Vừa dứt lời, một hơi thở khủng khiếp đã bùng nổ từ trên người Vương Chiến. Lúc này đây, Vương Chiến thật sự rất tức giận, toàn thân dâng trào sát khí, hơi thở thần cảnh trung kỳ bộc phát ra khỏi cơ thể. Toàn bộ phòng khám ái dân lập tức bị khí thế của lão ta bao trùm. Long Phi Dương đang bị Vương Chiến tóm lấy cổ tay nhận thấy rõ điều đó hơn ai hết anh ta có cảm giác trước mặt mình là một con ác quỷ đến từ địa ngục chứ không phải người cơ thể run rẩy mất kiểm soát trong mắt long phi dương ngập tràn nỗi sợ hãi cảnh cảnh giới võ thuật của ông khôi phục lại rồi hiển nhiên là đến giờ anh ta mới biết tu vi của vương chiến đã trở lại vương chiến ông muốn làm gì thả điện hạ ra cao thủ thần cảnh mà long phi dương dẫn đến cũng hốt hoảng vội vàng quát lên bản thân cũng là một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy thực lực hiện giờ của vương chiến đã vượt xa mình điều này làm cho ông ta không thể nào tin nổi trước đây vương chiến là người yếu nhất trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long nên ông ta chưa bao giờ để vào mắt nhưng hôm nay vị cao thủ thần cảnh này đột nhiên nhận ra vương chiến không những không bị phế tu vi mà còn đột phá đến thần cảnh trung kỳ đã thế còn sắp tiến vào thần cảnh hậu kỳ bây giờ người đang đứng trước mặt các người là vương chiến dứt lời cơ thể lão ta bùng nổ khí thế càng kinh khủng hơn long giang đứng sững như trời trồng, mặt mày tái mét không hề có lòng tin mình sẽ thắng khi đối mặt với vương chiến lúc này nhưng long phi dương lại muốn ông ta đánh còn cách nào đâu giết cho tôi giết đi long phi dương cáu kỉnh gắt lên tôi muốn ông giết sạch bọn chúng giết hết cho tôi uyên anh ta vừa dứt lời thì long giang đã xông ra ngoài nhanh đến mức hóa thành cái bóng lao thẳng về phía vương chiến không biết tự lượng sức. Lão ta cười lạnh, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích chờ đòn công kích của Long Giang đến. Âm âm âm, ông ta và Vương Chiến kịch liệt chạm trán với nhau. Chẳng qua Vương Chiến vẫn chỉ đứng tại chỗ, không ngừng dùng hai tay và hai chân của mình để ngăn cản, từ đầu đến cuối đều không chủ động công kích. Cuộc chiến của hai cao thủ thần cảnh trung kỳ quả thật là điên cuồng. Bị sự va chạm dữ dội ấy ảnh hưởng, mặt đường dưới chân nháy mắt văng tung tóe đám đông vây xem thấy cảnh này đều sững sờ những người bình thường như họ chưa bao giờ gặp được cuộc đánh nhau nào ác chiến như thế cả lòng đường giữa phòng khám ái dân và tập đoàn nhạn thanh vỡ vụn thành từng lớp từng mảng tạo thành một khung cảnh hoang tàn thấy long giang đã hành động sắc mặt của long phi dương mới dễ nhìn hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn tràn trề sát khí dương thanh khinh thường nhìn anh ta nếu không phải vì chiêu châu đã xuất hiện những nhân tố bí ẩn thì sao anh phải nể nang hoàng tộc họ long làm gì Giết thẳng tay luôn là được rồi. Mà không cần Dương Thanh phải tự mình ra tay, chỉ cần ra lệnh tổ chức Hồng Trần là xong. Với thực lực của các cao thủ hàng đầu này, ngoại trừ cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long hơi khó đối phó ra thì còn lại những kẻ có thực lực dưới thần cảnh đều chỉ còn đường chết. Uyên, đột nhiên một sức mạnh kinh khủng bùng phát, Long Giang bị Vương Chiến đẩy lùi Long Giang, chẳng lẽ ông vẫn chưa nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của tôi sao? Vương Chiến giận dữ quát. Mang tên điện hạ chó chết của ông cút ra khỏi thành Cửu Châu ngay, nếu không thì đừng trách tôi không niệm tình cũ. Ông cũng biết nếu tôi muốn giết Long Phi Dương thì một mình ông không cản được mà. Đương nhiên Long Giang cũng hiểu lời lão ta nói hoàn toàn là thật, nhất thời vô cùng đắn đo. Qua cuộc chạm trán vừa rồi, mặc dù hai người không dùng hết sức nhưng từ đầu đến cuối vương chiến đều chỉ đứng một chỗ mà tấn công. Lão ta hoàn toàn không cần dốc sức, chỉ vậy đã thấy được thực lực của lão ta vượt xa Long Giang chưa kể còn có một dương thanh sâu không lường được lạnh lùng đứng nhìn. Chẳng qua ông ta muốn đi nhưng liệu Long Phi Dương có muốn hay không? Vương Chiến, lão gia khốn kiếp này, dám nói tôi là tên diện hạ chó chết à? Xúc phạm tôi thì phải chịu tội. Long Phi Dương phần nộ chất vấn. Vương Chiến vừa định lên tiếng thì nghe Dương Thanh nói, trong vòng 5 phút, để lại 10 tỷ để bồi thường rồi cút đi, tôi sẽ sme như chú có chuyện gì xảy ra, không nây lời thì giết. Dứt lời, anh mạnh mẽ dầm chân xuống đất, một đất lập tức vỡ thành mất trụ hòn đá nhỏ. Phút phút phút, mấy chục hòn đá kia như lạc đạn bắn vào xung quanh hai chân Long Phi Dương. Dương Thanh vừa dứt lời thì quay người trở về phòng khám ái dân. Để lại một đám người vây xem trợn mắt há hốc mồm, toàn thân Long Giang cũng không ngừng run rẩy, còn Long Phi Dương thì lòng tràn ngập sự sợ hãi. Dương Thanh chỉ dậm chân một cái mà một tảng đá xanh đã vỡ thành mấy chục hòn đá, hơn nữa còn bắn về phía anh ta lúc này xung quanh hai chân long phi dương đều là những hòn đá từ tảng đá xanh cắm xuống đất ba phân hòn đá nào cũng đều dính sát vào giày của anh ta bắn xuyên vào trong đất dù sao thì long phi dương cũng là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng là người trong giới võ thuật tất nhiên anh ta biết rõ muốn khống chế được sức mạnh đến mức độ chính xác như vậy khó khăn cỡ nào có lẽ cho dù là long hoàng cũng chưa chắc có thể làm được như thế long giang có thực lực thần cảnh trung kỳ nên càng sợ hãi hơn bởi vì ông ta phát hiện ra kích thước của mấy chục hòn đá vụn kia trên cơ bản đều hoàn toàn giống nhau giống như được máy cắt kim loại cắt chém tỉ mỉ phân chia thành nhiều hòn đá nhỏ vậy quan trọng là những hòn đá nhỏ này còn có thể bắn vào trong tảng đá xanh hơn nữa có thể khiến cho tảng đá không xuất hiện một chút vết nứt nào trong ấn tượng của long giang vẫn chưa từng có người nào có thể làm được như vậy đối với ông ta mà nói đây quả thật là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ông ta tuyệt đối không tin không chỉ Long Giang và Long Phi Dương mà Vương Chiến cũng sợ ngây người, lão ta tự nhận mình cũng hiểu biết kha khá về thực lực của Dương Thanh, nhưng bây giờ xem ra sự hiểu biết đó quá sơ sài. Long Giang, nhớ bồi thường 10 tỷ trong vòng 10 phút, đừng quên đấy, nếu không thì hôm nay các người thật sự không thể ra khỏi thành cửu châu đâu. Vương Chiến cười lạnh nói, sau đó cũng quay người trở về phòng khám ái dân. Lúc nhìn về phía Long Phi Dương, Long Giang phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mà đúng quần của anh ta đã ướt nhẹp, cả người cũng đang run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Bỗng nhiên Long Giang có chút thất vọng, thản nhiên nhìn thoáng qua Long Phi Dương rồi gọi một cú điện thoại, trong vòng 5 phút, mau chuyển 10 tỷ vào trong tài khoản của tập đoàn Nhãn Thanh ở Yến Đô. Là một trong những cao thủ đứng đầu của hoàng tộc họ Long, ông ta vẫn có tư cách điều động số tiền 10 tỷ. Còn về chuyện của 10 tỷ này thì giải thích rõ ràng lại với Long Hoàng sau là được. Linh tính mách bảo Long Giang rằng, nếu như không bồi thường thì hôm nay ông ta và Long Phi Dương tuyệt đối không thể bước ra khỏi thành Cửu Châu. Ông ta còn không phải là đối thủ của Vương Chiến, huống chi còn có thêm một tên Dương Thanh Sâu không lường được. Chưa đến 5 phút sau thì 10 tỷ đã vào trong tài khoản của tập đoàn Nhãn Thanh. Cậu Thanh, không ngờ hoàng tộc họ Long thật sự bồi thường 10 tỷ. Trong phòng khám ái dân, sau khi biết được tin tức 10 tỷ đã vào trong tài khoản thì Vương Chiến rất bất ngờ. Dương Thanh mở miệng đáp, Hoàng tộc họ Long đã chịu thiệt hại rất lớn, nếu còn tổn thất thêm một cao thủ thần cảnh nào nữa thì e rằng thực lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Sau này, hoàng tộc họ Long sẽ coi trọng cao thủ thần cảnh hơn, có lẽ chuyện giống như ông sẽ không xảy ra nữa đâu. Nghe vậy, vẻ mặt của Vương Chiến đầy đau khổ. Tất nhiên lão ta hiểu rõ ý trong những lời này của Dương Thanh, nếu như Long hoàng có thể ý thức được tầm quan trọng của cao thủ thần cảnh đối với hoàng tộc họ Long sớm hơn một chút thì sao lão ta có thể rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ? cùng lúc đó trong hoàng thành long xa xôi tại hoàng phủ họ long vẻ mặt của một ông lão tóc trắng mặc quần áo sang trọng vô cùng u ám ầm um, một trường của lão ta giáng xuống khiến cho bàn trà gỗ đàn hương có giá trị không nhỏ kia hóa thành bột mịn trong phút chốc thật không ngờ trong yến đâu nho nhỏ lại ẩn giấu cao thủ có cấp bậc như thế này nhưng anh sẽ về văn phòng chưa được nửa tiếng thì thư ký đã đi vào chủ tịch vừa rồi có một cậu nhóc mang thư mời đến nói có một ông lão bảo đưa thư mời này cho anh thư ký đưa một bức thu mời mạ vàng cho Dương Thanh. Lúc mở bức thu, anh cảm thấy có một mùi nguy hiểm tỏa ra, vội vàng ném thư sang một bên. Nhưng đã muộn rồi, bên trong thư mời có kịch động. Dương Thanh vừa chạm vào đã biết mình trúng độc rồi. Chủ tịch, thư ký bị dọa sợ, vẻ mặt lo lắng. Không có gì đâu, ra ngoài đi. Dương Thanh bảo thư ký ra ngoài, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này hơi thở của Dương Thanh đang rất hỗn loạn, Ban đầu anh định liên lạc với Phùng Tiểu Uyển nhưng chợt phát hiện ra trong cơ thể mình có một sức mạnh cuồng bạo đang cuộn trào. Sau vài giây ngắn ngủi, ngón tay đang nhuộm sang màu đen từ từ khôi phục lại màu da vốn có. Đây là, Dương Thanh giật mình nhận ra cảm giác choáng váng khi mới bị trúng độc thế mà đã biến mất. Rõ ràng là độc đã được giải. Là liều thuốc hoàn mỹ. Dương Thanh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi đúng là anh đã quá mất cảnh giác. Không ngờ có người bỏ thuốc độc vào trong thư mời khiến mình bị trúng độc. Với cảnh giới võ thuật hiện giờ, độc dược bình thường hoàn toàn không thể làm gì được Dương Thanh, khả năng tự chữa lành sẽ giải độc giúp cho anh. Thế mà chất độc bên trong thư mời lại có tác dụng ngay lập tức, đủ để thấy kẻ chủ mưu lợi hại ra sao. Nhưng dù có thế nào anh cũng không ngờ độc lại được giải nhanh như vậy. Tiểu Uyển, vừa rồi anh bị trúng độc, Dương Thanh nhanh chóng gọi cho Phùng Tiểu Uyển, nghe nói anh bị trúng độc thì cô ta rất lo lắng. Dương Thanh vội vàng an ủi, "Yên tâm, anh không sao rồi." "Anh Thanh, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh uống thuốc giải độc chưa?" Bấy giờ Phùng Tiểu Uyển mới bình tĩnh lại nhưng vẫn rất sốt ruột, đồng thời cô ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Dương Thanh kể lại chuyện một lượt, sau khi anh nói xong, Phùng Tiểu Uyển im lặng một lúc rồi nặng nề nói, "Anh Thanh, liều thuốc hoàn mỹ anh dùng có tác dụng quá mạnh." "Theo em thấy, ảnh hưởng nó gây ra có thể là rất nhỏ." thậm chí còn có ích cho anh nhưng cũng chính vì vậy mà em càng không yên tâm hơn. Tác dụng càng mạnh thì khi xảy ra tác dụng phụ sẽ càng khó kiểm soát. Đây cũng là điều Dương Thanh lo lắng, liều thuốc hoàn mỹ có hiệu quả mạnh đến thế nào, người trải nghiệm trực tiếp như anh rõ ràng nhất. Ngay cả thủ lĩnh Hồng Trần là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà cũng không thể chịu đựng được công hiệu của liều thuốc hoàn mỹ, hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng cơ thể nổ tung rồi chết. Bây giờ, cơ thể Dương Thanh đang bị liều thuốc này biến đổi nhìn thì có vẻ có xu hướng tốt hơn, thậm chí anh còn có thể cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên. Nhưng càng mạnh, hơi thở trong cơ thể càng cuồng bạo. Nếu có một ngày anh thật sự không thể khống chế được cơ thể thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Dương Thanh bất chợt vô cùng hốt hoảng đối với tương lai của mình. Anh Thanh, anh đừng lo, em nhất định sẽ nghĩ cách để chữa khỏi bệnh của anh. Phùng Tiểu Uyển kiên định nói. Được, anh tin em. Dương Thanh đáp. Cúp máy, anh cầm thư mời lên lần nữa. Chất độc bên trong đã bị triệt tiêu ngay lần đầu tiên anh chạm vào, bây giờ bức thư này đã không còn chất độc nào nữa. Cuộc chiến xưng vương ở Yến Đô. Khi đọc được nội dung bức thư, Dương Thanh nhíu mày. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, chỉ có một câu mời anh tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, thời gian tổ chức cuộc thi là vào 3 ngày sau. Ngoài câu mời và thời gian ra thì không còn thông tin nào khác. Đến bọn hoàng tộc cũng mất kiên nhẫn rồi à? Dương Thanh lạnh lùng cười, hai mắt nổi lên sát ý. Mặc dù trên bức thư không ghi rõ người mời là ai nhưng anh cũng đoán ra được chuyện này có liên quan đến hoàng tộc. Thực lực hiện giờ của Dương Thanh đang ở trình độ nào về cơ bản đã hoàn toàn bại lộ, mặc dù tính đến thời điểm này chỉ từng có tranh chấp với hoàng tộc họ Long nhưng những hoàng tộc khác chắc chắn cũng đã nắm bắt cặn kẽ tình hình. Chỉ là, bọn họ nghĩ rằng mình đã nắm rõ Dương Thanh thật sao? đồng thời không chỉ dương thanh mà cao thủ đứng đầu của các nơi trên chiêu châu cũng nhận được thư mời cuộc đấu võ yến đô chỉ cấm hoàng tộc và vương tộc những người khác vẫn cho phép tham gia trong lúc nhất thời cao thủ hàng đầu khắp chiêu châu tấp nập tụ hội về yến đô anh thanh mã siêu tức tốc đến gặp dương thanh trong tay đang cầm một bức thư mời giống hệt âm trầm nói anh thanh anh cũng nhận được thư mời đúng không anh gật đầu lấy thư mời ra hỏi cậu không sao chứ mã siêu lắc đầu nghi hoặc hỏi em thì có chuyện gì được không có gì dương thanh lắc đầu xem ra người bỏ độc vào trong thư mời chỉ nhầm vào một mình anh anh thanh anh có biết rốt cuộc là ai dám tổ chức cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô này không rõ ràng là chỉ mũi dùi về phía anh mà mã siêu nổi giận đùng đùng nói anh ta rất hiểu dương thanh không muốn đế thôn xuất thế như thế nào thế mà bây giờ lại có kẻ muốn ép nó tiến vào tầm mắt của mọi người nếu cuộc chiến xương vương của Yến Đô này được tổ chức, dù anh có tham gia hay không đều không thể thoát khỏi kết quả cuối cùng, đó là đế thôn xuất thế. Nét mặt của Dương Thanh vẫn bình tĩnh, chợt hỏi Mã Siêu, cậu có thể trở về trạng thái cao nhất trong vòng 3 ngày không? Anh ta gật đầu, hẳn là không thành vấn đề đâu ạ, à, có tiểu huyền chữa trị mà, chắc chắn em sẽ ổn thôi. Vừa dứt lời thì Mã Siêu sực nhận ra điều gì, kinh ngạc thốt, anh Thanh, chẳng lẽ anh định bảo em tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô? Dương Thanh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói, cậu có cho rằng chúng ta thật sự có thể ngăn cản một kẻ tổ chức được một cuộc chiến xưng vương yến đô thế này không? Sau một lúc suy tư, Mã Siêu lắc đầu đáp, đối phương rõ ràng có chuẩn bị, theo như em được biết thì toàn bộ chiêu châu hễ là cao thủ có thực lực trên vương cảnh thì đều được mời. Khắp chiêu châu, người có cảnh giới võ thuật đạt đến vương cảnh phong trừng không dưới con số mấy chục ngàn, cao thủ có thể đến yến đô dự thi ít nhất có hơn ngàn người. Tất cả mọi người đều hướng về ngôi vương của Yến Đô, dĩ nhiên cũng có người chỉ đến để xem cho vui. Lão ta không suy xét lâu, nhanh chóng đưa ra quyết định, lạnh giọng nói với tổng chi hội trưởng Hồng đang quỳ dưới đất, "Tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, nghĩ cách mời chào Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật đi." "Rõ thưa hội trưởng." Tổng chi hội trưởng Hồng mừng rỡ, vội vàng cảm ơn, "Cảm ơn hội trưởng, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng." Vừa rồi Hoa Anh Kiệt chỉ yêu cầu quỳ xuống, nhưng ông ta hiểu cái quỷ này có thể kéo dài mấy ngày liền. Chưa kể đây cũng không xem như trừng phạt thật sự, chẳng qua là do công việc ở Yến Đô rất quan trọng mà thôi, nếu không thì ông ta đã bị Hoa Anh Kiệt phế bỏ tu vi vì dám nảy sinh ý định giết Kim Cương rồi. Mà bây giờ lão ta lại yêu cầu ông ta đi mời chào Dương Thanh, nếu thành công sẽ được tha thứ hoàn toàn. Hai cậu đi đi, Hoa Anh Kiệt nói. Tổng chi hội trưởng Hồng và Kim Cương cùng nhau rời khỏi chi hội, trên đường đi, tổng chi hội trưởng Hồng cười lạnh, Kim Cương, đừng tưởng lần này có hội trưởng làm chỗ dựa thì cậu có thể cưỡi trên đầu tôi thích làm gì thì làm. Cho dù Thiên Phú tu luyện có kém đến đâu thì tôi cũng là một cao thủ thần cảnh sơ kỳ, chừng nào chưa bước vào thần cảnh thì cậu vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên nhìn tôi. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của tổng chi hội trưởng Hồng, Kim Cương không muốn nói nhiều, cười khẩy mỉa mai, ông nên nghĩ cách thuyết phục Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật đi thì hơn, chưa biết hội trưởng có tha thứ cho ông chưa đâu. Với sự hiểu biết của Kim Cương về Dương Thanh, quả thật chẳng có hy vọng nào để thuyết phục được anh gia nhập hiệp hội võ thuật. Nhưng may là hội trưởng bảo cả tổng chi hội trưởng Hồng đi cùng, lỡ như không thành công thì ông ta không phải bị trừng phạt, còn tổng chi hội trưởng Hồng sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Hừ, tổng chi hội trưởng Hồng nhếch mép, tôi muốn nhìn xem Dương Thanh này có phải cao thủ thần cảnh thật không hay là tổng chi hội trưởng Kim đây cố ý lừa dối hội trưởng. Tổng chi hội trưởng Hồng, ông dám ngậm máu phun người thì đừng trách tôi không nể mặt nét mặt của Kim Cương thoáng chốc xa sầm cắn răng nói, tôi cảnh cáo ông, đây là lần cuối cùng, nếu không, nếu không cậu định làm gì. Tổng tri hội trưởng Hồng Mỉa Mai hỏi. Kim Cương nhìn chằm chằm ông ta thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, nếu không tôi sẽ nói những lời vừa rồi của ông cho hội trưởng biết. Tổng tri hội trưởng Hồng trợn mắt há mồm, giận dữ nói, Kim Cương, đồ mặt dày. Giờ ông ta mới chịu yên lặng, Kim Cương lạnh lùng nhếch mép. Xe chạy băng băng trên đường, 20 phút sau từ từ lái vào thành Cửu Châu, cuối cùng vững vàng dừng trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Thành phố này đúng là xa xỉ mà. Đến cả tổng chi hội trưởng Hồng cũng không thể không choáng ngợp khi nhìn thấy thành Cửu Châu. Dương Thanh đang ở trong công ty này sao? Ông ta xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà khổng lồ của tập đoàn Nhạn Thanh, mở miệng hỏi. Trước kia Kim Cương chỉ thấy thành Cửu Châu qua mạng, đây là lần đầu tiên ông ta đến đây. Lúc này Kim Cương cũng cực kỳ rúng động, gật đầu nói: Dương Thanh chính là chủ tịch của tập đoàn Nhãn Thanh, Thành Cửu Châu là dự án trị giá mấy trăm tỷ của tập đoàn này đấy. Nghe nói không chỉ mỗi Yến Đô mới có Thành Cửu Châu này, ở các châu vực khác của Chiêu Châu cũng có một Thành Cửu Châu như vậy, đang trong quá trình thi công. Tổng chi hội trưởng Hồng cười lạnh, thì ra là một nhà tài phiệt, thảo nào còn trẻ mà đã có thực lực thần cảnh, xem ra tu vi của cậu ta chỉ là dùng tiền đập vào mà thôi. Chỉ có tên vô dụng như cậu mới không làm gì được cậu ta, đến cả một đòn của cậu ta cũng tiếc không nổi. Dương Thanh mạnh đến trình độ nào kim cương rất rõ ràng, tổng chi hội trưởng Hồng càng huynh hoang, ông ta càng hả hê. Kim cương biết tổng chi hội trưởng Hồng sẽ nhận lấy hậu quả cho sự ngông cuồng đấy nhanh thôi. Tổng chi hội trưởng Hồng, tôi khuyên ông đừng làm con ếch ngồi đáy giếng nữa, nếu không chết như thế nào cũng không biết đâu. Kim cương nhếch mép nói, nhìn như khuyên nhủ nhưng thật ra là đang khích tướng. Quả nhiên tổng chi hội trưởng Hồng nổi nóng, Kim cương, cậu câm miệng lại cho tôi còn dám nói nữa có tin tôi bẻ cổ cậu không? Xem ra tôi phải nói cho hội trưởng biết tổng chi hội trưởng Hồng vẫn muốn giết tôi rồi. Kim Cương Tùng tìm nói, nghiêm túc giấy di động ra mở chế độ ghi âm, tổng chi hội trưởng Hồng, ông mới nói muốn bẻ cổ tôi đúng không? Có dám lặp lại lần nữa không? Cậu tôi, cậu tổng chi hội trưởng Hồng giận đến mức run cả người, không thốt ra được câu nào. Kim Cương đang cầm di động ghi âm, nếu lời của ông ta bị truyền đến tai hội trưởng thì cái chết sẽ không còn xa nữa. Ngay lúc này, một chiếc xe phê tần đen tuyền từ từ đỗ trước tập đoàn nhạn Thanh, một người trẻ tuổi đi xuống. Tổng chi hội trưởng Kim. Người vừa đến chính là Dương Thanh. Vừa thấy Kim Cương thì anh đã nhíu mày. Bởi vì anh nhìn thấy bên cạnh ông ta còn có một cao thủ thần cảnh. Cậu Thanh lâu rồi không gặp. Kim Cương nở một nụ cười đầy gượng gạo với Dương Thanh. Hiện giờ ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Thanh, nghĩ đến chuyện sắp làm ông ra rất sợ sẽ bị liên lụy cậu chính là Dương Thanh. Tổng chi hội trưởng Hồng Tiến lên bày ra bộ dạng ngông nghênh trịch thượng mà nói với anh, nhóc con, tôi là tổng chi hội trưởng Hồng, đứng hàng thứ hai trong hiệp hội võ thuật, hôm nay đến tìm cậu là cho cậu cơ hội gia nhập hiệp hội võ thuật. Thấy thành cửu châu này của cậu xây dựng đẹp thật, đóng góp cho hiệp hội võ thuật xem như là lời cảm ơn đến hội trưởng đi. Phải rồi, đâng cả tập đoàn nhan thanh cho hiệp hội nữa, yên tâm sau này hiệp hội sẽ không bạc đải cậu đâu, tôi sẽ đích thân dạy cậu tu luyện. Thái độ của Tổng chi hội trưởng Hồng cực kỳ ngạo mạn, làm như Dương Thanh được gia nhập Hiệp hội Võ Thuật là một chuyện rất đáng tự hào vậy. Quá đáng hơn là ông ta còn tuyên bố muốn Dương Thanh giao nộp cả thành Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Thanh cho Hiệp hội Võ Thuật. Quanh thân Dương Thanh tỏa ra sát khí. Ông bắt tôi dâng thành Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Thanh cho Hiệp hội Võ Thuật. Còn muốn dạy tôi tu luyện. Dương Thanh lạnh lùng chất phấn. Hừ, Tổng chi hội trưởng Hồng nhíu mày, thấy ngữ điệu của anh rất khó nghe thì đanh giọng nói, thằng nhóc kia, chắc cậu không biết thế lực của Hiệp hội Võ Thuật lớn đến đâu. Để tôi nói cho cậu hay, chi nhánh của Hiệp hội Võ Thuật trải rộng khắp thế giới, cao thủ thần cảnh nhiều như mây, tôi chính là một trong số đó. Nếu được tôi dạy dỗ thì cảnh giới võ thuật của cậu sẽ tiến triển rất nhanh. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, cậu tuyệt đối đừng vì những thứ phủ phiếm đó mà từ chối lời mời của Hiệp hội Võ Thuật. Nhìn dáng vẻ muốn tốt cho Dương Thanh của Tổng chi hội trưởng Hồng, Kim Cương hả hê mỉm cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền Cô Ta nói rồi nhìn về phía Vương Chiến, "Ông Chiến, từ hôm nay trở đi, phiền ông đi theo anh Thanh ạ, à. với thực lực của ông bây giờ, chắc không mấy ai làm hại được ông nữa." "Có ông ở bên anh Thanh, cho dù người khác muốn động đến anh ấy, ông cũng có thể ngăn anh Thanh ra tay." Vương Chiến gật đầu, "Được, vậy từ hôm nay trở đi, ông sẽ đi theo cậu Thanh." "Tiểu Uyển, anh Dương Thanh đang định từ chối thì bị Phùng Tiểu Uyển ngắt lời anh thanh bây giờ anh là bệnh nhân của em anh phải nghe lời em chứ dương thanh cười khổ gật đầu được rồi vậy từ giờ anh sẽ nghe lời em nhưng ba ngày sau là cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô có lẽ anh phải ra mặt đấy dương thanh bỗng lo lắng nghe thấy thế phùng tiểu huyền im lặng cô ta biết rất nhiều tin đồn liên quan đến đế thôn cũng biết dương thanh đang ngăn cản đế thôn nhập thế sau khi đế thôn nhập thế nếu nó mất kiểm soát thì sẽ gây họa cho cả chiêu châu nhưng tình trạng của Dương Thanh bây giờ khá đặc biệt, liều thuốc hoàn mỹ vẫn đang thay đổi thể chất của anh cũng không sao, quan trọng là nếu Dương Thanh tức giận thì sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Tới khi đó, có lẽ không ai có thể kiểm soát tình hình mất. Anh Thanh, ba ngày sau, nếu anh nhất định phải ra tay, hãy uống viên thuốc này trước khi ra tay. Phùng Tiểu Uyển lấy một bình xứ màu trắng ra, nghiêm túc nói, viên thuốc này chỉ có thể kiểm soát được bệnh tình của anh 10 phút, hay nói cách khác, trong 10 phút, anh phải đánh bại đối phương. Nếu đối thủ quá mạnh, sau 10 phút, bất kể thắng thua, anh nhất định phải rời khỏi nơi đấu võ. Dương Thanh nhận thuốc, nghiêm túc nói, "Được, anh đồng ý với em. 10 phút đã quá đủ với anh rồi. Trừ khi anh gặp phải một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, có thể vượt cảnh giới để giết địch như anh." Cùng lúc đó, ở chi nhánh Chiêu Châu của Hiệp hội Võ thuật. Trong một căn biệt thự, Kim Cương và tổng chi hội trưởng Hồng đang quỳ trước mặt Hoa Anh Kiệt, run lẩy bẩy. "Hội trưởng, rất xin lỗi." chúng tôi đã khiến ông thất vọng rồi. Kim Cương lên tiếng trước. Ngay sau đó, Tổng chi hội trưởng Hồng cũng sợ hãi nói, hội trưởng, đều là lỗi của tôi, nếu tôi không chủ quan thì đã không thất bại. Hội trưởng, tôi thực sự biết sai rồi, xin ông cho tôi cơ hội nữa, sau này tôi sẽ không khiến ông thất vọng nữa đâu. Tổng chi hội trưởng Hồng đáng sợ thật, dù sao lần đi mời chào Dương Thanh này cũng là cơ hội lấy công chuộc mà Hoa Anh Kiệt cho ông ta, kết quả ông ta lại phá hỏng mọi chuyện ông ta gần như có thể tưởng tượng được chắc chắn Hoa Anh Kiệt sẽ không tha cho ông ta. Bây giờ ông ta chỉ có thể hy vọng Hoa Anh Kiệt sẽ nể tình ông ta là cả thủ thần cảnh mà cho ông ta cơ hội nữa. Bốp! Đúng lúc này, Hoa Anh Kiệt bổng di chuyển, bóp cổ tri hội trưởng Hồng, uy nghiêm nói, tổng tri hội trưởng Hồng, cậu tưởng mình bước vào thần cảnh là đã vô địch thiên hạ rồi ư. Tôi đã nhận ra sự hống hách của cậu, từ lâu rồi, nhưng không nói gì mà thôi. Lần này chính sự hống hách đó đã làm hỏng chuyện lớn của tôi. Cậu nói xem, tôi để cậu sống kiểu gì được chứ? Trong mắt Tổng chi hội trưởng Hồng tràn ngập sợ hãi, ông ta có thể cảm nhận được Hoa Anh Kiệt đang định giết mình. Hội trưởng bất nóng, Kim Cương thấy thế, vội vàng cầu xin, nói với vẻ vừa sợ hãi vừa bất an. Hội trưởng, do tôi tìm hiểu sai về tình hình của Dương Thanh nên mới khiến Tổng chi hội trưởng Hồng khinh địch. Xin ông cho Tổng chi hội trưởng Hồng cơ hội nữa. Chắc chắn ông ấy sẽ không khiến ông thất vọng đâu, xin hội trưởng tha cho tổng chi hội trưởng Hồng lần này. Không ai ngờ Kim Cương luôn đối đầu với tổng chi hội trưởng Hồng lại nói đỡ cho ông ta vào lúc này. Ngay cả tổng chi hội trưởng Hồng cũng bất ngờ, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Hoa Anh Kiệt hít mắt nhìn Kim Cương, hất tay một cái, tổng chi hội trưởng Hồng lập tức bay ra xa. "Nể mặt Kim Cương, hôm nay tôi tha cho cậu, nhưng nếu có lần sau nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Hoa Anh Kiệt lạnh lùng nói. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng. Tổng chi hội trưởng Hồng vội quỳ xuống cảm ơn. Hoa Anh Kiệt nhìn về phía Kim Cương, híp mắt, chuyện hiểu sai về Dương Thanh không phải lỗi của cậu, dù sao cậu cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong, khi gặp cao thủ thần cảnh, trừ khi đánh với nhau hoặc đối phương cố tình phô bày uy thế, bằng không cậu không thể biết đối phương là cao thủ thần cảnh được. Tôi không trách cậu vì chuyện này. Nghe thấy thế, Kim Cương vô cùng mừng rỡ, vội nói, cảm ơn hội trưởng. Cảm ơn hội trưởng. Ban thưởng thuốc đi." Hoa Anh Kiệt chợt nói. Lão ta vừa dứt lời, một lão già tóc bạc đã bước đến, cầm một bình sứ trắng trong tay, thận trọng đưa cho Kim Cương. Vào giờ phút này, tất cả cao thủ của hiệp hội võ thuật đều nhìn Kim Cương với vẻ hâm mộ. Còn Kim Cương thì vô cùng kích động, người cũng hơi run lên. Ông ta là cao thủ của hiệp hội võ thuật, đương nhiên biết viên thuốc mà Hoa Anh Kiệt ban thưởng cho mình là thứ gì. Tổng chi hội trưởng Hồng cũng nhìn về phía Kim Cương với vẻ mặt phức tạp cách đây không lâu, Hoa Anh Kiệt vừa ban cho ông ta một viên thuốc như thế. Một khi cao thủ vương cảnh đỉnh phong uống viên thuốc này thì sẽ có tỷ lệ bước vào thần cảnh rất cao. Cho dù không thể bước vào thần cảnh ngay thì thực lực võ thuật cũng sẽ tăng vọt. Có thể nói, đây là một viên thuốc thần kỳ có thể thay đổi số phận con người. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng, chắc chắn Kim Cương sẽ không phụ công ơn bồi dưỡng của hội trưởng đâu. Kim Cương kích động đến mức nói năng lộn xộn, vội quỳ xuống cảm ơn. Tổng chi hội trưởng Hồng đã nhắm vào cậu 5 lần 7 lượt, nhưng khi tôi sắp giết cậu ta, chẳng những cậu không đổ thêm dầu vào lửa mà còn mạo hiểm xin tha cho cậu ta nữa. Hành động này đã giúp Hiệp hội Võ Thuật giữ lại được một cao thủ thần cảnh, đó là công lớn, nên tôi mới thưởng thuốc thần cho cậu. Hoa Anh Kiệt trầm giọng nói, mau uống đi. Vâng, thưa hội trưởng. Kim Cương không hề do dự, nuốt viên thuốc luôn. Viên thuốc đó vừa vào miệng đã tan, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống cổ họng. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng đáng sợ cũng bùng nổ trong người ông ta, được cơ thể ông ta điên cuồng hấp thu. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, khí thế của ông ta liên tục tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới bán bộ thần cảnh. "Phá!" Kim Cương hét lớn, khí thế đáng sợ lập tức tràn ra từ người ông ta, lao ra bốn phương tám hướng. "Thần cảnh!" Có người hoảng sợ nói, ai cũng nhìn Kim Cương với vẻ hâm mộ. Từ khi uống thuốc đến khi đột phá thần cảnh chỉ mất 10 phút ngắn ngủi có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của viên thuốc này. Chúc mừng tổng chi hội trưởng Kim. Chúc mừng tổng chi hội trưởng Kim. Trong lúc nhất thời, những người có quyền cao chức trọng ở hiệp hội võ thuật thi nhau chúc mừng. Một cao thủ thần cảnh xứng đáng nhận được sự coi trọng của họ. Dù sao trong cả hiệp hội võ thuật, trừ hội trưởng ra cũng chỉ có hai người thực sự bước vào thần cảnh, giờ lại thêm Kim Cương nữa. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là Kim Cương mới hơn 40 tuổi mà đã lên đến thần cảnh. Chắc chắn tiền đồ sau này sẽ rất khó lường. Rõ ràng Hoa Anh Kiệt đang chuẩn bị trọng dụng Kim Cương, bằng không cũng không ban cho ông ta thuốc thần như thế. Cảm ơn hội trưởng." Kim Cương lại cảm ơn, trong mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Hoa Anh Kiệt bình tĩnh gật nhẹ đầu, trong hiệp hội võ thuật, cậu là người có thiên phú võ thuật cao nhất, có khi sau này sẽ có hy vọng đạt đến thần cảnh đỉnh phong. "Lão ta nói rồi, nhìn quanh, bất cứ ai trong số mọi người cũng có cơ hội bước vào thần cảnh." Chỉ cần mọi người có đóng góp lớn lao với hiệp hội võ thuật, chắc chắn tôi sẽ không tiếc gì phần thưởng đâu. Nghe thấy thế, dường như mọi người đã nhìn thấy hy vọng, ai cũng có vẻ kích động. Ba ngày sau, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao của Yến Đô, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoa Anh Kiệt chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, chắc chắn đế thôn sẽ thuộc về tôi. Lần này ông ta về nước để trở thành vương của Yến Đô, nhân đó nắm giữ đế thôn. Truyền thuyết về Yến Đô quá hấp dẫn. Hoa Anh Kiệt là hội trưởng của hiệp hội võ thuật, sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Không riêng gì hiệp hội võ thuật, hoàng tộc và vương tộc của Chiêu Châu cũng thi nhau mở cuộc họp gia tộc. Các thế lực đỉnh cao của Chiêu Châu đều muốn nắm giữ đế thôn, họ đều biết cho dù là ai nắm giữ đế thôn, người đó cũng có thể đứng đầu Chiêu Châu. Trong phòng họp trực tuyến của vương tộc. Sau khi vương tộc họ Quan đi theo Dương Thanh, còn vương tộc họ Tào bị nhà họ Tần thay thế, bây giờ liên minh vương tộc chỉ còn 3 gia tộc trong phòng họp trực tuyến sắc mặt của bạch vương tiết vương và mã vương vô cùng nghiêm nghị không ngờ hoa anh kiệt của hiệp hội võ thuật lại về yến đô bạch vương lên tiếng trước lần này lão già đó quay về rõ ràng cũng vì cuộc chiến tranh giành đế thôn đấy nghe đồn hoa anh kiệt đã bước vào thần cảnh từ nhiều năm trước thậm chí thực lực của ông ta bây giờ đã ổn định ở mức thần cảnh đỉnh phong rồi tiết vương cung nghiêm nghị nói có lẽ ngay cả mấy cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc cũng không phải đối thủ của ông ta Ma Vương lạnh lùng nói, Bách Vương, chẳng phải ông nói lưu lão quái ở Miếu Thành sẽ giúp chúng ta tranh giành dế thôn sau khi chúng ta gom đủ bốn cao thủ thần cảnh à? Tiết Vương nói, ở Yến Đô bây giờ đừng nói là bốn cao thủ thần cảnh, chỉ sợ 10 người cũng có ấy chứ. Bạch Vương nhíu mày, trầm giọng nói, không giấu gì các ông, ba ngày trước, tôi đã nói chuyện này cho lưu lão quái biết, nhưng tôi cũng không rõ ông ta định ra tay khi nào. Có lẽ ông ta sắp rồi. Cô chủ, cô không sao chứ, thượng quan nhu vừa quay lại biệt thự lão giả đã đến tập đoàn nhãn thanh với cô ta lập tức bước ta lo lắng nhìn thượng quan nhu thượng quan nhu khẽ lắc đầu nhưng không ngạo nghễ và tự tin như ban đầu mà có vẻ nghiêm nghị trong vòng một tiếng mang hết tài liệu liên quan tới dương thanh lại đây cho tôi cô ta chợt nói cô chủ tôi đã chuẩn bị xong rồi đây là tất cả tài liệu liên quan tới cậu ta cô đọc đi lão giả đã chuẩn bị xong từ lâu vội lấy tài liệu cho thượng quan nhu cũng không có nhiều tài liệu về Dương Thanh, Thượng quan Nhu chỉ mất 5 phút là đã đọc xong rồi. Đọc tiếp tại nhé. Ánh mắt cô ta trở nên khác thường, 6 năm trước, cậu ta chỉ là một tên khố rách áo ôm, bị gia tộc họ Vũ Văn trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô đuổi đi, sau đó cậu ta ra chiến trường, chỉ mất 5 năm để trở thành cao thủ thần cảnh. Ông chắc chắn đây là tất cả thông tin về cậu ta mà ông có thể điều tra được à? Lão già gật đầu, thân thế của cậu ta đúng là rất đơn giản. Cậu ta lớn lên ở gia tộc họ Vũ Văn, luôn rất bình thường, thậm chí có thể miêu tả là tầm thường, nhưng sau 5 năm ra chiến trường, cậu ta đã có thực lực xuất chúng. Thậm chí có lời đồn, cậu ta chính là dương bất bại tướng quân của biên giới phía bắc, người được thủ lĩnh nước đối địch ca ngợi rằng một mình cậu ta có thể đánh bại nửa đất nước họ. Nghe thấy thế, Thượng quan Nhu có vẻ ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại là tướng quân của biên giới phía bắc, đúng là bất ngờ. Chỉ những gia tộc đỉnh cao mới biết đến tướng quân của biên giới phía Bắc mà thôi. Nhưng Thượng quan Nhu chợt nói, "Nhưng chắc hẳn tướng quân của biên giới phía Bắc đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong rồi, ông đừng bảo tôi rằng Dương Thanh đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấy nhé." Lão già cười khổ, lắc đầu, "Đó chỉ là lời đồn, chứ thực hư là gì thì tôi cũng không biết." Thượng quan Nhu tiếp tục đọc tài liệu về Dương Thanh, trước đó cô ta chỉ đọc lướt qua, giờ xem kỹ mới thấy chỗ đáng kinh ngạc. Nếu cậu ta chỉ mất 5 năm để trở thành cao thủ thần cảnh từ một người bình thường, cậu ta không phải thiên tài nữa, mà phải gọi là nghịch thiên. Thượng Quan Nhu cảm khái, tôi tập võ từ năm 4 tuổi, tuy thiên phú võ thuật cao nhưng năm 18 tuổi mới đạt đến vương cảnh, 30 tuổi mới đột phá thần cảnh. Hơn nữa tôi còn được hưởng tài nguyên của hoàng tộc họ Thượng Quan, nhưng cũng phải mất tận 27 năm để đột phá đến thần cảnh đấy. Cho dù cậu ta tập võ từ trong bụng mẹ thì cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay đúng không? Thế nên, nếu thông tin trong tài liệu là thật, phải dùng từ nghịch thiên để miêu tả thiên phú võ thuật của cậu ta mới đúng. Không riêng gì hoàng tộc họ Thượng Quan, hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Diệp cũng đã điều tra về Dương Thanh rồi. Nhưng chỉ mình Thượng Quan Nhu đi gặp Dương Thanh mà thôi. Bây giờ Yến Đô rất hỗn loạn, vừa có những gia tộc đỉnh cao, vừa có những kẻ muốn đục nước béo cò, các khách sạn ở Yến Đô đã chật kín. Ngay cả mấy khách sạn nhỏ có điều kiện chẳng ra sao cũng hết phòng trừ bốn hoàng tộc lớn của chiêu châu còn có cả hiệp hội võ thuật nổi tiếng ở nước ngoài nữa về phần liên minh vương tộc thì đã bị những gia tộc đỉnh cao ngó lơ từ lâu rồi chi nhánh chiêu châu của hiệp hội võ thuật một chiếc xe sang trọng chậm rãi ngừng ở cửa ra vào một người trung niên bước xuống xe ông hoa long khoa thay mặt bố là long hoàng đến thăm hỏi ông ạ sau khi gặp được hoa anh kiệt người trung niên cung kính nói hoa anh kiệt thản nhiên nhìn long khoa lâu rồi không gặp Chẳng biết Long Hoàng có khỏe không thế. Cảm ơn ông Hoa đã quan tâm, bố tôi rất khỏe ạ à, Long Khoa vội nói. Lúc trước khi ở Hoàng tộc Họ Long, Long Hoàng dỡ nói cho ông ta bất đến lúc thay đổi mục tiêu bồi dưỡng rồi, ông ta còn không biết đó là ai, mãi đến khi Hoa Anh Kiệt về Yến Đô, ông ra mới biết Long Hoàng muốn bồi dưỡng người nào. Không ai biết mấy chục năm trước Hoa Anh Kiệt cẫn chỉ là một thiên tài võ thuật nghèo túng, chính nhờ Long Hoàng giúp đỡ nên Hoa Anh Kiệt mới xây dựng được Hiệp hội Võ Thuật, đồng thời phát triển tới quy mô như bây giờ. Nhưng bây giờ Hiệp hội Võ Thuật đã trái rộng toàn thế giới, hơn nữa thực lực của Hoa Anh Kiệt cũng sâu không lường được. Long Khoa Bổng không biết nên báo chuyện Long Hoàng muốn Hiệp hội Võ Thuật phục từng hoang tộc họ Long cho Hoa Anh Kiệt biết như thế nào đây. Long Hoàng bảo cậu đến tìm tôi, chắc không chỉ để thăm hỏi nhỉ. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Hoa Anh Kiệt bình tĩnh nói. Nghe thấy Hoa Anh Kiệt nói thế, Long Khoa mới đáp, ông Hoa, chắc ông vẫn nhớ việc ông nội tôi giúp ông vào hơn 40 năm nhỉ. Hoa Anh Kiệt gật nhẹ đầu, trong mắt còn có vẻ cảm kích, nhưng vẫn bình tĩnh nói, năm đó, nếu không nhờ Long Hoàng giúp đỡ, có lẽ đã không có Hoa Anh Kiệt ngày hôm nay rồi. Cậu bảo Long Hoàng cứ yên tâm, tôi không phải loại vong ơn phụ nghĩa, nếu có ngày tôi nắm giữ được đế thôn, chắc chắn sẽ không quên hoàng tộc họ Long. Nét mặt Long Khoa lập tức cứng đờ, vì Long Hoàng đã giao cho ông ta nhiệm vụ bảo hiệp hội võ thuật Quy Thuận Hoàng tộc họ Long, chứ không chỉ đòi hỏi chút lợi ích. Đọc tiếp tại nhé. Nhưng câu nói này của Hoa Anh Kiệt đã chặn họng ông ta, Hoa Anh Kiệt nhớ ơn Long Hoàng, cũng sẽ báo đáp Long Hoàng, nhưng không bao giờ quy thuận Hoàng tộc họ Long hết. Sao thế, Long Hoàng còn bảo cậu chuyển lời gì nữa à? Hoa Anh Kiệt nhíu mày nhìn Long Khoa. Khí thế trên người lão ta rất uy nghiêm, khiến Long Khoa cảm nhận được áp lực khổng lồ. Không, không long khoa lau mồ hôi lạnh trên trán vội phủ nhận khi ở mặt hoa anh kiệt ông ta cảm thấy mình như một đứa trẻ con không thể chịu nổi áp lực từ hoa anh kiệt cho dù là ở mặt long hoàng ông ta cũng chưa bao giờ thấy như thế ông ta sợ sau khi ông ta nói rõ mục đích thật sự hoa anh kiệt sẽ giết ông ta nếu không có thì cứ quyết định thế đi trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô tôi sẽ giành vị trí quán quân sau đó thừa kế đế thôn hoa anh kiệt ngạo nghễ nói đến khi đó, tôi sẽ tuyên bố, hoàng tộc họ Long là đồng minh của Hiệp hội Võ Thuật. Cảm ơn ông Hoa. Long Khoa vội nói rồi lập tức đứng dậy, ông Hoa, vậy tôi về để báo tin tốt này cho bố tôi nhé. Ừ, Hoa Anh Kiệt thản nhiên nói. Sau khi Long Khoa rời đi, một cao thủ bên cạnh Hoa Anh Kiệt mới hử lạnh, hội trưởng, rõ ràng tên này chưa nói hết. Ông ta cố tình nhắc đến chuyện cũ năm xưa, có lẽ muốn hiệp hội võ thuật phục tùng hoàng tộc họ Long đấy hoa anh kiệt thản nhiên nói không hổ là long hoàng quả nhiên vẫn kiêu ngạo và ngang ngược như năm đó nếu hoàng tộc họ long biết khó mà lui thì thôi sau khi nắm giữ đế thôn xong tôi sẽ tuyên bố tin hiệp hội võ thuật liên minh với hoàng tộc họ long còn nếu họ không biết điều muốn tôi dâng cả hiệp hội võ thuật lên chỉ bằng chút tình cảm năm đó thì đừng trách tôi không khách khí lão ta vừa dứt lời khí thế đáng sợ lập tức tràn ra từ người lão ta lão ta không quên sự giúp đỡ của long hoàng năm đó nhưng lão ta phải tự cố gắng thì mới được như ngày hôm nay có thể nói bây giờ hiệp hội võ thuật cũng không yếu hơn bất cứ hoàng tộc nào nếu hoàng tộc họ long chán sống thật lão ta cũng không ngại điều chi nhánh của hiệp hội võ thuật ở các nơi trên thế giới về đối phó với hoàng tộc họ long sau khi rời khỏi chi nhánh chiêu châu long khoa gọi cho long hoàng bố con xin lỗi con đã khiến bố thất vọng rồi long hoàng vừa nghe máy long khoa lập tức xin lỗi ngay ông ta từ chối à long hoàng lạnh lùng chất vấn long khoa vội nói bố con còn chưa mở lời hoa anh kiệt đã nói rõ ông ta nhớ kỹ ân tình của bố năm đó còn bảo sau khi thừa kế đế thôn xong ông ta sẽ tuyên bố chuyện liên minh giữa hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ long ạ à. nghe thấy thế long hoàng im lặng một lúc lâu mãi sau long hoàng mới lạnh lùng nói giỏi cho hoa anh kiệt năm đó nếu không có bố ông ta sẽ được như ngày hôm nay ư giờ ông ta định dùng chuyện liên minh để trả ân tình đó à giọng lão ta vô cùng giận dữ nếu không kiêng rè người của trăm năm trước lão ta đã đích thân đến yến đô từ lâu rồi với thực lực võ thuật của lão ta nếu có thể tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô khắp chiêu châu có mấy ai là đối thủ của lão ta chứ nắm giữ đế thôn chỉ là chuyện vặt nhưng bây giờ một thiếu niên nghèo từng được lão ta giúp đỡ năm đó lại không hề nể mặt lão ta theo long hoàng thấy cho dù hiệp hội võ thuật phát triển tốt, nắm giữ thực lực mạnh hơn nữa thì cũng là nhờ có lão ta. Có thể nói, lão ta đã cứu mạng Hoa Anh Kiệt, tức là mọi thứ của Hoa Anh Kiệt cũng thuộc về lão ta hết. Năm đó, lão ta giúp Hoa Anh Kiệt cũng vì coi trọng tài năng võ thuật của Hoa Anh Kiệt, hy vọng một ngày nào đó, khi Hoa Anh Kiệt có thực lực rồi thì sẽ trở thành một phần tử của hoàng tộc họ Long. Nhưng sự phát triển của Hoa Anh Kiệt đã vượt khỏi tưởng tượng của lão ta, giờ hiệp hội võ thuật không thua kém gì hoàng tộc họ Long rồi kiếm hiệp hay bố, bây giờ con nên làm gì đây? Đọc tiếp tại nhé. Long Khoa hỏi với vẻ căng thẳng, sợ Long Hoàng trách tội mình. Con không cần đi tìm Hoa Anh Kiệt nữa, bố sẽ đích thân liên lạc với ông ta, con cứ chuẩn bị kỹ càng. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô vào ba ngày sau có liên quan tới việc đế thôn nhập thế, cũng là cơ hội để các thế lực so tài một phen. Cho dù thế nào, kể cả không giành được quán quân, cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc họ Long cũng không thể thua ba hoàng tộc khác được. Long Hoàng trầm giọng nói. Vâng, thưa bố. Long Khoa vội đáp. Đúng như Long Hoàng nói, bình thường bốn hoàng tộc lớn của Chiêu Châu gần như không qua lại gì với nhau, chứ đừng nói gì tới việc so tài. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô lần này chính là cơ hội để bốn hoàng tộc lớn va chạm trực diện với nhau. Long Hoàng kết thúc cùng Long Khoa trò chuyện về sau, đối bên người quản gia phân phó nói, liên hệ Hoa Anh Kiệt. Vâng, quản gia vội bấm số Hoa Anh Kiệt. Hoa Anh Kiệt nghe máy rất nhanh. Hội trưởng Hoa, lâu rồi không gặp. Long Hoàng nghiêm nghị nói. Ông là Long Hoàng Hà. Hoa Anh Kiệt hỏi. Ha ha, nhiều năm không gặp, không ngờ hội trưởng Hoa vẫn nhớ tôi. Long Hoàng cười lớn, không hề có vẻ tức giận. Hoa Anh Kiệt cũng mỉm cười, không ngờ là Long Hoàng thật, chia tay hơn 40 năm, không ngờ chúng ta vẫn có cơ hội trò chuyện đấy. Long Hoàng cười ha hả, hội trưởng Hoa, trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô vào ba ngày sau, ông nắm chắc mấy phần thế. Hoa Anh Kiệt không hề che giấu sự kiêu ngạo của mình, nói luôn, 10 phần. Với cảnh giới võ thuật của tôi bây giờ, khắp Chiêu Châu, có ai xứng làm đối thủ của tôi chứ? Chỉ là Yến Đô mà thôi, ai có thể ngăn tôi nắm giữ đế thôn đây? Ba ngày sau, thần cản giết thần. Phật cả giết Phật. Tuy đang gọi điện thoại nhưng Long Hoàng vẫn cảm nhận được sát khí. Lão ta lập tức nhíu mày, giọng điệu của Hoa Anh Kiệt nghe rất ngông cuồng cũng thể hiện rõ sự tự tin của Hoa Anh Kiệt. Nhưng lão ta vẫn hiểu Hoa Anh Kiệt muốn nói gì. Rõ ràng lão ta đang nói cho Long Hoàng cũng không thể thay đổi việc lão ta thừa kế dế thôn, trên khắp Chiếu Châu, không ai có thể ngăn cản lão ta cả. Hội trưởng Hoa đúng là tự tin thật đấy. Long Hoàng híp mắt, không biết hội trưởng Hoan còn nhớ câu tôi đã nói khi giúp đỡ ông vào 40 năm không? Ồ Hoa Anh Kiệt giả vờ không biết, tôi chỉ nhớ Long Hoàng đã giúp tôi mà thôi, còn về việc Long Hoàng từng nói gì thì thôi quên mất rồi. Lời đáp của Hoa Anh Kiệt khiến cơn giận trong lòng Long Hoàng lên đến đỉnh điểm. Tức là hội trưởng Hoa đã quên rồi à? Long Hoàng nói bằng giọng tức giận, nếu ông quên thì tôi có thể nhắc cho ông nhớ. Ha ha, không cần đâu. Hoa Anh Kiệt cười lạnh, bao năm qua, số người từng giúp tôi không đến 100 thì cũng phải mấy chục, tôi cũng không thể nhớ hết những lời mà họ nói được chứ. Nếu tôi không nhớ nhầm, hơn 4 năm trước Long Hoàng đã cho tôi một nghìn tệ đúng không? Bây giờ tôi trả Long Hoàng 10 triệu, báo đáp gấp 10.000 lần, chắc đã đủ rồi chứ. Đương nhiên, nếu Long Hoàng nghĩ 10 triệu không đủ thì tôi sẽ đưa thêm 20 triệu, được chứ. Hoa Anh Kiệt nói bằng giọng trêu ngươi và mỉa mai. Nếu vậy thì quên đi, tôi cũng không cần tiền của hội trưởng Hoa. Đọc tiếp tại nhé. Long Hoàng cố nén giận, hơn nữa sau bao năm như thế, số người tôi đã giúp không được 100 thì cũng phải mấy chục cũng không thể trông chờ họ nhớ ân tình của tôi hết nhỉ. Không sao đâu, tôi gặp nhiều kẻ vô ơn lắm rồi, không vấn đề gì hết. Long Hoàng nói rồi cúp máy luôn. Loảng xoảng Sau khi cúp máy xong, Long Hoàng hất luôn đĩa trái cây và chén trà trên bàn trà xuống, như thể đang chúc giận. Đến cảnh giới như Long Hoàng, những chuyện bình thường rất khó khiến lão ta nổi giận, không ngờ lúc này lão ta lại ném đồ để chúc giận. Có thể tưởng tượng được lão ta đang phẫn nộ tới mức nào quản gia của hoàng tộc họ Long e rè đứng cạnh, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Long Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến khi Long Hoàng bình tĩnh, quản gia mới thận trọng hỏi. Tên khốn đó dám sỉ nhục tôi. Ánh mắt Long Hoàng đằng đằng sát khí, lão ta nghiến răng nghiến lợi, không ngờ ông ta dám nói, hơn 40 năm trước, tôi đã cho ông ta 1.000 tệ, giờ ông ta sẽ trả 10 triệu cho tôi làm thù lao. Nghe thấy thế, quản gia cũng nổi giận, Hoa Anh Kiệt đúng là đồ vô ơn, năm đó tuy ông chỉ giúp ông ta một nghìn tệ, nhưng số tiền đó đã giải quyết được bao nhiêu chuyện cơ mà. Quan trọng nhất chính là, ông đã cho ông ta rất nhiều tài nguyên của hoàng tộc họ Long để giúp ông ta thành lập hiệp hội võ thuật, khi đó ông ta đã nói, đến khi ông ta có thành tựu thì sẽ nương nhờ vào hoàng tộc họ Long, chẳng lẽ ông ta quên hết rồi chắc. Quản gia cũng biết việc Long Hoàng đã giúp Hoa Anh Kiệt năm đó, giờ Long Hoàng lại bị Hoa Anh Kiệt sỉ nhục nên ông ta rất tức giận. Long Hoàng, hay để tôi đến Yến Đô giết tên khốn đó đi. Quản gia chợt nói, khí thế của thần cảnh đỉnh phong cũng lan từ người ông ta ra ngoài. Trừ Long Hoàng gia, có lẽ không ai ngờ cảnh giới võ thuật của quản gia đi theo Long Hoàng đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt Long Hoàng lóe lên sát khí, lão ta suy nghĩ 5 phút rồi mới lắc đầu, bây giờ chưa đến lúc ông ra tay, cứ chờ xem sao, chắc chắn cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô sẽ không dễ phân ra thắng bại như vậy. Ý ông là? Quản gia hỏi với vẻ ngờ vực. Long Hoàng hơi nheo mắt, trong con người thâm thúy lóe lên ánh sáng trí tuệ. Bởi vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô vốn là một cái bẫy. Một cái bẫy chết người. Long Hoàng trầm giọng nói. Bẫy hư. Quản gia mở to mắt, bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ông ta chưa nói xong thì đã bị Long Hoàng ngắt lời, phải tránh hỏa từ miệng. Nghe thấy thế, quản gia vội im lặng, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh hãi. Phía bên kia, sau khi bị Long Hoàng dập máy, Hoa Anh Kiệt cười lạnh, nghĩ mình là ân nhân cứu mạng của tôi thật ư. Năm đó, chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ông tưởng tôi là đồ ngu chắc. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã qua ba ngày. Trong ba ngày này, vô số người đã đổ dồn đến Yến Đô. Cao thủ vương cảnh vốn rất hiếm gặp giờ lại xuất hiện nhiều không kể xiết, có thể thấy ở bất cứ nơi nào. Nhưng cũng không có nhiều người thực sự đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Dù sao, ngay cả vương của năm vương tộc lớn ở chiêu châu cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, trừ những gia tộc và thế lực hàng đầu, chỉ những cao thủ lánh đời mới có thực lực từ vương cảnh đỉnh phong trở lên mà thôi. Phòng khám ái dân, thành cửu châu, dương thanh đang nằm trên giường bệnh, phùng tiểu uyển cầm mấy cây kim bạc nhanh chóng đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người anh. chán phùng tiểu uyển dịn mồ hôi, người hơi run rẩy, nhưng cô ta vẫn kiên trì chữa trị cho dương thanh. Sau khi 81 cây kim bạc cắm hết lên người Dương Thanh, Phùng Tiểu Uyển vuốt kim thật nhanh một lượt. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra, từng cây kim vừa được Phùng Tiểu Uyển vuốt đều rung lên rất mạnh. Còn sắc mặt Phùng Tiểu Uyển thì tái nhợt, rõ ràng cách điều trị này rất tốn công sức. Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh chỉ thấy một luồng khí dễ chịu chậm rãi rót vào người anh qua kim bạc, vô cùng thư thái. Anh có ảo giác mình đang ở giữa tiên cảnh, có hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, hít thở tiên khí trong lành. Sự điên cuồng trong lòng anh cũng dần lắng lại. Phong ấn. Đúng lúc này, Phùng Tiểu Uyển bỗng hét lớn, 81 cây kim bạc đều ngừng rung. Phụt. Cô ta bỗng hộp máu, mặt tái mét. Tiểu Uyển. Dương Thanh sợ hết hồn, anh đang nằm trên giường bệnh nên không thấy được Phùng Tiểu Uyển trông như thế nào, nhưng anh có thể cảm nhận được, lúc này Phùng Tiểu Uyển hết sức yếu ớt. Đừng nhúc nhích. Phùng Tiểu Uyển quát, lập tức ấn nhanh vào mấy huyệt vị sau lưng Dương Thanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, tia máu dần xuất hiện xung quanh từng cây kim bạc rồi liên tục hội tụ về một chỗ ở giữa. 5 phút sau tất cả tia máu biến mất, 81 tia máu hội tụ vào một điểm, tạo thành bọng máu. Phụt, Phùng Tiểu Uyển lại lấy kim lạc ra dâm vào bọng mày, máu tươi lập tức phun ra. Dương Thanh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vô vùng, tràn ngập sức mạnh hơi thở điên cuồng còn sót lại trong lòng anh tan biến thành mây khói, như đã mất hẳn. Tiểu Uyển, em đã chữa khỏi cho anh rồi à? Sau khi đứng dậy Dương Thanh rất kinh hãi. Vì anh đã thấy ở khóe miệng Phùng Tiểu Uyển có vệt máu, còn sắc mặt thì trắng bệch, khiến người khác phải đau lòng. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, em đã dùng cách phong ấn huyệt vị để phong ấn hết liều thuốc hoàn mỹ trong người anh. Nếu anh lại bị kích thích, thích phong ấn vỡ nát thì có lẽ anh sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng, ngay cả em cũng rất khó khiến anh tỉnh táo cứ tưởng Phùng Tiểu Uyển đã giải quyết được vấn đề của liều thuốc hoàn mỹ, nào ngờ chỉ là tạm thời phong ấn. Tiểu Uyển vất vả rồi. Dương Thanh ái náy nói. Lúc thần y Phùng dùng mọi thủ đoạn khiến anh chịu ơn của lão ta và cháu gái, để anh bảo vệ Phùng Tiểu Uyển. Không ngờ từ ngày Phùng Tiểu Uyển theo anh tới Yến Đô, cô ta vẫn luôn giúp đỡ anh, còn anh lại không giúp được gì. Hiện giờ, Phùng Tiểu Uyển còn tốn bao công sức khống chế liều thuốc hoàn mỹ trong người anh. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu, anh Thanh yên tâm, em không sao. Nhưng trong cuộc chiến tranh ngôi vương của Yến Đô hôm nay, nếu không vì bất đắc dĩ anh đừng ra tay, dù có ra tay cũng đừng tức giận. Phùng Tiểu Uyển trầm giọng nhắc nhở, mặc dù em đã phong ấn liều thuốc hoàn mỹ trong người anh nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu không vì sợ hôm nay anh sẽ cuồng bạo lúc ra tay, em sẽ không bao giờ dùng đến cách này. Bởi vì một khi phong ấn huyệt vị, ít nhất sẽ phải phong ấn trong 3 ngày liên tiếp, phong ấn mới dần hình thành nhưng trong ba ngày này, nếu phong ấn bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng phá hủy sẽ không chỉ không khống chế được trạng thái cuồng bạo của anh, mà còn khiến nó trở nên nghiêm trọng gấp bội. Bây giờ trừ phi anh có thể dựa vào ý chí của chính mình khống chế trạng thái cuồng bạo, nếu không sẽ hoàn toàn biến thành quái vật mất kiểm soát. Phùng tiểu huyền nói vẻ khẩn cầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sắc mặt Dương Thanh cũng trầm trọng hơn nhiều, gật đầu nghiêm túc nói, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng không tức giận. Được, Phùng Tiểu Uyển gật đầu, lại chờ mong nhìn về phòng bệnh trong cùng. Đã 48 tiếng rồi, vẫn còn một tiếng nữa. Chỉ cần anh siêu có thể đột phá, có lẽ anh sẽ không phải ra tay. Phùng Tiểu Uyển nói. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh cá nhân sâu nhất của phòng khám ái dân, mã siêu đang ngâm trong một thùng tắm bằng gỗ cỡ lớn. Nước thuốc đục ngầu trong thùng tắm đã trong hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn một phần nước thuốc chưa được mã siêu hấp thụ. Đây chính là thuốc cố cơ phùng tiểu huyền điều chế. Người dùng sẽ rất đau đớn, nhưng nếu có thể kiên trì trong vòng 49 tiếng sẽ có thể khôi phục vết thương, đồng thời còn gia tăng cảnh giới võ thuật. Kia vương chiến cũng dùng cách này mới đột phá từ thần cảnh sơ kỳ lên thần cảnh trung kỳ. Lúc này, cả người mã siêu đều ngâm trong nước thuốc, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Mặc dù nước thuốc chẳng còn bao nhiêu nhưng nỗi đau vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn ngày càng đau nhức hơn. Hiện giờ mã siêu đang ở vương cảnh hậu kỳ, nhưng sau khi phá giải phong ấn vẫn có thể đấu với cao thủ thần cảnh trung kỳ một khi anh ta có thể đột phá vương cảnh đỉnh phong có lẽ cũng có thể đánh ngang sức với cả thần cảnh hậu kỳ cậu thanh sắp đến giờ rồi chúng ta phải tới võ quán yến đô rồi đúng lúc này vương chiến đi tới cung kính nói cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô tổ chức tại võ quán yến đô một tiếng nữa mã siêu mới có thể kết thúc tắm thuốc nhưng cuộc đấu võ đã sắp bắt đầu được bọn anh qua đó đợi mã siêu em bảo cậu ấy tới thẳng võ quán yến đô dương thanh nhìn sang phùng tiểu uyển cô ta gật đầu nghiêm túc nói anh thanh ông chiến hai người nhất định phải cẩn thận yên tâm bọn anh sẽ tự bảo vệ mình dứt lời dương thanh dẫn vương chiến rời đi lúc này võ quán yến đô đã đông nghịt người khán đài bốn góc rộng lớn chật như nêm cả võ quán đều chìm trong đủ loại khí tức võ thuật khủng bố Người vào được đây không giàu có cũng quyền quý, cao thủ đều có cảnh giới từ vương cảnh trở lên. Cậu Thanh, tôi cảm nhận được mấy cao thủ thần cảnh. Vừa bước vào khán đài, vương chiến trầm giọng nói. Dương Thanh gật đầu. Vương chiến có thể cảm nhận được sự tồn tại của cao thủ thần cảnh, đương nhiên anh cũng có thể. Không ngờ ngoại trừ anh và vương chiến, trong đây ít nhất cũng phải có 15 cao thủ thần cảnh. Trong số họ có tận 4 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Chiêu Châu đúng là ngọa hổ tàng long ánh mắt dương thanh lóe lên hít mắt nói nếu những cao thủ thần cảnh này làm việc cho chiến vực có lẽ thực lực của chiêu châu sẽ vô cùng lớn mạnh có thể nói số lượng cao thủ thần cảnh có mặt trong võ quán yến đô hôm nay nhiều hơn cả chiến vực quan trọng là bọn họ chưa phải tất cả cao thủ thần cảnh của chiêu châu vương chiến không khỏi đỏ mặt nói sau này nếu chiêu châu cần tới tôi nhất định sẽ xông pha chiến trường lão ta từng là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long cả đời làm việc vì hoàng tộc họ long cũng chưa từng đi tới chiến trường, càng đừng nói tới chiến đấu vì chiêu châu. Từ lúc Dương Thanh và Vương Chiến bước vào võ quán Yến Đô đã bị đám cao thủ hàng đầu để mắt tới. Nếu hoàng tộc và vương tộc không nhúng tay, Dương Thanh mới là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô nhất. Chính vì có người loan tin Dương Thanh muốn xương vương ở Yến Đô nên người của vương tộc mới nhao nhao kéo tới. Sau đó, cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật cũng chạy tới Yến Đô. Dương Thanh không thèm nhìn bọn họ, đi một mạch tới ghế khách quý. người trẻ tuổi kia là ai? sao lại có tư cách ngồi ghế khách quý? người ngồi ghế khách quý đều là cao thủ đứng đầu chiêu châu, hình như còn có cả cao thủ thần cảnh. sao cậu ta lại dám ngồi ở đó? ngu ngốc, cậu ấy chính là Dương Thanh, chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. nếu Hoàng Tộc và Vương Tộc không nhúng tay, cậu ấy mới là vương của Yến Đô. sự xuất hiện của Dương Thanh thu hút vô số người. sau khi Dương Thanh và Vương Chiến ngồi xuống ghế khách quý cao thủ thần cảnh đều lạnh lùng nhìn sang. Danh con, mày là Dương Thanh Hà. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ khinh miệt chất vấn. Cốt, vương chiến đứng bật dậy quát lớn. Khí thế khủng bố tràn trên người ông ta tràn ra, càn quét về phía cao thủ thần cảnh sơ lì kia. Không ai ngờ tới vương chiến sẽ ra mặt. Người trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ kia cảm nhận được khí thế khủng bố trên người vương chiến lập tức tái mét. Lúc này, ông ta cảm thấy trước mặt mình không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục đối phương có thể dễ dàng giết chết ông ta chỉ bằng một suy nghĩ sau lưng ông ta ướt sũng mồ hôi mọi người xung quanh đều đang nhìn ông ta khiến ông ta thấy mặt mình nóng rát dương thanh vẫn không thèm nhìn ông ta lấy một cái giống như vừa rồi người ông ta hỏi không phải anh vương chiến từ bao giờ ông đã biến thành con chó chung thành thế đúng lúc này một người trung niên đứng ở khu vực của hoàng tộc họ long châm chọc hỏi Vương Chiến lập tức cao mày. Ông ta từng là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, sao lại không nhận ra đối phương? Người trung niên kia chính là Long Khoa con trai thứ của Long Hoàng, cũng là bố của Long Phi Dương từng chạy tới phòng khám ái dân khiêu khích lão ta và Long Thiên Vũ. Từ khi Long Thiên Vũ bị phế võ thuật, bố của hắn ta cũng dần bị thu hồi quyền lợi. Hiện giờ nhánh của Long Khoa mới mạnh nhất hoàng tộc họ Long, còn Long Khoa cũng đang được Long Hoàng coi trọng, nghe nói có khả năng trở thành người thừa kế bên cạnh ông ta còn có long giang cao thủ thần cảnh trung kỳ đi theo long phi dương tới phòng khám ái dân gây chuyện nhưng long giang không phải người mạnh nhất hoàng tộc họ long một lão già da mặt nhăn nheo đang nhìn chằm chằm dương thanh đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng dường như cảm nhận được dương thanh quay lại đối mặt với lão ta giây phút nhìn vào mắt lão già kia anh lập tức hoảng hốt cảm thấy như đang rơi vào địa ngục nhưng chỉ trong phút chốc dương thanh đã thoát ra được nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ. Rốt cuộc trong mắt lão già kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ lão ta đã luyện thuật thôi miên, lúc chiến đấu có thể khiến đối thủ chìm trong ảo giác, thậm chí là ngủ say. Cao thủ giao đấu có thể nhanh chóng phân thắng bại. Khi đối đầu với cao thủ có thực lực tương đương, lão ta chỉ cần khiến đối phương chìm vào ảo giác trong nháy mắt là có thể lấy mạng đối phương. Nhưng vừa rồi Dương Thanh bị lão ta dùng thuật thôi miên, anh lại có thể khôi phục bình thường trong nháy mắt khi lão ta đang kinh ngạc lòng dương thanh cũng trầm xuống anh biết hoàng tộc chiêu châu có một vài cao thủ cực mạnh còn có thủ đoạn đặc biệt nhưng không ngờ lại gặp được một cao thủ biết thôi miên lão già của hoàng tộc họ long kia chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ nhưng kết hợp với thuật thôi miên chắc chắn có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh đỉnh phong một khi lão ta đột phá thần cảnh đỉnh phong đến cả anh cũng thấy khó giải quyết ý sao không nói chuyện chủ của ông không ra lệnh ông không có gan trả lời tôi nữa à long khoa thấy chiến vương ngó lơ mình lập tức mỉa mai hỏi vương chiến nhíu mày định lên tiếng lại nghe thấy dương thanh nói chó thích sổ loạn khi có chó sổ loạn ông mà đáp lại chẳng phải cũng giống nó rồi sao cậu thanh dậy phải sắc mặt vương chiến lập tức dịu đi vội vàng ngồi xuống cạnh anh uynh long khoa võ bàn đứng bật dậy cả giận nói danh con mày mắng ai là chó nhưng dương thanh vẫn chẳng thèm nhìn ông ta như thật sự coi ông ta là một con chó thích sổ loạn chết tiệt mày muốn chết hả long khoa hoàn toàn bị chọc giận điện hạ đúng lúc này lão già biết thôi miên sau lưng long khoa đột nhiên ngăn ông ta lại trầm giọng nói cậu ta rất mạnh cái gì long khoa chỉ biết dương thanh rất mạnh nhưng không ngờ đến cả lão ta cũng phải công nhận long giang cũng lên tiếng điện hạ đồng giã nói đúng đấy thăng danh kia rất mạnh chính nó đã lừa 10 tỷ của chúng tôi. Hai cao thủ thần cảnh bên cạnh đều nói vậy khiến sắc mặt Long Khoa cực kỳ khó coi. Vậy thì cho nó sống thêm một lúc nữa. Long Khoa nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người hóng hớt thấy Long Khoa im bặt đều cảm thấy kinh hãi. Trong mắt mọi người, hoàng tộc là gia tộc đứng đầu chiêu châu, vậy mà lại có người dám nói người của hoàng tộc họ Long là chó ngay trước mặt bao người. Khiếp sợ hơn cả là Long Khoa có khả năng trở thành Long Hoàng tương lai lại không nói gì. Giờ phút này, nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh, vô cùng tò mò chàng trai trẻ có tư cách ngồi ghế khách quý này. Cậu Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp tươi cười đi tới chủ động chào hỏi Dương Thanh. Thượng Quan Nhu của Hoàng tộc Thượng Quan ni trong khi mọi người đều đang hoài nghi thân phận của Thượng Quan Nhu, cô ta đã ngồi xuống ghế khách quý bên cạnh Dương Thanh, vẻ mặt thân thiện, Dương Thanh không có cảm giác gì với cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn một cái, chỗ này có người ngồi rồi. L anh giữ chỗ bên cạnh cho mã siêu, không ngờ cô ta lại chiếm đoạt. Thượng quan nhu khẽ cười nói: "Cậu thanh yên tâm, tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu, nói xong sẽ đi ngay." Dứt lời, cô ta thì thầm vào tai anh: "Cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô hôm nay vốn là một cái bẫy, dù cậu thật sự có thể giành được quán quân cũng chưa chắc đã kế thừa được đế thôn." Ngay sau đó, cô ta liền đứng dậy rời đi. Đến khi dương thanh lấy lại tinh thần, thượng quan nhu đã trở về chỗ mình ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc mặc dù đây mới là lần thứ hai anh gặp thượng quan nhu nhưng không biết tại sao anh lại tin lời cô ta nói chẳng lẽ cuộc đấu võ lần này thật sự chỉ là một cái bẫy người răng bẫy là ai mà dám dùng toàn bộ cao thủ hàng đầu chiêu châu làm quân cờ nếu đây là sự thật người răng bẫy quá khủng bố càng nghĩ anh càng thấy sợ hãi các cao thủ xung quanh thấy thượng quan nhu thì thầm với dương thanh cũng rất tò mò cậu thanh xảy ra chuyện gì à vương chiến ngồi cạnh thấy sắc mặt dương thanh hơi biến đổi nghiêm trọng hỏi dương thanh khẽ lắc đầu đáp không có gì không biết vì sao anh lại thấy lo lắng lạ thường cảm giác cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô bắt đầu tiến hành đám người có mặt đều vô cùng kích động nhưng dương thanh lại thấy bất an rốt cuộc thượng quan nhu nói cuộc đấu võ hôm nay là một cái bấy là có ý gì quy tắc đấu võ cực kỳ đơn giản. Người nhận được thư mời đều có quyền tham gia đấu võ, thua một lần lập tức loại bỏ. Người thắng có thể lựa chọn nhận lời khiêu chiến của người khác, cũng có thể lựa chọn nghỉ. Ngơi, từ đầu đến giờ, trên sàn đấu đều là cao thủ vương cảnh, không có lấy một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cậu Thanh, cứ tiếp tục như vậy đến bao giờ mới kết thúc? Vương Chiến đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, không biết ai là người tổ chức đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô rõ ràng chỉ cần mời cao thủ thần cảnh tham gia là được, nhưng đối phương lại mời cả cao thủ vương cảnh lên đấu, đúng là lãng phí thời gian. Các khách mời xem đấu say xưa, nhưng đối với cao thủ thần cảnh như Dương Thanh và Vương Chiến, quả thực là lãng phí thời gian. Tổng cộng có bao nhiêu người tham gia đấu võ? Dương Thanh bỗng hỏi. Vương Chiến đáp, 17 cao thủ thần cảnh, còn cao thủ vương cảnh nghe nói có hơn 1.200 người, nhưng cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không rõ. Theo tiến độ hiện giờ, trung bình 10 phút đấu xong một trận. Ở đây có hơn 1.200 cao thủ, vậy ít nhất cũng cần đấu 1.200 trận mới có thể chọn ra quán quân cuối cùng. Võ quán có 10 sàn đấu, tức là ít nhất cũng cần đấu 120 lượt trận, là 1.200 phút. Dương Thanh Cao Mày nói, vậy thì ít nhất cũng phải mất 20 tiếng mới có thể kết thúc cuộc đấu võ. Vương Chiến gật đầu, tôi cứ cảm thấy cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến đô lần này có vấn đề gì đó, nhưng lại không nói rõ ra được đến cả vương chiến cũng ý thức được vấn đề sao xem ra thượng quan nhu nói đúng cuộc đấu võ hôm nay chính là một cái bẫy rốt cuộc là kẻ nào dám mời toàn bộ cao thủ hàng đầu chiêu châu tới đấu võ nếu mục đích của đối phương không phải muốn chọn ra vương của yến đô vậy thì là vì cái gì dương thanh vô thức nhìn sang thượng quan nhu lúc này cô ta đang nhàm chán nghịch điện thoại dường như không hề hứng thú với cuộc đấu võ trước mặt không chỉ cô ta cao thủ của bốn hoàng tộc cũng không thèm xem số võ. Thậm chí đến cả cao thủ vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đỉnh phong cũng không xem đấu võ. Ngay khi Dương Thanh đang nghi ngờ, một bóng người trẻ tuổi chợt bước tới. Chào anh Thanh, tôi là Diệp Sung của hoàng tộc họ Diệp. Anh ta mặc bộ quần áo sang trọng, nhìn là biết thuộc dòng chính của hoàng tộc. Lúc này, anh ta đang tươi cười giơ tay với Dương Thanh. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Sung, tôi không biết đối phương có ý đồ gì nhưng vẫn đồng ý bắt tay. Không biết Điện hạ tìm tôi có chuyện gì? Anh lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi Vương Chiến đã giới thiệu các nhân vật quan trọng của bốn hoàng tộc với anh. Diệp Sung là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất đời thứ ba của hoàng tộc họ Diệp. Bố của anh ta còn mạnh hơn, mới 50 tuổi đã đột phá thần cảnh hậu kỳ, được chọn làm người thừa kế của hoàng tộc họ Diệp. Có thể đoán được địa vị của Diệp Sung trong gia tộc rất cao. Anh ta 28 tuổi, Bằng tuổi Dương Thanh, có thực lực bán bộ thần cảnh. Dù là Dương Thanh cũng chưa gặp được mấy người đạt được bán bộ thần cảnh trước năm 30 tuổi. Tôi tin anh cũng cảm nhận được, cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô hôm nay rất kỳ lạ. Diệp Sung bình tĩnh nói, tôi có cảm giác nó giống đại hội lựa chọn cao thủ võ thuật để dâng cho người khác hơn. Nghe vậy, Dương Thanh rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, lựa chọn cao thủ cho người khác? ý của điện hạ là có người dùng cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô này làm vỏ bọc tập hợp tất cả cao thủ trên vương cảnh ở đây thật ra là để chọn người có thiên phú võ thuật xuất chúng sao diệp sung gật đầu sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng đương nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi chân tướng là gì tôi cũng không dỡ không biết anh có biết được gì không diệp sung là người đứng đầu đời thứ ba của hoàng tộc họ diệp thế nhưng thái độ bình dị gần gũi khiến người ta không có cảm giác xa lạ với anh ta dương thanh đáp tôi cũng nghe người ta nói đây là một cái bẫy. Ngôn tình hay bẫy? Diệp sung nhíu mày, xem ra đây đúng là một cái bẫy. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào dám lợi dụng cả người của hoàng tộc? Rõ ràng anh ta cũng chẳng biết được bao nhiêu, chỉ tự suy đoán có người muốn mượn cuộc đấu võ lần này để chọn ra một vài cao thủ có thiên phú hơn người. Nhưng như vậy đã đủ khiến Dương Thanh phải giật mình kinh hãi. Lúc này anh cũng cảm thấy giống như lời Diệp Sung nói, có người muốn chọn những người có thiên phú võ thuật xuất chúng ở Chiêu Châu. Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai, hay là thế lực nào dám lợi dụng toàn bộ cao thủ của Chiêu Châu răng ra cái bẫy này. Không biết anh có hứng thú muốn nhập cuộc cùng tôi không? Diệp Sung bỗng bật cười nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ồ, ý của Điện Hạ là đang muốn nhập cuộc sao? Dương Thanh nở nụ cười. Diệp Sung gật đầu, có tất cả 10 sàn đấu, tôi định liên thủ với ba hoàng tộc còn lại đồng loạt ra tay mỗi nhà chiếm một sàn đấu cộng thêm hiệp hội võ thuật và anh thanh sẽ có sáu sàn đấu nếu cao thủ của sáu thế lực lớn chúng ta nhập cuộc chắc là có thể dụ người đứng sau xuất hiện dương thanh im lặng một lúc gật đầu đáp chỉ cần điện hạ thuyết phục được các thế lực khác tôi cũng đồng ý tham gia được quyết định vậy đi tôi đi thương lượng với các thế lực khác diệp sung nói xong lập tức quay lưng đi mất sau khi anh ta rời khỏi vương chiến mới trầm giọng nói cậu thanh diệp sung này rất không đơn giản dương thanh gật đầu đúng là không đơn giản anh ta có thể suy đoán được như vậy chắc chắn không phải kẻ tâm thường còn muốn liên thủ các thế lực lớn của chiêu châu nhập cuộc sự quyết đoán này cũng không đơn giản nhớ cái bẫy này do hoàng tộc họ diệp răng ra thì sao vương chiến chợt lo lắng hỏi dương thanh lắc đầu chắc là không đâu nếu là bọn họ trừ phi dám chắc có thể đối mặt với lửa giận của toàn bộ cao thủ chiêu châu nếu không nhất định sẽ không răng bẫy như vậy lúc dương thanh nhận được thư mời còn tưởng đây là trò của hoàng tộc bây giờ xem ra cũng không phải người thực sự muốn tổ chức cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô này là một người hoàn toàn khác nếu cứ tiếp tục như vậy e là một ngày một đêm cũng chưa thể chọn ra quán quân cuối cùng hay là bây giờ chúng ta cùng nhập cuộc diệp xung nhìn bốn hoàng tộc rồi nhìn về phía hiệp hội võ thuật và dương thanh cất tiếng nói mấy thế lực này đều ngồi ở ghế khách quý Rõ ràng Diệp Sung đang nói với bọn họ. Không biết Diệp Điện Hạ muốn nhập cuộc thế nào. Long Khoa ngồi ở khu của hoàng tộc họ Long hỏi, người phụ trách của các hoàng tộc còn lại và hoa anh kiệt của hiệp hội võ thuật đều nhìn về phía Diệp Sung. Diệp Sung khẽ cười đáp, có 10 sàn đấu, bốn hoàng tộc chúng ta mỗi nhà chiếm một sàn, hiệp hội võ thuật chiếm một sàn, anh thanh của tập đoàn Nhạn Thanh chiếm thêm một sàn nữa. Vậy thì 6 sàn đấu đều bị chúng ta độc chiếm rồi. Audio điện tử võ tấn bền chúng ta cứ phái cao thủ thần cảnh lên đấu luôn, loại hết đám tôm tép nhãi nhép ra đá. Sau đó chúng ta lại đấu với nhau, được không? Đương nhiên, hoàng tộc họ Diệp định phái ra ca hai cao thủ thần cảnh cùng lúc để tỏ lòng thành. Anh ta vừa dứt lời, hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ tự giác đi lên hai sàn đấu khác nhau. Diệp điện hạ có lòng. Thượng quan nhu cười nói, hoàng tộc thượng quan đồng ý nhập cuộc. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Ngay sau đó, hai cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc Thượng Quan cũng leo lên sàn đấu. Hoàng tộc họ Diệp và Hoàng tộc Thượng Quan đều đã tỏ thái độ, Hoàng tộc họ Long không thể lạc hậu được. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Long Khoa cũng cười nói. Hoàng tộc họ đoàn ra trận người phụ trách của Hoàng tộc họ đoàn là một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa vung ai một cái, hai cao thủ thần cảnh liền bước lên sàn đấu. Thoáng chốc tám trong số 10 sàn đấu đã bị bốn hoàng tộc chiếm đoạt, chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Hoa Anh Kiệt vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ gọi tên một người, chỉ hội trưởng Hồng. Chỉ hội trưởng Hồng cũng đi lên sàn đấu thứ 9. Tất cả mọi người đều nhìn sang Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi lên cho. Vương Chiến hỏi. Thấy Dương Thanh gật đầu, Vương Chiến cũng leo lên sàn đấu. Thoáng chốc, toàn bộ võ quán Yến đô tràn ngập khí thế của cao thủ thần cảnh. Đám cao thủ vương cảnh vốn đang định tranh đấu đều xám xịt mặt mày. 10 sàn đấu đều bị cao thủ thần cảnh độc chiếm, bọn họ làm gì còn cơ hội. Tuy nhiên vẫn có kẻ ngu xuẩn muốn thử sức với cao thủ thần cảnh. Mấy cao thủ bán bộ thần cảnh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi lên sàn đấu. Bắt đầu. Trong tài gia hiệu, 10 cao thủ bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới đối thủ của mình. Giờ phút này, bầu không khí trong võ quán cũng được đẩy lên cao trào, tất cả đều mong chờ, căng thẳng năm chặt tay. Nhưng 10 cao thủ thần cảnh đều không thèm ra tay, chỉ đứng im tại chỗ, không hề e ngại cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công. Bịch, người đầu tiên bị cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công là cao thủ của hoàng tộc họ Long. Cao thủ bán bộ thần cảnh vừa tung đấm về phía cao thủ của hoàng tộc họ Long dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhưng cao thủ của hoàng tộc họ Long không hề bị dao động, nhếch miệng cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Âm. Nói xong, một luồng khí thế khủng bố trên người lão ta bộc phát. Lão ta đá bay cao thủ bán bộ thần cảnh rơi thẳng xuống dưới sàn đấu. Cùng lúc đó, các cao thủ bán bộ thần cảnh trên chín sàn đấu còn lại cũng đồng loạt bị đánh văng ra khỏi sàn đấu. Cả khán đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người cao thủ thần cảnh trên sàn đấu. Mạnh, mạnh thật đó. Cao thủ bán bộ thần cảnh không hề có sức phản kháng. Đến cả cao thủ bán bộ thần cảnh còn không chịu nổi một đòn, thực lực vương cảnh như chúng ta còn cơ hội gì nữa? Đám cao thủ vương cảnh đứng phía dưới đều tái mét. Giờ phút này bọn họ mới ý thức được mình chỉ là vật hy sinh. Tôi rút khỏi cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Tôi cũng rút lui. Cao thủ vương cảnh nhao nhao tuyên bố muốn rút khỏi cuộc đấu võ. Nhưng vẫn còn người đang quan sát. Còn ai muốn đấu tiếp, lên hết đi. Một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hoàng tộc họ Diệp bỗng lạnh giọng nói. Các cao thủ thần cảnh còn lại trên sàn đấu cũng thi nhau tỏ thái độ, các người cùng lên đi rõ ràng bọn họ đều muốn đánh nhanh thẳng nhanh, cứ tiếp tục thế này vẫn còn quá chậm. vậy thì chúng tôi chỉ có thể liên thủ. chúng ta liên thủ đánh bại họ trước rồi quyết thắng thua sau được không? được, tôi đồng ý. tôi cũng đồng ý. những cao thủ vương cảnh vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành vương của yến đô dõng dạc nói. nhất thời mỗi sàn đấu đều có mười mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh lao lên. nếu không phải diện tích sàn đấu có hạn sợ là sẽ còn nhiều người hơn nữa. Các cao thủ vương cảnh hậu kỳ không có tư cách tham chiến, chỉ có thể trở thành khán giả. Giết! Rốt cuộc cũng có người bắt đầu. Trên sàn đấu của vương chiến, mười mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới chỗ lão ta. Vương chiến vẫn tỏ ra lạnh lùng, khí thế thần cảnh trung kỳ bộc phát. Cút! Lão ta gầm lên, Giã mạnh xuống sàn đấu. Sàn đấu phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, khi thế khủng bố bao phủ cả sàn đấu. Bịch bịch bịch, vương chiến đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện trên sàn đấu chỉ còn một mình lão ta. Chín sàn đấu còn lại cũng tương tự, cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã chỉ còn các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc trụ lại. Cảnh tượng này khiến đám cao thủ còn dục dịch muốn sông lên hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể nói, thần cảnh và dưới thần cảnh là hai khái niệm khác hẳn nhau. Thần cảnh vô địch không thể đánh bại. Tôi từ bỏ tôi cũng từ bỏ trong hội trường rộng lớn, các cao thủ vương cảnh nhau nhau bỏ quyền thi đấu. Từ lúc Diệp Sung đề nghị các thế lực đứng đầu chiêu châu cùng nhập cuộc đến nay chỉ mới được 5 phút, vậy mà đã có thể loại bỏ toàn bộ cao thủ dưới thần cảnh. Cuộc đấu võ vốn phải diễn ra 20 tiếng nữa thuê cái rút ngắn chỉ còn vài tiếng, có khi chỉ còn mấy chục phút. Còn ai dám đấu nữa không? Chi hội trưởng hồng của Hiệp hội Võ Thuật đứng chắp tay giữa sàn đấu, ngạo nghễ hỏi. Ông ta liên tục phạm sai lầm, đã bị Hoa Anh Kiệt ghi nhớ. Đây là cơ hội tốt để ông ta lập công bị trồ nhưng ngay khi ông ta vừa dứt lời, một bóng người leo thẳng lên sàn đấu của ông ta. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chỉ hội trưởng Hồng như con diều đứt dây bị đánh rơi xuống sàn đấu. A mô mọi người đều kinh hãi. Chi hội trưởng Hồng là cao thủ thần cảnh sơ kỳ, sao lại bị đánh bại? Đến cả Hoa Anh Kiệt cũng đứng bật dậy, ánh mắt khiếp sợ cao thủ vừa một đòn đánh bay chỉ hội trưởng Hồng có khí thức quá mạnh, đến cả lão ta cũng cảm thấy sức uy hiếp cực lớn. Không chỉ mình Hoa Anh Kiệt, các cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc cũng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông là ai? Hoa Anh Kiệt giận dữ nhìn cao thủ thần bí kia, lạnh giọng chất vấn. Cao thủ bí ẩn vừa xuất hiện liền đánh bại chỉ hội trưởng Hồng mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ đen che kín mặt. Nhưng khí thế mạnh mẽ trên người lão ta lại khiến mọi người hoảng loạn ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, cùng nhìn chăm chăm cao thủ áo đen. Không biết tại sao anh cảm thấy ở lão ta có gì đó rất quen thuộc. Thực lực của cao thủ áo đen cực mạnh, khí tức võ thuật là thần cảnh đỉnh phong. Ở đây có rất nhiều cao thủ thần cảnh, nhưng trừ Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt không còn ai có thực lực thần cảnh đỉnh phong nữa. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong chỉ có thể là người đứng đầu hoàng tộc, hoặc là cao thủ bí mật của hoàng tộc, hay là các cao thủ sống ẩn giật mặc dù hoàng tộc ngấp nghé đế thôn nhưng cũng e ngại người từ trăm năm trước kia có thể nói bọn họ phái người tới tham gia cuộc đấu võ giành môi vương của yến đô đã là phạm quy đương nhiên sẽ không dám để chủ nhân hoàng tộc tự mình tới nhưng bây giờ lại xuất hiện một cao thủ áo đen có thực lực thần cảnh khiến mọi người cảm thấy bị uy hiếp rốt cuộc ông là ai hoa anh kiệt lại hỏi ý chí chiến đấu phun trào cốt cao thủ áo đen bỗng gầm lên khiến tất cả đều kinh hãi ông muốn chết hả? Hoa Anh Kiệt là hội trưởng hiệp hội võ thuật, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này? Lão ta lập tức lao thẳng về phía cao thủ áo đen. Cao thủ trên các sàn đấu khác cũng nhìn sang, vẻ mặt nghiêm trọng. Bịch! Một giây sau, Hoa Anh Kiệt nhảy lên sàn đấu, tung đấm tấn công cao thủ áo đen. Mọi người sợ hãi chứng kiến cao thủ áo đen cũng vùng nắm đấm chống đỡ. Đồng thời một khí thế kinh người từ giữa sàn đấu càn quét bốn phía sàn đấu vô cùng cứng rắn bắt đầu xuất hiện vết nứt bịch ngay sau đó tiếng động thật lớn vang lên sàn đấu vỡ nát cao thủ áo đen và hoa anh kiệt đều đứng trên mặt đất lúc này không một ai chú ý tới sàn đấu đã bị hủy không thể đấu võ được nữa tất cả đều dán mắt lên người cao thủ áo đen và hoa anh kiệt chuyện đến nước này sàn đấu đã trở nên vô nghĩa chỉ còn trận đấu võ thuật đúng nghĩa giết hoa anh kiệt gào lên thực lực thần cảnh đỉnh phong bộc phát chèn ép về phía cao thủ áo đen. Bịch bịch bịch, hai người đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Các cao thủ vương cảnh vây quanh quan sát chỉ cảm thấy trái tim cũng rung động theo từng đòn công kích của hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Các cao thủ thần cảnh ở chín sàn đầu còn lại đều xa sầm mặt. Phần lớn bọn họ đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Dù chỉ quan sát cũng vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng như núi, đừng nói là giao đấu với hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong thực thụ. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong chưa xuất hiện, còn ai có tư cách tranh giành quán quân? Bịch, bỗng hoa anh kiệt bị một đòn của cao thủ áo đen đánh bay, đâm thẳng vào một sàn đấu khác. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người nhìn chăm chằm cao thủ áo đen. Không chịu nổi một đòn. Cao thủ áo đen cười lạnh nhìn các cao thủ thần cảnh trên chín sàn đấu còn lại, chỉ vào từng người, các người cùng lên đi. Cái gì? Lão ta muốn một mình khiêu chiến 10 cao thủ thần cảnh. Lão ta điên rồi sao? Thật sự coi mình là vô địch thiên hạ à? Dù lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng đâu thể nào đối phó được cả 10 cao thủ thần cảnh cùng lúc. Đám cao thủ vương cảnh đều sợ chết khiếp. Người của Hoàng tộc cũng có cảm giác như vậy. Còn Dương Thanh lại cau mày. Đương nhiên anh cảm nhận được thực lực của cao thủ áo đen này cực kỳ khủng bố, dù cùng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng sức chiến đấu lại vượt xa các cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường sợ là 10 cao thủ thần cảnh đồng loạt ra tay cũng chưa chắc đánh lại một mình lão ta. Anh không quan tâm sự sống chết của cao thủ hoàng tộc, chỉ lo lắng cho vương chiến. Cao thủ áo đen đã dám khiêu chiến cả 10 cao thủ thần cảnh, đương nhiên là có lòng tin sẽ giành chiến thắng. Chết tiệt! Hoa Anh Kiệt cũng bò lùm cùng dậy, bộ dạng thê thảm không còn giống hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật. Sắc mặt lão ta tràn đầy dữ tợn. Bị đánh bại trước mặt mọi người chính là nỗi nhục lớn nhất của lão ta nói đúng hơn, lão ta đã thua trận. Sàn đấu ban đầu của lão ta đã bị phá hủy, nhưng vừa rồi lão ta lại bị cao thủ áo đen đánh bay ra một sàn đấu khác. Như vậy khác gì đã thua. Nhưng lão ta không hề có ý định rời khỏi, đang đăng sát khí nhìn chăm chằm cao thủ áo đen. Cao thủ áo đen không thèm nhìn lão ta, dường như lão ta có tham chiến hay không cũng không quan trọng. Vậy thì bọn tôi chỉ có thể liên thủ. Đúng lúc này, cao thủ của hoàng tộc họ Long bồng lên tiếng tuy những người khác không nói gì nhưng đều đang đợi người nói ra câu này. Thực lực của cao thủ áo đen quá khủng bố, trừ phi bọn họ liên thủ với nhau, nếu không sẽ không có một chút phần thắng nào. Giết! 10 cao thủ cùng sông lên. Cao thủ áo đen nhếch môi cười lạnh, xòe 10 ngón tay hét lớn, biến. Mọi người giật mình phát hiện, 10 cao thủ vốn đang lao về phía cao thủ áo đen lại đồng loạt ngã lăn ra đất, vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? cả võ quán chìm vào yên lặng tròn 10 giây mới có người thốt lên. Sắc mặt của đám người đến từ hoàng tộc đều cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng 10 cao thủ thần cảnh thực sự đã bị một mình cao thủ áo đen đánh bại. Thậm chí lão ta còn chưa tiếp xúc đã khiến cả 10 cao thủ thần cảnh ngã xuống, đau đớn tới mức mặt mày biến dạng. Nhưng lúc này, hai mắt Dương Thanh lại lóe lên sát khí, sắc mặt tối xâm. Người khác không nhìn ra, nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng vừa rồi có 10 con cổ trùng bay ra từ 10 đầu ngón tay của cao thủ áo đen. Hiện giờ, 10 cao thủ thần cảnh ngã lăn ra đất không dậy nổi kia đều đã trúng cổ độc nên vẻ mặt mới đau đớn như vậy. Cao thủ miêu thành cũng không nhãn lại được nữa rồi sao? Dương Thanh bỗng đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn cao thủ áo đen. Anh đã từng tiếp xúc với cao thủ quỷ môn của Miêu Thành, đương nhiên biết rõ cao thủ áo đen chính là đại sư cổ thuật của Miêu Thành, còn có thực lực rất mạnh lúc trước anh đã từng giết một cao thủ miêu thành tên miêu vân nghiễm miêu vân nghiêm cũng là một đại sư cổ thuật chỉ là ông ta thua xa lão già mặc áo đạo sĩ đen trước mặt đây cũng là lý do tại sao dương thanh chỉ liếc mắt thôi là đã nhận ra đây là cao thủ miêu thành bởi vì hơi thở trên người miêu vân nghiễm đã bị anh giết sống hệt hơi thở của lão già mặc áo đạo sĩ đen này có lẽ hai người là người cùng sư môn dương thay nhồ đúng lúc này lão già mặc áo đạo sĩ đen nhìn sang dương thanh đó là một gương mặt cực kỳ già nua và gầy gò gương mặt nhăn nheo lúc này đôi mắt đen nhánh đó tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt dương thanh nhíu mày miêu vân nhiễm là gì của ông hơi thở trên người lão già mặc áo đạo sĩ đen cực kỳ giống miêu vân nghỉa ếm lúc này ánh mắt nhìn dương thanh cũng đầy sát khí dương thanh gần như có thể xác định được lão già mặc áo đạo sĩ đen này là người rất thân với miêu vân nhiễm căn cứ theo sự tranh lệch tuổi tác của hai người thì Miêu Vân Nhiễm có thể là đồ đệ hoặc con cháu của lão ta. Lăn đến đây chịu chết đi. Lão già mặc áo đạo sĩ đen giống lên phần nộ. Trong nháy mắt, một luồng hơi thở kinh khủng của thần cảnh đỉnh phong không ngừng toát ra từ người lão ta. Nếu ông đã muốn chết thì tôi tác thành cho ông. Dương Thanh nói rồi bước ra. Nhưng đúng lúc này, một hơi thở kinh khủng khác lại đi trước Dương Thanh một bước, xông thẳng về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen, đồng thời còn quá to, muốn động đến anh thanh thì phải bước qua sát tôi trước. người đó không phải ai khác mà chính là mã siêu. mã siêu của lúc này toàn thân toát ra hơi thở thần cảnh sơ kỳ, chỉ thấy anh ra dãm mạnh xuống đất, giống to phá giải phong ấn. giây tiếp theo, một luồng hơi thở võ thuật kinh khủng phát ra từ người anh ta. giết. anh ta giống lên rồi xông thẳng về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. lúc anh ta đang ở cảnh giới vương cảnh trung kỳ sau khi phá giải phong ấn sức chiến đấu thì có thể bộc phát đến bán bộ thần cảnh bây giờ anh ta đã bước vào thần cảnh sơ kỳ lại phá giải phong ấn nữa một luồng hơi thở võ thuật cao hơn thần cảnh hậu kỳ toát ra từ người anh ta nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất của anh ta lúc anh ta xông về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen anh ta nuốt viên thuốc màu đen hiển nhiên đó là viên thuốc phùng tiểu huyền cho anh ta phá giải phong ấn sức chiến đấu cộng thêm viên thuốc tăng thực lực sau vài giây ngắn ngủi hơi thở võ thuật trên người mã siêu đã vọt thẳng lên thần cảnh đỉnh phong. Muốn chết, lão già mặc áo đạo sĩ đen lên cơn thịnh nộ, đánh về phía mã siêu, trong lòng bàn tay lão ta còn có một con cổ trùng giữ tợn. Một khi cổ trùng này dính lên người mã siêu, có lẽ mã siêu cũng sẽ trúng cổ độc giống như 10 cao thủ thần cảnh kia. Dương Thanh nhíu mày đổ mồ hôi thay mã siêu. Thực lực của lão già mặc áo bảo đen quá mạnh, lại còn là đại sư cổ thuật trong số những người cùng cảnh giới ít ai là đối thủ của lão ta, huống chỉ là người mới bước vào thần cảnh sơ kỳ, ép mình tăng thực lực như mã siêu. EU, bàn tay của lão già mặc áo đạo sĩ đen chuẩn bị dính lên người mình, mã siêu nổi giận gầm lên, bỗng giảm mạnh xuống đất, vội vã tránh né. Cùng lúc đó, anh ta trưởng một chiêu về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. Am bị trúng chiêu này nên lão già mặc áo đạo sĩ đen lùi ra sau vài bước. Mã siêu không hề nương tay, Thưa dịp lão già mặc áo bảo đen bị anh ta đánh đến mức lùi về sau vài bước anh ta lại xông đến âm ầm ầm đợt tấn công của mã siêu cứ rơi xuống một cách điên cuồng lão già mặc áo bảo đen chỉ có thể đánh trả nhất thời toàn bộ hội trường bị bao trùm bởi ý chiến chiến đấu kinh khủng đám người quý tộc đứng xung quanh đang ngây người vì ngạc nhiên Mười cao thủ thần cảnh bắt tay mà vẫn bị lão già mặc áo đạo sĩ đen đánh bại Lúc này một cao thủ trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi bỗng xuất hiện nhưng lại có thể đánh ngang tay với lão già mặc áo bảo đen. Rốt cuộc chàng thanh niên này là ai? Sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Chắc hẳn cậu ta mới hai mươi mấy tuổi nhỉ? Từ lúc nào mà võ thuật lại có nhiều thiên tài như vậy? Hình như cậu ta là một người anh em tốt của Dương Thanh, tên Mã Siêu. Có người nhận ra quan hệ giữa Mã Siêu và Dương Thanh nên nhất thời, ánh mắt của mọi người dồn lên người Dương Thanh. Dù là Dương Thanh hay Mã Siêu thì cao thủ thần cảnh 30 tuổi đã cực kỳ thưa thất nhưng bây giờ lại xuất hiện tận hai người. Quan trọng là hai người này còn là anh em tốt. Thật ra khi thấy Mã Siêu đột phá đến thần cảnh sơ kỳ, Dương Thanh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Dù sao lúc trước Mã Siêu mới chỉ là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Không ngờ ngâm nước thuốc do Phùng Tiểu Uyển điều chế suốt 49 tiếng đồng hồ, Mã Siêu đột phá liên tục, thậm chí còn tiến vào thần cảnh sơ kỳ đối với dương thanh mà nói đây là một niềm vui bất ngờ hiện giờ thậm chí cao thủ thần cảnh của miêu thành cũng đã xuất hiện rồi còn có một người điên cuồng như black doctor nữa nếu bên cạnh anh mà có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như mã siêu thì cũng có thể chia sẻ bớt gánh nặng cho anh cậu thanh lúc này vương chiến là người đầu tiên thoát khỏi cổ độc ban nãy khoảng thời gian lão ta mới trúng độc lão ta đã dùng một viên đan dược do phùng tiểu uyển tự phối dương thanh khẽ gật đầu nhìn vương chiến hỏi có thể chiến một trận không? Vương Chiến gật đầu, một luồng hơi thở võ thuật thần cảnh trung kỳ gần đến thần cảnh hậu kỳ bùng nổ trong cơ thể lão ta. Đi đi, Dương Thanh lạnh lùng nói. Vâng, Vương Chiến biến mất ngay tại chỗ, nhảm về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. Mặc dù mã siêu có thể bùng nổ năng lực thần cảnh đỉnh phong nhưng suy cho cùng phải cố gắng tăng thực lực mới được như vậy. Mà bản thân lão già áo đạo sĩ đen là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lại có cổ thuật mạnh mẽ. Mặc dù Mã Siêu và Vương Chiến đã bắt tay nhưng chưa chắc đã là đối thủ của lão giả áo đạo sĩ đen. Lúc này, sau khi Vương Chiến khôi phục, Hoa Anh Kiệt cũng khôi phục lại bình thường. Bản thân lão ta cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lại là hội trưởng của hiệp hội võ thuật, lão ta có thể dùng thực lực võ thuật của mình để ép cổ độc ra ngoài. Lúc này, mặt lão ta cực kỳ dữ tợn, thân là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng suýt nữa đã bị lão giả mặc áo đạo sĩ đen giết. Đây là nỗi nhục lớn nhất đời lão ta. Đương nhiên lão ta cũng hiểu lão già mặc áo đạo sĩ đen không hề đơn giản, chỉ cần dùng cổ thuật mạnh mẽ thôi cũng đủ để đàn áp lão ta. Sau khi vương chiến và hoa anh kiệt khôi phục, tám cao thủ thần cảnh của bốn hoàng tộc lớn cũng lần lượt khôi phục lại bình thường, chỉ là hơi thở của mỗi người đều vô cùng hỗn loạn. Mặt họ đầy sợ hãi. Ban nãy sau khi chúng cổ độc, cơ thể đau đớn đến cực đỉnh, đúng là ác mộng của bọn họ. Khi mặt của đám người hoàng tộc ở Chiêu Châu U8 hì trong phòng họp trực tuyến liên minh vương tộc, Liên Minh Tam Vương ai nấy khi mặt của đám người hoàng tộc ở Chiêu Châu U8 hì trong phòng họp trực tuyến liên minh vương tộc, liên minh tam vương ai nấy đều kích động. Cuối cùng lưu lão quái cũng ra tay rồi. Bạch Vương kích động nói: Bởi vì kiêng kỵ người trăm năm trước nên liên minh tam vương không dám đến hội trường đấu võ ở Yến Đô nhưng hiện trường có thám tử của họ, có thể báo cáo tất cả những chuyện xảy ra trong võ quán Yến Đô bất cứ lúc nào. Không hổ là đại sư cổ thuật đứng đầu Miêu Thành, vừa ra tay đã đàn áp 10 cao thủ thần cảnh. Tiết Vương và Mã Vương cũng kích động nói: "Đợi đến khi giải quyết hoàng tộc Chiêu Châu, hiệp hội võ thuật và Dương Thanh thì ai có tư cách giành đế thôn với chúng ta? Cuối cùng chúng ta cũng chờ đến ngày này." Ba vị vương kích động nói. Trong võ quán Yến Đô, lão già mặc áo đạo sĩ đen chính là lưu lão quái của Miêu Thành, cũng chính là sư phụ của Miêu Vân Nghiễm. Khi ba vị vương của Liên Minh Vương tộc biết lão già mặc áo đạo sĩ đen có thể một mình đánh bại 10 cao thủ thần cảnh, cuối cùng họ cũng biết tại sao lúc trước lưu lão quái lại bảo họ tìm bốn cao thủ thần cảnh mới chịu giúp họ khống chế đế thôn. Bởi vì bản thân lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Trước mặt lão ta, cao thủ thần cảnh cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Bạch Phương cười ha ha nói. Mặt Tiết Phương cũng toát lên vẻ kích động, lưu lão quái quá mạnh, lão ta lại là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Khắp chiêu châu này mấy ai là cao thủ thần cảnh đỉnh phong? Đúng vậy, cuộc chiến xương vương ở Yến Đô này, Tất cả mọi người sẽ làm nền cho Lưu lão quái. Có Lưu lão quái ở đây, ai có thể xưng vương ở Yến Đô? Mã Vương cũng cười nói. Trong phòng họp video của Liên Minh Vương tộc, lâu rồi không có tiếng cười sảng khoái như bây giờ. Mọi người, có phải chúng ta nên chuẩn bị đến Yến Đô hay không? Bạch Vương chợt cười nói. Tiết Vương và Mã Vương đều bất ngờ nhưng thoáng chốc đã sực tỉnh ngay, có Lưu lão quái ở đây, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ gì mặc dù người trăm năm trước được truyền thuyết nói rằng vô cùng thần thông nhưng bây giờ đến hoàng tộc cũng tham gia vào cuộc chiến xương vương ở yến đô này lại có lưu lão quái ở đây nếu họ đến yến đô chắc sẽ không sao được bây giờ tôi sẽ đưa cao thủ của gia tộc đến yến đô tiết phương đứng lên nói mã vương cũng cười nói tôi cũng đi chuẩn bị thoáng chốc phòng họp video lại chìm vào bóng tối thoáng chốc ba vị vương của liên minh vương tộc đã dẫn theo cao thủ đứng đầu gia tộc nhà mình lao đến sân bay chạy đến Yến Đô. Có lưu lão quái ra tay, hoàng tộc Chiêu Châu cũng vậy mà hiệp hội võ thuật cũng thế, tuyệt đối không ai sống sót khỏi tay lưu lão quái để đi khống chế đế thôn. Ba vị vương của liên minh vương tộc hoàn toàn không tin khắp Chiêu Châu này lại có người sẽ là đối thủ của lưu lão quái. Cùng lúc đó, ở võ quán Yến Đô, Mã Siêu và Vương Chiến bắt tay nhau đấu với Lưu Lão Quái, Lưu Lão Quái hừng hực sức chiến đấu, mặt đầy sát khí. Khốn khiếp, các người chết đi. Lão ta phẫn nộ gần lên, xòe 10 ngón tay ra đánh về phía hai người. Cẩn thận, vương chiến kinh hãi, lão ta biết 10 ngón tay của lưu lão quái đều có cổ độc, một khi bị cào chúng là sẽ trúng độc. Lúc trước 10 cao thủ thần cảnh của các thế lực hàng đầu không biết lưu lão quái là đại sư cổ thuật nên mới bị lưu lão quái đánh bại chỉ trong một chiêu. Vương chiến hét lên rồi tấn công về phía lưu lão quái, bởi vì mười ngón tay của Lưu lão quái chuẩn bị đụng lên người Mã Siêu. Tất nhiên Mã Siêu cũng hiểu rõ, mắt thấy hai bàn tay của Lưu lão quái chộp đến, chuẩn bị đụng lên người anh ta, anh ta dám mạnh xuống đất. Âm, mặt đất dưới chân anh ta nứt toạc, cơ thể lùi thẳng ra sau. Chết đi cho tôi. Nhưng đúng lúc này, vốn dĩ đã chộp trúng Mã Siêu, mắt Lưu lão quái lóe sát khí, bỗng vung hai bàn tay lại ra phía sau. Phụt, ngực Vương Chiến bị cào hai vết máu. Ông Chiến, Mã Siêu thấy Vương Chiến bị Lưu Lão Quái đánh bay, mà tái mét vì kinh hãi, người như bùng nổ bay thẳng sang chỗ Lưu Lão Quái. Khoảnh khắc Dương Thanh thấy Vương Chiến bị đánh bay, ánh mắt lé lên sự tức giận. Giờ phút này, anh cảm giác cơn phẫn nộ mạnh mẽ đang mâu thuẫn với phong ấn trong người anh. Phùng Tiểu Uyển dùng đại pháp phong ấn huyệt vị mới khống chế được hơi thở điên cuồng trong cơ thể anh. Một khi anh mất kiểm soát, có lẽ toàn bộ võ quán Yến Đô này sẽ máu chảy thành sông anh cũng cố chịu đựng không để mình bùng nổ nhưng lửa giận trong người cứ bùng lên dữ dội. Mã siêu cũng chìm trong điên cuồng, tấn công về phía lưu lão quái hệt như một con dã thú. Mà vương chiến thì khoảnh khắc bị lưu lão quái đánh trúng, cảm giác phết cào ở ngực đau dớn cực kỳ, sự đau đớn đó từ từ lan ra khép cơ thể lão ta, dường như mỗi một tế bào đều cực kỳ đau khổ. Ân vương chiến nhịn không được hét to, dù là lúc dùng thuốc cố cơ phùng tiểu huyền điều chế cho. Lão ta, lão ta cũng không thấy đau đớn như vậy lão ta chỉ cảm thấy có hàng nghìn con kiến đang chui vào miệng vết thương điên cuồng gặm cắn nội tạng lão ta ông chiến dương thanh vừa nhúc nhích là xuất hiện trước mặt vương chiến lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng vương chiến hét lên ông cố chịu đựng cho tôi mặt vương chiến méo mó vì đau tay không ngừng gãi mới vài giây ngàn ngủi mà miệng vết thương trên ngực lão ta đã máu thịt lẫn lộn dương thanh dùng một tay để ấn hai tay vương chiến xuống đất giết tôi giết tôi đi xin cậu hãy giết tôi mắt vương chiến đỏ lên vì máu mặt méo mó vì đau đớn đầu đầy mồ hôi cảm xúc hoàn toàn bùng nổ gào o cậu thanh xin cậu giết tôi đi giết tôi đi a à, lão ta vừa gào trong đau khổ vừa bảo dương thanh hãy giết mình lúc này lão ta sống không bằng chết với lão ta mà nói chỉ có cái chết mới có thể để lão ta được giải thoát nhìn vương chiến đau khổ dương thanh chỉ cảm thấy càng lúc càng phẫn nộ dường như phong ấn huyệt vị đang biến mất từ từ bên kia mã siêu cũng đang điên cuồng chiến đấu kịch liệt với lưu lão quái vốn dĩ thực lực của anh ta đã không bằng lưu lão quái nhờ vào thực lực đã cố tăng lên để đấu tiếp hơn nữa anh ta đã bộc phát ra thực lực mạnh nhất nhưng suy cho cùng thực lực tăng lên nhờ sử dụng bí pháp cũng chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định lúc này hơi thở trên người mã siêu cũng yếu đi rất nhiều bị lưu lão quái ép đánh trái lại các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật lại thờ ơ lạnh nhạt không ai ra tay giúp mã siêu đối phó với lưu lão quái. Tất cả những thứ này làm ngọn lửa phần nộ trong lòng Dương Thanh từ từ bùng lên. Cậu Thanh, giết tôi đi. Vương Chiến đỏ mắt nói, mạng tôi là do cậu cứu, giết tôi rồi cậu sẽ không cần phải thấy nặng nề. Cậu Thanh, cậu nhất định phải cố nhịn, nhất quyết đừng ra tay. Một khi cậu ra tay rồi, mọi sự cố gắng của tiểu huyền đều đổ sông đổ bể cậu Thanh, xin cậu giết tôi đi. Vương Chiến đau khổ không thôi, đã dùng đan dược do Phùng Tiểu Uyển điều chế nhưng vẫn không thể giảm bớt nỗi đau trong người lão A. Dù vậy nhưng lão ta vẫn lo Dương Thanh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Dâm, đúng lúc này, một bóng người bay sang, đó là Mã Siêu. Anh ta bị lưu lão quái đánh một cú chí mạng, ngã thẳng xuống bên cạnh Dương Thanh. Phụt,